kênh ký ức chiến tranh trân trọng gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện với nhan đề lạc rừng tác giả trung đình sau đây mời các bạn cùng nghe anh ơi anh nghĩ khi nào chúng ta mới có tự do tiểu thuyết gia trung trung đình nhớ mình đã hỏi một trong những anh du kích ông đã chiến đấu bên cạnh suốt 7 năm trong rừng núi an khê ở trung bộ khi cái này hoàn toàn mòn nhẵn người đồng chí trả lời tay chỉ vào đôi dép lốp đang mang đôi dép bác hồ bền nổi tiếng chỉ khi đó chúng ta mới có tự do đó là một trong những ký ức chiến tranh mà ông đình nhớ lại với một nụ cười làm tỏa dạng quán ăn trên con phố hà nội bụi bặm nơi chúng tôi đang ngồi thật vậy bất chấp tất cả những hiểm nguy hãi sợ và sự tàn phá khi ông miêu tả về những năm tháng đó khi bầu trời đầy áp máy bay mỹ khi cái chết là điều bình thường bạn có cảm tưởng ông luyến nhớ cuộc sống đơn sơ trong rừng sâu dẫu sao đó là tuổi trẻ của ông tôi vẫn còn giữ vài bức ảnh chụp tôi thời điểm đó. Tôi có một bộ râu bờm sờm, nhưng khuôn mặt tôi rất sáng. Ông khẽ lắc mái đầu 69 tuổi của mình như có vẻ băn khoăn. Những năm tháng gian khổ nhất về sau mới đến, ông thừa nhận, đấy là khoảng thời gian sau năm 1975. Ông Đình là tác giả của nhiều tác phẩm kịch và tiểu thuyết, nhưng tiểu thuyết đầu tiên của ông, Lạc Rừng, là tác phẩm chúng tôi đem ra thảo luận. Gần đây, cuốn sách đã được tái bản lần thứ 19, và nhiều người ở Việt Nam cho rằng đó là tác phẩm kinh điển về cuộc chiến Mỹ tại Việt Nam, dù nó chưa bao giờ đạt đến lượng độc giả quốc tế như Nỗi buồn chiến tranh, một tác phẩm của người bạn và là bạn rượu nguyên văn tiếng Việt của NIT của ông, nhà văn Bảo Ninh. Ông nhớ lại thời thơ ấu của mình một cách thân thương. Khoảng thời gian từ 1949 đến 1959 là những năm tuyệt vời nhất đời tôi khi tôi vẫn còn ở làng quê, ông nói. Trong ký ức của tôi, đó là thời êm đềm nơi thôn dã. Chúng tôi đã trải qua những ngày đi bắt cá, bắt ve sầu, chăn trâu. Tôi là đứa trẻ nghịch ngợm, hái trộm trái cây và bắt trộm cá nhà hàng xóm. Ông Đình là người Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Thậm chí ngày nay vẫn còn là một vùng nông thôn hẻo lánh, nơi một khuôn mặt người nước ngoài sẽ thu hút những cái nhìn trầm chặt hiếu kỳ. Hầu hết người thân của ông đều chết trong chiến tranh. Một người anh rể bị giết trong trận ném bom miền Bắc đầu tiên của Mỹ các anh em trai của ông hy sinh trước và sau khi ông nhật ngủ ông liệt kê gần như máy móc nhiều thành viên trong gia đình ông đã mất lạc rừng kể câu chuyện về bình một bộ đội chính quy miền bắc bị mất liên lạc với trung đoàn của mình ở vùng rừng núi trung bộ được cứu sống và sau đó kết nạp vào một nhóm du kích người dân tộc ba na đang chống mỹ bình sống và chiến đấu bên cạnh người ba na trong nhiều năm học tiếng nói và hòa nhập văn hóa của họ trong khi phải ẩn núp tránh máy bay trực thăng chiến đấu của Mỹ và đặt bẫy chống quân thủ. Nhưng tựa đề cuốn sách đã phản ánh sự bất ổn về việc trở thành người bản địa. Ông Đình chỉ tay vào đầu mình, hắn bị lạc ở đây. Câu chuyện bao nhiêu là thật, tôi hỏi ông, giống như nhân vật chính trong lạc rừng. Ông Đình đã chiến đấu vai kể vai với người Ba Na từ năm 1968 cho đến khi chiến tranh kết thúc. Đó là một tác phẩm tưởng tượng, dựa trên sự thật. Ông giải thích, đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên tôi viết sau chiến tranh, ký ức vẫn còn sống động. Một số câu chuyện tôi kể trong cuốn sách rất gần với những gì thực tế đã xảy ra. Vào cuối buổi sáng, ông Đình chia sẻ vài giai thoại về những năm tháng trong rừng. Một cuộc săn lợn rừng, những chuyện lấy cắp đồ ăn và vũ khí từ lính Mỹ đóng quân gần đó. Và chuyện treo một cái dù nhảy trên ngọn cây cao nhất trong rừng như một lá cờ và đứng ngắm từ xa máy bay Mỹ ném bom vào đó. Chỉ là để chọc họ thôi, anh thấy đó, ông giải thích tất cả những chuyện này có phần hư cấu là nét đặc biệt của tiểu thuyết các nhân vật cũng nhảy ra từ đời sống thực đó là một người ba na xưa trong chuyện được gọi là giả phới một nhân vật theo lời kể của tác giả hình như không thể bị tên lửa bom đạn đụng tới nhờ thế nhiều lần thoát khỏi cái chết tường là chắc nịch và dĩ nhiên có cả bin chiến binh ba na dữ dội nhất và người giám hộ của bình che chở và hướng dẫn anh Chúng tôi hỏi ông về nhân vật Coller, một người Mỹ bị bắt giữ và bị đưa đi làm lao động như tá điền và đầy tớ cho người Ba Na trong tiểu thuyết. Nhân vật đó có thật không? Ông Bình giải thích rằng cá nhân ông chưa bao giờ gặp bất kỳ người nào có một vài lính Mỹ bị bắt và bị tống giam vì những mục đích khác nhau. Tuy nhiên, thông thường, các tù nhân chiến tranh như vậy thường được đưa về Hà Nội. Cảm hứng về một Coller dễ sai khiến lo sợ lại đến từ một cựu binh Mỹ ông gặp sau chiến tranh tại một trong những chương trình trao đổi do hai nước tổ chức. Không giống như nỗi buồn chiến tranh, trong đó xung đột ảnh hưởng đến tất cả các phần của câu chuyện phá hủy cuộc sống các nhân vật trong tiểu thuyết của ông Đình, nó giữ chức năng bối cảnh cho hành động. Ngoài vài cuộc chạm trán với lính Mỹ và thỉnh thoảng có tiếng máy bay trinh sát trên không, cốt truyện tập trung vào việc hội nhập văn hóa Bana của Bình, mối gắn kết anh với cộng đồng, và những thách thức sinh tồn nơi rừng sâu thực ra rừng mặc dù có những hiểm nguy của nó đã bảo vệ bình và đồng đội ông khỏi cuộc chiến đặc biệt che giấu họ khỏi lính mỹ từ trên trực thăng và máy bay như ông đình viết đôi khi rừng yên tĩnh đến mức chiến tranh không thể đánh thức nó dậy tuy nhiên dù hành động trong lạc rừng có xu hướng nhẹ nhàng nhưng ông đình lại miêu tả những năm tháng chiến tranh của mình là những năm tháng đầy hái sợ và bạo lực gần như thường trực Tôi nhập ngũ năm 17 tuổi và không thực sự muốn chiến đấu. Nhưng thì lình tôi bị vây phủ bởi bom đạn và người chết khắp xung quanh, ông nói. Trên đường ra tiền tuyến, ông bị sốt rét và nằm trong một bệnh viện giá chiến ở vùng phi quân sự DMR một thời gian ngắn. Ở đó ông gặp một thượng sĩ từ Gia Lai đến và tuyển ông vào chiến đấu với quân du kích trong Nam. An Khê lúc bấy giờ là nơi nguy hiểm nhất Việt Nam, ông Đỉnh nói. Chúng tôi không chỉ đối mặt với lính Mỹ mà còn cả lính Úc và gay cấn nhất là lính Nam Hàn, vốn là những binh sĩ dạn dày kinh nghiệm và thô bạo nhất trong rừng. Mỗi ngày có ít nhất hai hoặc ba trận đánh, cái chết là điều rất thường. Những năm 1968 năm 1969 là tồi tệ nhất, Mỹ ném bom không ngừng. Thỉnh thoảng, khi những chiếc máy bay cuối cùng vừa đi, bạn thấy mình mắc kẹt trong chùm rễ của những cái cây khổng lồ mà bom đã bật lên. Ông kể, trong nhiều năm sau, chiến tranh vẫn còn ám ảnh ông tôi nghe thấy cái quạt tường quay và giật mình, nghĩ nó là trực thăng, có những cơn ác mộng về tiếng loa phóng thanh từ máy bay tuyên truyền bay qua khu rừng. Thời kỳ sau 1975, ông kể với tôi ông già đi nhanh chóng, không nghi ngờ gì là do chịu đựng từ cái mà chúng ta gọi là rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý nhân dân ghi. Ông bắt đầu viết lạc rừng năm 1980. Khi còn nhỏ, tôi là một người đầy mơ mộng. Ông nói, Tôi nhớ khi đọc cuốn Ông già và biển cả của Hemingway, về một người đánh cá lạc giữa đại dương, tôi đã nghĩ, một ngày nào đó, tôi sẽ viết một câu chuyện hay hơn thế này. Dĩ nhiên là trong chiến tranh, đâu có thời gian để viết gì. Tôi chỉ chủ yếu là ghi chú vì mục đích chiến thuật, nhưng tôi nghĩ rằng giấc mơ viết một quyển sách giống như Ông già và biển cả vẫn ở lại trong tôi. Ông mất 10 năm để viết Lạc rừng và năm bản thảo khác nhau nhưng nó đã giành được vài giải thưởng và đưa ông đình trở thành nhà văn tôi hỏi ông đã đọc cuốn tiểu thuyết chiến tranh nào của các nhà văn lính mỹ như các malantes và tim o'brien chưa một vài nhưng không nhiều ông nói mơ hồ thực tế là đến ngày nay có rất ít tác phẩm như vậy bằng tiếng việt gây khó khăn cho người không nói tiếng anh như ông ông đã đọc những tác phẩm kinh điển cùng thể loại và cho rằng không ai qua được eric maria Remark ông ta nắm bắt được không khí chiến tranh thật tuyệt vời. Nhưng còn dơ Việt Nam War, phim tài liệu nổi tiếng của Ken Burns và Linovich, có bản phụ đề tiếng Việt và có người bạn rất thân của ông, Bảo Ninh, trong đó. Ông đã xem vài tập, ông nói, thú vị, ông thừa nhận, và chủ yếu là đúng. Nhưng tôi nhận thấy vài lựa chọn người phỏng vấn thật lạ. Họ đi vào tính đa dạng hơn là chuyên môn. Nó không thể khám phá về chiều sâu những điểm quan trọng nhất Mọi thứ Bảo Ninh nói là đúng, nhưng một vài người khác, tôi tự hỏi, họ có tư cách như thế nào để phát biểu? Tôi hỏi ông giải thích thế nào về việc người Mỹ vẫn còn bị cuộc chiến ấy thu hút sự chú ý, trong khi các văn nghệ sĩ Mỹ tiếp tục sáng tạo những tác phẩm mới về chủ đề này. Người Việt Nam, ít nhất là ở Việt Nam, sáng tác tương đối ít kể từ thập niên 1990. Tương tự khách du lịch mỹ đến việt nam cảm thấy ngạc nhiên bởi tinh thần sẵn sàng tha thứ và hướng về tương lai của người dân địa phương phải chăng người dân việt nam ngày nay chỉ muốn quên đi những trải nghiệm của mình không ông trả lời thẳng thừng đó chỉ là vì đối với người việt nam cảm xúc và ký ức quá nặng nề nó không dễ dàng chia sẻ và đối với tầng lớp thanh niên ngay cả con trai ông giờ đang học ở luân đôn cũng không muốn nghe những câu chuyện chiến tranh ông nói nếu giới trẻ không hứng thú với chiến tranh thì tốt thôi, ông xua tay bác bỏ, để cho chúng sống. Tuy nhiên, gần như không có ưu phiền, ông đỉnh tỏ ra thích thú về chuyến lang thang vào quá khứ này. Ông kể vài chuyện vui về các buổi meeting động viên chiến sĩ có sự tham dự của các cán bộ cách mạng thời ông còn ở An Khê. Họ dựng một tấm bảng đen vào một thân cây và dùng lý luận biện chứng. Chúng ta đang ở thế đi lên hay đi xuống? Một lần họ đặt câu hỏi tu từ như thế. Đi xuống, ông Đỉnh trả lời tỉnh bơ. Đồng chí không thể trả lời như vậy, cán bộ khiển trách. Chúng ta đang ở thế đi lên, chúng ta đang ở thế thắng. Tôi chỉ nói đi xuống vì đi xuống dễ hơn, ông giải thích. Tôi thật sự không muốn ra trận, ông Đỉnh nói khi quán ăn của chúng tôi bắt đầu dọn dẹp cho giờ ăn trưa, nhưng vào tháng 4 năm 1968, mọi thanh thiếu niên khỏe mạnh phải đăng ký nhập ngũ tôi chưa từng nghĩ đến thắng lợi ông trích dẫn thơ nguyễn duy phe nào thắng thì nhân dân đều bại sau đây mời các bạn cùng nghe chọn bộ lạc rừng tôi rút khỏi hang đá lúc chập choạng tối khi ấy tôi chẳng nghĩ được gì nhiều ngoài việc làm thế nào thoát khỏi họ những người khác tộc mà tôi rất sợ hãi rõ ràng họ đang chủ tính hại tôi nếu tôi không tự tìm cách giải thoát mới đầu tôi giả vờ ngủ trong lúc họ xúm quanh đống lửa nướng những con chuột những con nhái đá rồi họ uống rượu cần, ăn thứ thịt nướng khét mùa ấy, thì thầm to nhỏ. Tôi cố nằm im, he hé mắt quan sát. Hình như họ đang bàn cách khử tôi, và tôi lạnh xương sống mỗi lần trong số họ có người bỗng dưng nói to, hoặc bỗng dưng đứng dậy. Cuối cùng rồi cũng êm. Họ lơ mơ say, nằm ngả ngốn ngủ. Tôi lựa thời cơ chuồn lẻ ra cửa hang. Họ là đám dân chạy địch càn, hoặc đại loại giống như vậy. Còn tôi, một chú lính miền Bắc mới vô, sau trận đánh đầu tiên, bị lạc đơn vị. Họ tóm được tôi khi tôi liều lĩnh mò vào đám giấy cũ đào những khóm sắn, kiếm cái ăn. Ba khẩu súng chĩa vào tôi khi tôi đang hí húi dùng dao găm đào. Tôi kinh hoàng ngã bật ngửa. Họ dùng báng súng đè cổ tôi xuống. Tôi giấy ruộng trong cơn tuyệt vọng, hoàn toàn bản năng. Họ trói tôi bằng dây dù, giật cánh khuỷu, đẩy tôi về hang. Tôi rên rỉ khóc vì khiếp sợ và vì không hy vọng van xin để thoát. Họ lầm lũi và lạnh lùng đến căng thẳng. Mỗi người cầm một con dao quắm đi ra, đi vào. Có người khoác cả cây cung, hình như để uy hiếp tôi. Tôi không thể tả được nỗi sợ hãi và tủi phận của mình. Cho mãi tới khi có một người trẻ tuổi đi đâu đó về. Anh ta cũng chạc tuổi tôi. Người trẻ tuổi cởi trói cho tôi trong khi những người kia sôi nổi bàn tán gì đó. Hình như họ đang nói về tôi thì phải. Tôi không biết tiếng họ, chưa có khái niệm gì về phong tục tập quán cũng như lề lối sinh hoạt của họ. Tôi thấy người trẻ tuổi nhìn tôi không có vẻ ác ý và tôi nhìn lại, thầm hy vọng anh ta hiểu cho hoàn cảnh của tôi. Tôi thấy anh ta cũng đóng khố cởi trần, nét mặt cương nghị, từng trải nhưng non tơ và hiền hậu. Tôi là người tựa vào vách đá sau khi dây dù được tháo và anh ta mỉm cười, nói tiếng Kinh. Mày tụt tạt, ưng theo địch à. Tôi run lẩy bẩy, méo máu, chẳng hiểu tụt tạt nghĩa là gì, nhưng qua cách nói của anh ta, đoán là xấu, liền nói. Không em không tụt tạt, em bị lạc đơn vị. Gần như cùng lúc tôi vừa nói xong, một ánh chớp nhóa ngay trước mặt sau tiếng phụt. Khô khốc, tôi có rúm lại, mũi tên cắm phập củ sắn tươi trên gờ đá, phía sau gáy tôi. Họ cười rộ lên thích thú, tôi vẫn run lẩy bẩy. Mày ở đơn vị nào? Người trẻ tuổi kéo tôi dậy ngay ngắn, hỏi, tôi nhanh nhầu trả lời. Em ở, ở 95. Tầm bậy, tầm bậy quá, anh ta thốt lên và đứng dậy gãi ở khoeo chân. Một con vắt to mọng rơi xuống đất. Anh ta nhặt con vắt ném vào lửa rồi nhìn tôi, nói. Mày nói tầm bậy. Em ở 95 thật mà, tôi phân bua. Bộ đội 95 không có tụt tạt. Anh ta khẳng định rồi ngồi xuống, đối diện tôi. Tôi vẫn run lẩy bẩy một cách thảm hại. Trong người tôi không có giấy tờ, không có gì hết. Anh ta cầm củ sắn có mũi tên xuyên qua, nói gì đó với mấy người kia rồi bảo tôi được còn thử thách coi cái đã anh ta đặt củ sắn sát than lửa nướng rồi vít cần rượu uống tôi len lén nằm xuống làm cách mạng không phải bình thường đâu anh ta liếc nhìn tôi lầu bầu tôi im thiết họ bắt đầu ê hát mỗi người hát một phách nhưng lại có vẻ cùng chung một nội dung tôi giả vờ ngủ lòng thầm mong họ cứ hát thế và sau đó tôi ngủ thật tôi bị họ bỏ quên trong xó tối có tới vài ngày tôi thấy người trẻ tuổi cùng mấy người đàn ông thay nhau đi, chiều chiều gùi về hang những gùi sắn lớn và vài thứ rau rừng. Còn mấy người đàn bà suốt ngày quẩn quanh bên đống lửa, với nồi súp sôi ủng ục, bốc mùi hăng hắc. Họ ăn sắn với thứ súp ấy. Tôi cũng được họ cho ăn, nhưng vừa chạm môi đã ói ra. Súp có mùi thum thùm rất dễ sợ. Cuối cùng tôi chỉ ăn sắn nướng với muối. Những người đàn ông về tới hang đá là xả ngay vào hút rượu cần. Họ uống được một lúc là nghiêng ngả à, hát đề à hát nhỏ và dai tưởng như không bao giờ dứt với một vài giai điệu đều đều buồn não thỉnh thoảng có người nhớ tới tôi trong cơn say họ không bắn dọa tôi nữa nhưng họ nhảy nhót quanh tôi như thể tôi là con vật sắp đem ra tế thần máy bay mỹ quần đảo suốt ngày đêm trên đầu chúng bắn đại liên cả đêm thỉnh thoảng bom nổ rung chuyển và sau đó là tiếng hú của đạn pháo nhưng ở trong hang đá này thì rất bình yên tôi sống trong trạng thái mê muội u tối và nơm nớp lo sợ. Thực ra tôi không hẳn là tù binh, nhưng càng không phải là khách. Những người đàn bà gần như chẳng chú ý tới tôi. Họ cho tôi ăn và quên tôi ngay sau khi tôi nằm xuống chỗ của mình. Lúc nào tôi cũng mong người trẻ tuổi, có anh ta, dù sao cũng bất căng thẳng. Cái hang đá trên triển núi cao chất ngất này, vừa ngóc ngách lại vừa thoáng, rất lạ lùng là có một khe nước dỉ ra. Họ khéo léo bắt cái máng bằng nứa, nước, nước chảy tong tòng suốt ngày đêm, đủ cho việc nấu nướng và uống rượu cần. Hình như nhu cầu về nước của họ cũng chỉ có thế. Tôi bị ngứa ngáy khắp người và tôi rất thèm ánh sáng, thèm thoát được ra khỏi cái hang này, trước hết là tắm. Còn sau đó muốn thế nào cũng được. Và tôi đã làm theo ý muốn của mình. Tôi ép người trường theo lối mòn giữa hai khe đá sắc, định tuột xuống hố thì có tiếng hô, không to nhưng rất gắt. Đứng lại, mày ưng trốn lũ tui theo địch à. Tôi chưa kịp hoàn hồn thì bị hích một cú đau điếng bằng mũi súng từ phía sau. Và tôi ngã sấp. Tôi có rúm người vì sợ hãi. Ba bốn người súng vào chói tôi như chói con vật. Họ nói gì đó gay gắt lắm. Người trẻ tuổi sau khi hồ tôi đứng lại, giờ đây lạnh lùng cùng cánh đàn ông đẩy tôi về lại hang đá, không nói thêm lời nào. Anh ta lặng lẽ nhìn tôi. Tôi nằm quay mặt vào vách đá, khóc. Tôi khóc cho thân phận khốn khổ của mình. Trước khi vào Nam chiến đấu, tôi không thể hình dung được số phận tôi lại rủi ro theo kiểu này. Tôi khóc, nhưng lại sợ, nên chỉ co người, cố ghim tiếng nấc. Càng ghim nén, hình như tiếng nấc càng bật ra to hơn, và tôi hoảng hốt dụi mặt vào đầu gối. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn, tủi thân đến chừng ấy. Hồi còn ở đơn vị huấn luyện, và cả khi hành quân vào Nam, tôi chỉ nghĩ tới những trận đánh lớn, những tiếng hô sung phong, và tôi luôn mơ trở thành dũng sĩ diệt Mỹ. Mọi điều giờ đây đảo ngược đến khủng khiếp thế này ư. Nó nhanh đến thế này ư giống như trong cơn ác mộng tôi đã đái ra quần từ lúc nào và tôi bị sặc khói đạn đã bóp cò súng từ lúc nào rồi tôi vấp ngã trong khi cố ngóc dậy chạy theo bóng anh tự và anh hùng nhưng chẳng thấy họ đâu cả hai người được phân công kèm tôi vì tôi là lính mới tôi rú lên khi bị hất vào bụi gai không còn súng không còn gì cả sau đó là khói và im lặng im lặng đến rùng rợn tôi không còn nhận ra địa hình và tôi không dám hành động gì sau đó là điên loạn sợ hãi và hoang mang tôi chạy vào phía núi leo ngược lên chui được vào một cái lán cũ người ta làm từ hồi nào và không biết để làm gì tôi cuống lên vì sợ hãi và chỉ có sợ hãi choán ngập tôi đôi lúc tôi cảm thấy ứ nghẹn khi nghĩ tới anh tự và anh hùng tôi không thể tin được trận đánh ấy gọi là trận đánh chúng tôi phục kích và bị chúng phục lại tất cả chỉ có thế sau sự sợ hãi và hoang mang là tới đói tôi chỉ nghĩ tới cái ăn và cái uống tôi lần theo một con đường mòn vừa mong gặp người lại vừa sợ hãi. Con đường ngóc ngách và hun hút dẫn tới những cây sắn già sen ké cây rừng. Tôi còn mỗi con dao găm và tôi hạng hụi đào sắn. Họ tóm được tôi không ồn ào trong khi chính tôi vô cùng hoảng loạn. Anh có tên gì? Người trẻ tuổi sau khi uống rượu, ngồi sát và tôi vừa cởi trói cho tôi vừa hỏi. Nhìn nét mặt anh ta, tôi biết anh ta có vẻ thương hại tôi. Tôi quyệt nước mắt cố ngồi dậy, lắp bắp. Em tên Bình, còn anh, Tôi mạnh bảo hỏi. Tôi có tên Bin. Anh ta thoát miệng cười, gọi tôi là Bin và bảo. Mình có chung tên, làm anh em theo phong tục được. Tôi mừng quá, túm tay anh ta và túm lấy cái tên Bin, mặc dù chưa hiểu phong tục thế nào. Tôi chỉ cảm thấy đây là dịp may sau chuỗi ngày chỉ còn run sợ và kinh hoàng ấy. Bin kéo tôi lại bên ghẻ rượu, nói rất nhiều với những người kia và họ ổ. À dối dít. Có người cao hứng vừa nhảy nhót vừa hát rồi một người hô tay. Kéo tôi, ấn cần rượu vào tay, bắt uống. Tôi run rẩy nhìn pin cầu cứu, pin bảo. Mình với anh uống chung một can. Tôi không hiểu, nhưng không dám từ chối. Tôi rất sợ làm họ phật lòng, và tôi uống cùng pin đến khi pin buông cần. Tôi mới dám buông cần theo. Tôi cảm thấy vị đắng và chua nồng của rượu cần sọc lên gần gợn và tôi chính choáng. Từ bé, tôi chưa hề uống bia hoặc rượu lần nào. Hơn nữa, bụng tôi đang rất đói bin khoác tấm đồ hoa lên người tôi bảo tôi nằm xuống cạnh đống lửa và tôi ngủ say đến nỗi khi tỉnh dậy mới biết là mình đã ngủ suốt từ tối hôm qua tới chiều hôm nay anh có bắn súng giỏi không bin hỏi trong khi tôi đang ăn sắn nướng với thứ súp đặc sệt quét lên lá chuối đắng ngòm thực ra nếu không có vị đắng ấy làm sao nuốt trôi có chứ mình bắn được tôi tin rằng trả lời như thế đúng hơn tôi rất sợ bin hiểu lầm một là anh ở lại đây làm du kích với tụi tui, Bin nói trong khi đặt khẩu CKC trước mặt. Hai là anh ưng tụt tạc. Tôi nắm tay Bin đánh bảo. Mình ưng đánh địch mà. Bin khoác súng lên vai bảo tôi đi theo. Tôi lo sợ nhìn Bin nhưng cũng ngoan ngoãn cùng Bin ra rừng. Bin định làm gì tôi? Tôi vừa leo lên những mỏm đá sắc, vừa nghĩ tới chuyện, nếu Bin có ý định hại tôi, tôi sẽ liều. Không còn con đường nào khác. Tôi cố ý đi cách Bin một quãng cần thiết lén thủ một hòn đá bằng nửa nắm tay. Nếu có chuyện, tôi sẽ ném cật lực vào mặt đối phương, rồi tính sau. Chúng tôi leo tít lên trỏm núi có nhiều cây bằng lăng, hoa rắc như mưa bụi. Dây leo chẳng chịt trên những thân cây đại thụ và những mỏm đá trinh vinh. Có tiếng reo của thác đổ, bim bảo. Thác đắc sút trên cao ấy. Tôi ngước theo hướng chỉ của bim và thầm nghĩ, giá được lên thác nhỉ. Từ bé tôi chưa hề được trông thấy thác nước. Bin đưa súng cho tôi bảo ngồi chờ. Tôi thấy Bin quan sát trên những vòm lá. Chợt một con sóc rúc lên. Nó đuổi một con sóc khác. Hai con cùng leo trên dây phía trước mặt. Bin ngoắc tay tôi, bảo. Anh bắn thử con sóc đi. Tôi có cảm giác bỗng dưng con sóc to chạy sau dừng lại. Tôi chớp đúng khoảnh khắc ấy, dương súng, bóp cò. Cái dây rừng to bằng cổ tay bung ra. Con vật rơi cùng tiếng reo của Bin. Anh bắn giỏi hung. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ và tôi cho rằng đó là sự may mắn tiếp theo giúp tôi chiếm được cảm tình của Bin và tốt người kỳ lạ này. Bin tụt xuống khe sâu, tìm bằng được con sóc. Nó bị nát bắt phía sau. Tôi nghĩ tới 10 ngày phép mà tôi được trung đoàn thưởng sau khi bắn bài ba đoạt giải nhất. Lần ấy, tôi đã hôn em dưới chân đề. Tôi trở về hang đá cùng Bin với một niềm vui mới. Tôi cứ xấu hổ mãi vì sự đa nghi của mình đối với Bin tôi đã lén thả viên đá tự vệ ấy xuống khe ngay sau khi bin đưa súng bin tả lại chiến công bắn con sóc ấy của tôi với mọi người họ nhìn tôi thân thiện hơn trước nhiều tôi cảm thấy tôi đang có khả năng được giải thoát họ lại ép tôi uống rượu tất nhiên tôi không thể từ chối tôi vẫn âm thầm nuôi ý định và mưu mô trốn khỏi họ mặc dù giờ đây tôi đã nguyên ngoài không còn cảm thấy cô đơn đến hoang mang đến tuyệt vọng nữa nhưng tôi không thể cứ phải sống thế này cái khoảng cách giữa tôi và họ không còn quá cách biệt và điều ấy sẽ tạo cho tôi cơ hội. Những người đàn bà đã cười với tôi, họ gồm bốn người và ba cháu nhỏ. Suốt ngày họ vẫn chỉ quần quanh với bếp lửa và nồi súp đắng. Sao lại thế nhỉ? Tôi không hiểu. Nhưng đúng là bếp lửa không nguôi rực rỡ nơi góc hang tối, thỉnh thoảng họ mới ra khỏi hang để bổ củi. Họ hạ những cây thẳng đuột bằng chiếc rìu nhỏ. Dáng họ vung rìu rất uyển chuyển và khéo léo, tựa như muốn vậy. Củi tươi mà cháy rất được đầu các thanh củi sùi ra thứ nước vàng vàng thơm ngậy bốn người đàn ông kia hình như là chồng của họ cùng với bin suốt ngày ra rừng kiếm cây ăn và nắm tình hình địch địch thả biệt kích khắp núi khắp rừng bin bảo tôi thế máy bay chúng thả bom liên hồi pháo từ các cao điểm dội nát những vòm rừng nghi vấn chúng tôi ở đây một địa thế bất ngờ thật khó có thể hình dung được con người lại có thể len lỏi trên cái triền núi cao dốc đứng này để ở tôi không thể không tắm và họ đã cho tôi hai quả bầu khô đựng nước ra phía sau tảng đá rửa giấy. họ vẫn chưa cho tôi ra khỏi hang đá một buổi chiều khi tôi vừa lơ mơ tỉnh dậy đã thấy bin và cánh đàn ông ngồi trước cửa hang với cái vẻ nghiêm trang ít thấy tôi lân la lại gần bin và nhận ra trên tảng đá lớn có một cụ già ngồi hút rượu cần cụ hút rượu chậm rãi trong một cái ghẻ nhỏ xíu tôi chưa bao giờ thấy một cụ già già tới chừng ấy cụ ngồi trên tấm rồ ở trần da trên người cụ nhăn nhúm dễ sợ. Nó vừa khô vừa mốc thích. Cụ không có dầu, tóc lưa thưa, đôi mắt nhỏ tinh anh liếc nhìn tôi và tôi lạnh xương sống vì cái nhìn ấy. Tôi có cảm giác đôi tai cụ sẽ xuống vai với một cái lỗ kéo dài bỗng dưng động đậy. Cụ khẽ rung rung người. Tôi nép sát vào pin. Pin bảo. Anh đừng sợ. Búc KRA đấy. Tôi không hiểu. Pin giải thích. Giả phới đấy. Tôi cung kính tới trước cụ, chắp tay cúi chào, cánh đàn ông bật cười. Cụ già thả tay xuống, miệng chóp chép nhai cái gì đó. Nếp da trên cổ cụ chật rung rung, phát ra thứ âm thanh tựa như tiếng rít. Cụ duỗi chân rồi hưa tay. Một người cầm cái tẩu đã nhồi thuốc sẵn, gắn vào môi cụ. Người khác cầm thanh củi đượm than châm cho cụ bập thuốc. Cụ bập chậm rãi nhưng chắc. Khói thuốc từ từ lan ra hai bên mép. Lũ mình có nhiệm vụ bảo vệ búc cara phới. Bin nói và tôi hiểu bảo vệ giả phới là một nhiệm vụ thiêng liêng. Giả phới bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Tôi hỏi. Bin nhăn mặt, cậu ta bảo các già làng khác hồi còn nhỏ đã thấy búc KRA phới già thế này rồi, ai mà đếm được tuổi. Rằng giả phới đang kỳ thay răng, thay tóc, tôi khẽ dùng mình. Có tình hình mưa to, nắng to, khổ hung đấy. Bin nói với nét mặt rất nghiêm trọng. Sao thế nhỉ? Tôi hỏi ngớ ngẩn. Sao gì? nó thay tóc, thay răng, không phải bình thường đâu. Tôi hiểu và hỏi lại. Bin à, thế mấy hôm rồi giả phới ở đâu? Ở trong rừng trong núi chớ ở đâu? Bin phản ứng. Anh hỏi lung tung quá. Tôi câm họng. Họ dìu giả phới vào hang, đặt giả ngồi bên đống lửa. Bin lại bảo tôi đừng sợ, cứ ngồi gần giả phới coi thử. Giả phới hiền lắm, vì giả phới là của trung dân làng mà. Tôi cố ra vẻ tự nhiên ngồi sát giả, giả khẽ gật gật đầu. Bin cầm tay tôi đặt vào lòng bàn tay giả phới, nói gì đó. Giả phới nhếch môi cười, nhưng chẳng ra cười. Tôi run rẩy nhìn Bin, Bin ghé tai tôi, nói nhỏ. Nó yêu cầu anh có tình cảm trước mặt nó đó. Tôi không hiểu. Bin giải thích. Nó ưng anh có hành động ăn thề đấy. Làm thế nào được, Bin? Tôi cầu cứu cậu ta. Bình tĩnh thôi, Bin nói cánh đàn ông khiêng vào ghè rượu mới. Tôi có cảm giác họ có vô vàn rượu cần giấu quanh đây. Họ rộn ràng mở ghè, cắm cần, rộn ràng mời rào phới. Già chỉ nhấp môi rồi đưa cho tôi. Tôi nhìn Bin. Bin cười, bảo. Anh uống đi. Hôm nay có yêu cầu to cho anh đấy. Người ta đặt can. Mỗi can đổ hết một quả bầu loại nhỏ nước lã. Tôi bặm môi hút, lòng tự nhủ, có chết cũng phải uống. Không thể để họ mách lòng bin nghiêng cổ nhìn can đã rời khỏi mặt nước trong ghẻ rượu nói tốt hung rồi cho anh nghỉ ngơi được tôi tựa lưng vào vách đá cảm thấy hơi men đang bốc lên mặt rồi lên đầu họng tôi hình như có cục gì đó lờm lợm đang dâng lên dâng lên tôi cố nuốt cái cục buồn nôn ấy xuống họng tôi chợt nóng như có lửa trời đất trao đào đổ hoa cà hoa cải say trong chóng tôi nghe có tiếng cười tuy nhỏ nhưng rất rõ có một bàn tay rất mềm níu của tôi rồi hình như tôi được đỡ nằm xuống với một động tác nhẹ nhàng. Rồi tới một bộ ngực đàn bà đầy ứ chùm lên mặt tôi. Tôi ngộp thở. Lại tiếng cười. Thoáng cái. Tôi sặc sụa vì người ta đổ nước lạnh ầu ngục từ quả bầu rất to vào mặt tôi. Tôi co người rên rỉ. Chợt tôi bị dựng dậy. Người ta ấn vào mồm tôi cái cần rượu. Anh uống nữa đi. Không phải uống rượu để ngủ đâu. Tôi nghe rất rõ tiếng bin và tôi lại uống hình như có bảy kiến lửa từ trong vòi rượu thi nhau chạy vào người tôi, bỏ tới khắp các thứ thịt, rồi đồng loạt đốt. Tôi ngắc ngoài hút rượu một cách rồ rải. Đúng là rồ rải. Và tôi vẫn còn nghĩ được, thả chết còn hơn sống mà cứ nơm nớp. Say thì say. Tôi tự khuyên. Họ dựng tôi đứng lên. Tôi lảo đảo tựa người vào vách đá, loáng thoáng nghe tiếng gì rầm, loáng thoáng cảm thấy không khí nghiêm trọng và ai đó ấn vào tay tôi vật gì nặng trịch. Tôi giữ người, ngã lăn ra đất, có tiếng cười của phụ nữ và tiếng hát trầm của đàn ông. Tôi cố không để say, ít nhất là trong suy nghĩ. Bin lôi tôi dậy lần nữa. Tôi quở tay nắm chắc gọc củi đỏ rực Bin vừa đưa. Bin bảo, anh Bin, anh có dám cho lửa ăn chỗ đùi này không? Không hiểu sao tôi lại bỗng có nghị lực đứng thẳng lên và tôi nhận rõ họ muốn gì. Tôi giật phanh cúc áo, ướn ngực, dí gọc củi đỏ nhòe vào da thịt mình. Tôi nghe có tiếng xèo xèo và tiếng rú không phải tiếng rú của tôi mà là của phụ nữ. Có ai đó rằng gọc củi khỏi tay tôi và Bin ôm ghì tôi, áp ngực cậu vào ngực tôi như để che chở. Tôi đổ xuống tay Bin, không phải vì run sợ mà vì say rượu. Đúng là say rượu. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi nằm cuộn khoanh trong tấm rồ, sát chân rào phới, toàn thân nhầy nhụa những máu và mật ong. Người ta đổ mật ong vào vết thương cho tôi. Tôi khát. Tôi sờ soạn tìm bầu nước. Một cánh tay mềm nâng đầu tôi dậy, đặt miệng tôi vào miệng quả bầu đựng nước. Nước ngọt chạy dân dân, mát lịm. Tôi tỉnh, nhưng đầu đau nhoi nhói nhói. Bin đâu rồi? Tôi hỏi. Chị ta không hiểu. Tôi cố ngồi dậy. Người đàn bà đặt bàn tay giả phới lên vai tôi. Tôi không dám cựa quậy. Cánh đàn ông đã ngủ như chết. Có tiếng nổ rất đanh của pháo khiến tôi tỉnh hoàn toàn. Tôi hiểu tôi đang ở đâu và đang lâm vào tình cảnh thế nào. Người đàn bà trúng môi thổi lửa. Khuôn mặt chị ta bầu bầu hoa lửa bay chới với trong hang đã tối đen. Mấy chú nhỏ ngủ như những con chuột con khẽ cựa quậy. Tôi ngả người xuống định ngủ tiếp, chợt thấy người đàn bà vạch vú. Bộ ngực đồ sộ của chị ta từ từ áp vào miệng giả phới. Giả phới bú. Tôi nín thở quan sát, cảm thấy hai bắp đùi chị ta dướn lên, xích sắt đầu tôi. Tôi lặng lẽ xoa xoa hai bắp vế ấm nóng ấy cho tới khi thiếp đi, trong trạng thái bình yên đến vô cùng. Hình như tôi mơ thấy một dòng sông, nước trong leo lèo một con cá rất to uốn lượn nâng tôi lên khỏi mặt nước. Con cá mềm mại đùa dẫn với tôi và tôi truyền mình trong làn nước ngọt lịm. Đâu đó rất xa như có tiếng ai hát. Giọng hát êm đến nỗi, tôi tưởng như mình được bay lên. Đầu tôi đã gối lên đùi người đàn bà. Chị ta đang thổi đinh yong. Chị kia nằm chống tay lên má hát. Đinh yong là nhạc cụ chỉ dành riêng cho đàn bà con gái. Sau này tôi mới biết. Đó là một chùm ống nứa được bó kết lại giống như cái khèn. Người đàn bà ngồi hơi nghiêng, đầu lắc lắc thổi. Âm thanh bập bùng thoáng nhẹ như lời tâm sự phát ra từ tiết sâu trong tâm tưởng con người. Nó rung lên, chập chờn phía sau giọng hát rất êm với giai điệu mềm đến nao lòng. Giả phới cũng đã ngủ. Tôi xe sẽ trườn đầu ra khỏi đùi người đàn bà. Chị ta nâng đầu tôi đặt trở lại. Hai người đàn bà ngừng thổi đinh yong và hát. Họ dì dầm tâm sự. Tôi chìm vào giấc ngủ thật sâu của tuổi 18. Sau chừng một tuần được bôi nước mật, vết thương trên ngực tôi khỏi hẳn, để lại một vết sẹo dài, một cái dấu son chứng giám cho lời thề nguyện của tôi được gia nhập cộng đồng, được làm con Bana. Tôi học tiếng ba học việc của người đàn ông Bana. Tôi đã từ bỏ ý định trốn khỏi họ, nhưng trong lòng vẫn khắc khoải mong có dịp tìm trở về đơn vị. Bin dẫn tôi vào rừng săn thú, kiếm cái ăn, và tôi đã phát hiện ra khả năng săn bắn của mình không đến nỗi tồi. Chúng tôi bám địch, dựa theo hai triền núi, luồn sâu vào rừng già. Bin chỉ cho tôi ký hiệu các bãi trông thò và bật thử một cái thò cho tôi coi. Đó là một cái cần bằng thân cây to cỡ cổ tay uốn cong lẫn trong bụi. Đầu cần cắm một mũi lao sắc nhọn vót từ cây le già. Khi chạm vào dây bẫy, lấy tuột khỏi dây, cần bật mạnh, đập vào thân cây phía trước. Mũi lao phóng đúng tầm ngược người ta, chết không kịch kêu một tiếng. Tôi dùng mình thốt lên. Khiếp nhì, Bin con người rút mũi lao ra khỏi thân cây, nói. Con măng, con nai, con cọp có chết rồi đấy. Tôi như đứa trẻ, cái gì cũng phải hỏi Bin. Chính Bin là người thầy đầu tiên dạy cho tôi biết sống trong cuộc chiến, cần phải làm gì và cần phải tránh những thứ gì. Bin dẫn tôi lên chốt Mỹ, nơi chúng mới đổ thêm đồ tiếp tế. Tôi bám theo Bin. Bin luồn lẹ và tôi cũng luồn lẹ. Bin bảo, cho anh coi thằng Mỹ tắm nước xe bay, tức cười lắm. Chúng tôi ép mình trên những hóm đá, rồi trườn lên, trườn lên, tới khi áp sát bãi đổ quân của Mỹ trên đỉnh núi thì dừng lại thấy tôi run, bin bảo. Coi chơi thôi mà, sợ gì. Tôi chấn tĩnh, gật đầu. Những chiếc trực thăng bay vòng tròn. Một chiếc chuối mũi xuống, nghiêng nghiêng. Nó xoay quanh, loay hoay một lúc rồi đứng im trên không. Tôi nhìn rõ cả thằng lái, thằng xạ thủ lăm lăm súng. Vòi nước phun xoe xoe xuống bãi trống. Những tên Mỹ từ trong các chiến hào liều lĩnh ảo ra, trần như nhộng, vừa tắm vừa la hét inh ỏi một số khác khuân những thùng hàng tiếp tế tập trung ở một góc bãi. Khi chiếc máy bay bốc lên cao, bọn Mỹ hỏi nhau nhào về các công sự. Bin bảo tôi nằm chờ. Cậu trườn theo thân cây đổ rồi theo cái rãnh đầy lá khô vừa bị cánh quạt trực thăng táp vào. Bin bò hướng lên. Trời nắng như đổ lửa. Đất khô bắt nước bốc mùi nồng khẽ. Tôi cố cưỡng lại cơn run, tì súng vào một gốc cây. Bin làm cho gì thế này? Tôi vừa sợ vừa giận Bin. Liều lĩnh để làm gì? bóng bin đã khuất trong đám cây đổ ven bãi trống nếu bin có chuyện gì tôi sẽ giải quyết thế nào tôi cố nén mình xuống nén nghĩ ngợi hoang mang nhưng sao lại thế nhỉ nằm đây xem đủ chán rồi lại còn mò vào nữa để làm gì biết trước thế này chắc tôi cũng bỏ theo bin có tiếng súng nổ chát chúa tiếng hò la của bọn mỹ đạn nổ liên hồi tôi không thể phân biệt được tiếng súng gì tôi ghìm người dưới gốc cây miệng cắn chắc một mẩu gỗ từ lúc nào bọn Mỹ bắn có tới 5 phút, và tôi thấy lâu vô cùng. Liệu bin có việc gì không? Có thể chúng phát hiện ra bin. Nếu không chúng bắn làm gì? Chợt tôi giật thột quay súng lại khi có một viên sỏi ném vào tôi từ phía sau. Bin ôm một bao gì rất to, tóc miệng cười, vẫy tôi. Mồ hôi túa ướt xuống quần áo và tôi nhẹ bẫng người, trườn trở lui. Chúng tôi theo cái khe khô chuồn xuống suối. Bin ném cái bao khi chúng tôi tới chỗ an toàn, nói. Mình no, thằng giặc mỹ bị đói rồi hai anh em tôi mở bao đồ hộp ra liên hoan thịt hộp ca hộp sữa gói cà phê ca cao đường viên muối gói đủ thứ kể cả những viên xăng khô thuốc lá sa lem mỗi gói bốn điếu hút vào tê lưỡi vì mùi bạc hà bin ăn bin uống rất thành thạo còn tôi thì khỏi nói cái gì cũng lạ bin bày cho tôi cách ăn cách uống đó là bữa tiệc trong chiến tranh đầu tiên của tôi một bữa tiệc vừa là lùng, vừa ngon và vừa có cái gì đấy giống như sợ, chứ không phải sợ. Bin hỏi, thằng Mỹ có buôn làng không nhỉ? Câu hỏi đột ngột của Bin chứa đựng một cái gì đấy rất sâu xa. Tôi ngước nhìn Bin nhai kẹo cao su, một thứ kẹo nhai để mà nhai nhưng ngọt và thơm vô cùng. Tôi chợt nghĩ ra cách trả lời. Nó không gọi là buôn làng, nó gọi là thành phố, to lắm. Thực ra, tôi trả lời như thế chẳng đáp ứng được gì cho Bin bin có gương mặt hơi vuông mắt sáng đầy lồng tờ giá bin được đi học chắc bin giỏi hơn tôi rất nhiều chúng tôi lèn đồ hộp vào hai cái bồng bằng bao cát để đem về cho giả phới cho lũ đàn bà con nít bin ngáp dài nói mình ưng ngủ quá chúng tôi chui vào bụi mắc võng bin ngủ ngay sau khi võng đung đưa được vài nhịp còn tôi thì không ngủ được tôi nghĩ liên miên về những ngày qua cả về miền bắc với những ngày trọ học sơ tán với những đêm lần mò ra đồng ăn trộm khoai tây của hợp tác về luộc. Tôi nhớ cái hôn ở chân đê hôm được về thưởng phép. Tối hôm ấy tôi rủ được cái hằng đi chơi và tôi hôn nó ngay sau khi tới gốc cây đề ở chân cống thiên bồng. Tôi chẳng thấy sướng gì. Cái hằng dãy ruộng trong tay tôi và tôi quyết hôn bằng được. Thế thôi. Rồi nó chạy. Tôi chạy theo nó về làng. Ấy thế mà khi trở lại đơn vị, tôi khoe với chúng bạn rằng tôi đã có người yêu. Nói phép, tiểu đội trưởng lân quả quyết tao đố mày hôn được cái thiêm con bà chủ. Tiểu đội trưởng lưng đã ngoài 30, có vợ và một con. Anh rất khoái bày trò cho cánh tôi tán tỉnh các cô gái nơi đóng quân. Nhà chúng tôi trò có cô thiêm rất xinh, đang học lớp 9. Thiêm thường đi học về muộn. Tối hôm ấy ở bãi tập về, tiểu đội trưởng bảo tôi. Mày giả vờ ở lại tìm lựu đạn bị mất, tao về trước, tuyên bố phạt mày không cho ăn cơm tối. Để làm gì? Để mày ăn cơm với con thiêm, tha hồ mà tán. Tôi làm y lời anh. Trời chập choạng tối, tôi còn nằm trên gò hóng gió thì cô thiêm ra gọi. Cô bảo các anh ấy đi họp hết rồi, về ăn cơm với cô cho vui. Tôi giả dạ vờ buồn, lùi thủi sách súng theo cô về. Thiêm bảo, anh lừng ác thế. Tôi vẫn làm mặt buồn đi sau cô. Gần tới nhà, tôi nói, thiêm ăn cơm đi, tôi không dám ăn đâu. Không ngờ cô thiêm giận dỗi khóc, tôi sợ quá đứng ở bụi che rỗ thiêm. Lúc ấy tôi biết anh Lân đang theo dõi tôi, có thể cả thằng Khôi, thằng Hiến nữa. Tôi mạnh bảo cầm tay thiêm. Thiêm thút thít khóc rồi vùng vằng khi tôi liều lĩnh kéo cô vào lòng, hôn. Thế mới gọi là hôn. Tôi quên rằng tôi đang diễn kịch. Thiêm níu của tôi chặt quá khiến tôi ngạt thở. Hai đứa cùng ho. Anh Lân và thằng Khôi lừng lững đi qua, vừa đi vừa đằng hắng. Thiêm chạy về nhà. Tôi lùi thủi về theo, chút quần áo ra giếng tắm giặt. Chợt bin cửa quậy trên võng rồi cậu ngồi dậy dụi mắt hỏi anh bình không ngủ à tôi sực tỉnh nhìn bin ngơ ngần mình ưng tắm quá bin nói tắm thì tắm tôi phụ họa hai anh em tôi cởi chuồng nồng nỗng xuống suối bin vốc từng hụm nước tự hất lên mặt lên người rồi mới nhào xuống trong khi tôi đã đầm mình dưới nước bin ngậm nước phun vào mặt tôi bảo anh Bình có thắc mắc tôi nhiều không? Tôi cười. Có đấy, làm gì nào? Bình té nước tới tấp vào mặt tôi. Tôi lặn. Anh Bình có chơi nước giỏi hung. Bình nói khi chợt nghe có tiếng đề pa và sau đó là tiếng hú, rồi tiếng nổ của đạn pháo. Pháo bắn liên hồi. Thằng Mỹ phát hiện mất đồ hộp cho pháo bắn lung tung đấy. Chúng tôi lên bờ, ngồi hút thuốc. Chật Bình đứng dậy. Anh Bình ngồi đây, tôi leo lên cây coi địa hình nói rồi bin thoăn thoát leo lên tít ngọn cây gì vừa to vừa cao. Tôi hồi hộp chờ. Một lúc sau bin xuống, bảo. Anh chờ nhé, em đi lấy dù. Bin xưng em nghe rất ngộ. Tôi cuốn võng chờ. Bin đem về mấy tấm dù pháo sáng màu đỏ và trắng. Bin mừng rỡ. Mình tổ chức làm cờ chiêu chọc. Tôi không hiểu. Tôi làm theo bin. Chúng tôi dọc những tấm dù, lấy phần dù màu đỏ, dùng dao găm chọc lỗ, lấy dây dù luồn qua, như khâu vì không có kim. Mảng dù được ghép lớn như một lá cờ. Hai anh em kiếm một cây cao. Bin trèo lên, cột vào một cành cây như là cột cờ. Rồi chúng tôi kéo lên. Lá cờ bay trên tròn rừng. Chúng tôi khoác bồng chạy theo suối. Một lúc sau dừng lại, Bin vừa thở vừa nói hồ hởi. Được rồi đấy, tha hồ cho mày bắn thí xác. Tôi thở không ra hơi. Bin nhìn tôi cười, sốc bồng leo lên một mỏm núi. Tôi leo theo mình leo lên rông coi thử. Đúng lúc ấy tiếng máy bay trinh sát L-19 bay vè vè, rồi tiếng phản lực và sau đó là bom. Bom nổ rung chuyển. Tôi giật bắn người mỗi lần có đợt bom và nhất là tiếng gầm rít, tiếng hú của máy bay phản lực. Ở ngoài Bắc tôi đã chạy báo động nhiều lần, nhưng không sợ bom mà chỉ sợ tiếng rít ấy. Có tới hai tiếng đồng hồ, hết bom rồi pháo, rồi lại bom. Tròm rừng ấy thành đồi chọc. Tôi leo theo bin lên một chạc ba cây để nhìn xuống ung dung thật là một trò chơi ngẫu hứng không thể hình dung được. Làng đê chơ giang của Bin giờ đây không còn được như xưa nữa. Nó phải chia thành nhiều tổ, mỗi tổ vài gia đình, vài du kích, vài trẻ nít, vài ông bà già, chiếm lĩnh một vài khe núi, một vài suối nước, một vài tròn rừng. Bộ đội chủ lực ở trong hậu cứ, thỉnh thoảng hành quân xuống đánh to trên đường 14 và đường 19 hoặc các căn cứ Mỹ ở Chư Thoi, Chư Dệt, Măng Yang. Sâu nữa là đánh Pelay Cu, bộ đội tỉnh, bộ đội huyện đánh các chốt, các đồn dân vệ. Còn du kích thì lo bảo vệ dân làng, chỉ đạo bà con bám đất. Làm giấy to không được thì làm giấy nhỏ. Đơn vị tôi là của mặt trận B3 tăng cường xuống tỉnh, chuyên đánh đường giao thông. Lẽ ra hôm ấy tôi chạy lên phía Tây thì về được hậu cứ của đơn vị. Nhưng tôi lại chạy xéo, hướng lên cánh rừng phía Đông Bắc, thành thử lọt vào tay du kích. Có lẽ đơn vị cho rằng tôi mất tích rồi tôi cứ ngẩn ngơ nghĩ ngợi mãi về cái điều oái oăm ấy và tôi nói với bin bin nhăn mũi bảo làm du kích không phải chuyện bình thường đâu mà anh tính toán nhất định rồi tôi phải nói hùa theo một là du kích cũng đánh địch bin giải thích hai là bộ đội hy sinh bộ đội chết có bổ sung nhanh còn du kích bin chùn mũi phức tạp hung mà phức tạp là thế nào tôi hỏi bin trong mày cố tìm từ nó phải chờ lũ con nít biết lớn mới bổ sung tốt chớ tôi à một tiếng cảm thấy thật ngộ nghĩnh quá cái lối lập luận của bin chẳng có cách nào tranh luận được đúng là miễn bàn thỉnh thoảng thấy tôi có vẻ buồn buồn bin gợi chuyện anh bin có bắt vợ chưa tôi bật cười bắt vợ có lẽ là lấy vợ đây tôi nghĩ và trả lời mình chưa bắt được vợ chờ đánh xong thằng giặc mỹ à bin lại hỏi ừ đánh xong thằng Mỹ mình còn đi học nữa. Tôi tâm sự. Học xong đại học rồi lấy vợ cũng chưa muộn. Biết lâu, biết màu. Bin nói, biết sống, biết chết. Cái cách diễn đạt của Bin dần dần tôi cũng quen, cũng hiểu. Chắc là không lâu đâu. Tôi nói, không phải để động viên Bin, mà thực ra để tự chấn an mình. Tôi cảm thấy nghèn nghẹn ở nơi họng, nước mắt cứ trực trào ra. Trước đây tôi không thế, Tôi không nhớ từ khi lớn lên tôi có khóc lần nào, chỉ vì một lời nói hay một cuộc tâm tình. Tôi được hưởng sự nuông chiều của cả nhà, đến mức tôi không biết ân hận là gì. Ngay cả cái hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, u tôi vì lo lắng cho sức khỏe và tính khí chẳng ra gì của tôi mà khóc. Tôi cũng không thấy mùi lòng. Tôi tránh cái nhìn và những lời giận dò lặp đi lặp lại của U. Không phải vì tôi quá cảm động mà vì tôi không thích nghe nữa. Ấy vậy mà giờ đây, cứ hơi tí là tôi muốn trào nước mắt anh Bình có được học chữ bao lâu? Chợt Bin lại tò mò hỏi. Mình học 10 năm, tôi trả lời cho qua chuyện. Bin chố mắt nhìn tôi như thể tôi là kẻ xa lạ đang diễu cật cậu. Anh dẫn tôi à? Làm cái gì học 10 năm? Học văn hóa. Chô cha, tôi tưởng có một năm đủ lâu hung mà. Tôi hiểu ý Bin muốn nói gì, nhưng quả tình, tôi không thể giải thích ngay cho cậu hiểu được rằng, học xong 10 năm phổ thông, người ta còn phải học tiếp năm bảy năm đại học nữa. Tôi tự thấy hình như mình mắc lỗi vì đã khoe ra 10 năm học, trong khi Bin chưa có một ngày ngồi trên ghế nhà trường. Có lẽ sự lúng túng của tôi đã giúp Bin hiểu ra ý nghĩa của sự thực. Cậu toát miệng cười. chậc ở miền Bắc có sướng hung nhỉ. Tôi kể miền Bắc có nhiều nhà máy to, nhiều cánh đồng rộng, nhiều con đường lớn, nhiều hợp tác xã cao cấp, nhiều nông trường, công trường. Cái gì ở miền Bắc cũng to, cũng đẹp, bin cố hiểu cố hình dung nhưng nhìn mặt cậu tôi biết dẫu tôi có nói thế nào thì cậu cũng chỉ lơ mơ hiểu được là đẹp là to không thể kể cho bin hiểu theo sự mong muốn của mình và tôi một lần nữa trở nên lúng túng vốn từ ba na của tôi không đủ diễn đạt và vốn từ tiếng kinh của bin cũng không đủ lĩnh hội cuối cùng bin chộp vai tôi reo lên tôi nói thiệt tôi ưng miền bắc to đẹp hung mai mốt thống nhất tôi ưng bắt vợ miền bắc to đẹp anh Bin có trách nhiệm lo giúp tôi chuyện đó nghe. Tôi bắt tay Bin quyết tâm nhất trí, rồi chúng tôi cùng cười vàng. Rõ ràng Bin đã giải tỏa cho tôi bằng khả năng khôi hài hóm hình của mình. Tôi và Bin lấy nhiệm vụ bám địch, nắm tình hình, còn anh Yong, anh Ju, anh Miết có nhiệm vụ lo cho giả phới, lo cho lũ đàn bà con nít có cái ăn. Thực ra không phải chỉ có hai chị, mà còn có mấy bà, mấy cô nữa ở những hang đá lân cận. Dân làng chia nhau sống tàn mát để giữ đất, tôi rất sợ phải làm dẫy. Chỉ cầm rìu, cầm dựa một ngày là bàn tay tôi phồng rộp lên. Những túi da chứa nước vàng vỡ ra, máu và nước vàng nhoe nhoe, xót lên tận ốc. Không khóc mà nước mắt cứ trào ra. Một lần, hai ba lần rồi quen thôi. Anh Bin à, Bin bảo tôi thế. Nhưng tôi không thể quen. Từ bé tôi chưa hề phải làm một việc gì nặng, kể cả mấy tháng luyện tập ở Yên Tử. Mấy tháng luyện tập tôi được phân công làm báo tường cho trung đội rồi đại đội, nhằm phục vụ cho các phong trào thi đua của đơn vị. Thế mà bây giờ không thể không làm. Tôi lấy khăn mặt quấn vào bàn tay ra giấy theo mọi người. Nhưng đó chỉ là hành động biểu hiện tinh thần cố gắng, chứ thực ra tôi chẳng thể chặt nổi một cây nào. Anh Yong bảo tôi ở nhà giúp chị nuôi. Tôi quẩn quanh mãi cũng chán. Giúp chị nuôi cũng phải làm gì cho ra giúp chứ. Tôi không thể bổ củi, không thể nhúng tay xuống nước. Còn chế biến món ăn ư, ừ. chẳng có gì để chế biến cả tôi cảm thấy ngượng và buồn khi thấy mọi người quan tâm tới mình mỗi khi chiều xuống anh du đào dễ cây gì vàng ươm giã nhỏ trộn lẫn với nước mật ong bảo tôi đắp vào chỗ đau vết phòng khô nhanh nhưng nếu cầm dìu nữa nó lại tóe máu bin hiểu tâm trạng tôi một hôm cậu ghé tai tôi nói vẻ quan trọng tôi và anh lo việc nắm địch kết hợp săn bắn cải thiện anh yong nhất trí rồi nó nói anh không có làm giấy được tốt đâu tôi mừng vì có việc làm chúng tôi được ưu tiên ăn cơm không muốn đi lúc nào tùy thích cả muốn ngủ lúc nào cũng không ai thắc mắc cái máu ham săn bắn có trong tôi tự thuở nào mà giờ đây được dịp kích thích tôi hăng thế càng ngày tôi càng thạo càng thạo càng ham có hôm đang đêm chợt tỉnh chợt cảm thấy dạo rực thế là lặng lẽ xách súng đội đèn vào rừng cái phút ra đi bất chợt ấy tôi biết mọi người nín thở chờ tôi họ chờ tới khi nào nghe tiếng súng mới thi nhau bàn luận đối nhau xem hôm nay được ăn thịt con gì và vì thế tôi quyết đã ra đi là không được về không không thể để sự mong mỏi của mọi người thành ra hẫng hụt tôi bắn đèn giỏi hơn pin pin bắn ba ngày giỏi hơn tôi hai anh em ngầm thi nhau kiếm thịt rừng được con thú to anh yong chia cho bà con ở những tổ khác bắn được con nhỏ thì sách về hang nấu canh chua lá bứa có bữa cả hai anh em cùng lập công chúng tôi ăn thịt thay cơm thay sắn no cả hang đá say cả hang đá đã từ lâu rồi bà con anh em ở đây gọi ăn củ mì tức củ sắn là ăn cơm gạo chỉ dành cho người đau ốm bin bảo tôi ngày mùa tốt lúa được ăn no cơm một tháng lúa tốt xong rồi bàn giao kho cho bộ đội một hôm bin bảo tôi bộ đội miền Bắc quen đánh địch giỏi quen chết giỏi nhưng không quen ăn củ mì không quen phát giấy tôi tranh luận với bin rằng tất cả mọi công việc người ta đều có thể quen nhưng chết thì chỉ có một lần không cách gì quen được bin vẫn không đồng ý cậu một mực cãi tôi có ở chung anh em bộ đội miền bắc rồi chớ nó có chết quen thật mà một đứa hai đứa ba bốn năm đứa tôi tỏ ý ái ngại cho sự hiểu sai của bin cho sự bất đồng ngôn ngữ giữa chúng tôi nhưng bin không nghe nữa cậu bảo chết quen được thật mà bộ đội nó có chết nhiều hung mà vẫn có sống có được bổ sung à ra thế lại bổ sung đã chẳng có lần bin bảo tôi bộ đội chết liền có bổ sung chứ còn du kích chết thì phức tạp lắm du kích chết phải chờ lũ con nít lớn lên mới bổ sung được cái mà bin gọi là quen có lẽ nằm trong khu vực tư dua ấy lẽ ra tôi phải hiểu ngay những điều bin vừa tâm sự quan trọng đến nhường nào nhưng hồi ấy tôi còn quá non nớt và thiếu kinh nghiệm sống nên vẫn cho rằng bin có lối nghĩ đơn giản sự thực hoàn toàn ngược lại mãi sau này tôi mới được biết sở dĩ tôi được đi săn bắn với bin không phải do tôi có tài săn bắn càng không phải vì tôi yếu sức không quen phát giấy chính tôi đã bảo mọi công việc người ta đều có thể quen vậy hà cớ gì tôi được liệt vào hàng ngoại lệ không phải làm quen với con dao quắm và cái diều tôi không hề nghi ngờ sự tin tưởng của bà con anh em nhưng đầu óc kiêu ngạo non trẻ của tôi lại nghĩ chính vì tôi có tài săn bắn hơn người mà tôi xứng đáng được hưởng ưu đãi như vậy tôi không biết rằng ngày ngày họ vẫn quan sát tôi và họ thường xuyên giao ban với nhau về diễn biến tư tưởng của tôi nữa may mà tôi không có biểu hiện gì đáng ngại ngoại trừ sự kiêu ngạo ngấm ngầm của tuổi trẻ và sự nôn nóng muốn lập công tôi chăm chỉ đi săn chăm chỉ chế biến những món ăn là miệng để chứng tỏ tôi luôn có ý thức trách nhiệm và tư tưởng an tâm ở lại hơn là tình thế buộc tôi phải ứng phó người hiểu tôi nhất vẫn là bin bin chẳng những hiểu tôi mà cậu còn tỏ ra ngưỡng mộ mỗi khi có chuyện gì quan trọng cần trao đổi bin thường tỏ ra gần gũi thân thiết một cách lộ liễu và thế nào cậu cũng xưng em với tôi hồi hôm họp anh yong có yêu cầu em nói cho anh rõ một vấn đề quan trọng anh yong biểu phải có bí mật tôi tưởng bin vẫn còn muốn thử tôi nên làm mặt lạnh lùng mình nói thật mình không ngại gì hết ngại gì chuyện bí mật của du kích tổ mình thôi mà tôi chìa tay tự tin bắt tay cậu có nhiệm vụ gì quan trọng cũng được mình đã thề rồi mà bin gỡ tay tôi ra cười hồn nhiên một là tôi nói cho anh rõ bin lại tôi du kích làng mình bắt được một thằng tù binh mỹ có lâu hung rồi nhưng chưa dẫn nó đi trả cho cấp trên bây giờ anh yong ưng giao nhiệm vụ cho tôi và anh đem trả nó thì nó khóc nó biểu ưng ở lại cùng du kích anh có ý kiến gì không tôi sửng sốt vì có chuyện lạ lùng như vậy vấn đề tù hàng binh chứ đâu phải chuyện đùa hồi mới nhập ngũ chúng tôi được học rất kỹ đó là một trong những chính sách tạo nên chiến thắng, nhưng lại rất dễ vi phạm kỷ luật nếu ta lơi lỏng. Dù gì, tùy tiện, tôi nhớ như in gương mặt nghiêm khắc của đại đội trưởng Hồi và chính trị viên Trường nhuận. Hôm lên lớp cho chúng tôi về vấn đề này. Tôi sực làm nghiêm với Bin. Ở lại là thế nào? Phải giải ngay nó về cho cấp trên để cấp trên khai thác. Bin ngạc nhiên với thái độ của tôi. Cậu hỏi lại. Nhưng nó có gùi hàng, phát dễ giỏi hung anh Bin À. Thế bây giờ nó ở đâu? Tôi hỏi. Ở chung với anh em ngoài dãy phía trước chớ ở đâu? Nó chạy theo ta hay ta bắt được nó? Chồ cha, bắt được nó chớ. Tôi bỗng thấy mình trở nên có vai trò quan trọng. Không thể hiểu nổi vì sao lập trường quan điểm của mấy anh du kích này lại thấp đến mức không thể nào thấp hơn đến như vậy. Rõ ràng là mình đang đánh nhau với nó, đang suốt ngày đêm phải chịu đạn bom của nó. Sống chui, sống lùi cũng tại nó vậy mà lại đơn giản và thiếu cảnh giác đến như vậy ý nghĩ ấy kích thích tôi và tôi cảm thấy máu quan điểm lập trường có tự trong tôi từ hồi nào được dịp trỗi dậy mạnh tới mức tôi một mực đòi hoặc giải ngay nó về cho cấp trên khai thác còn nếu không thể làm việc đó thì chỉ có mỗi cách là giải quyết nó đi không có cách thứ ba không có chuyện ăn chung ở chung lại còn cả cho nó tập nói tiếng mình nữa thì thật vô nguyên tắc chẳng còn ra thể thống gì hình như lúc ấy tôi còn nói gay gắt hơn những gì tôi vừa viết ra đây bin tỏ ra nhận thức được ý nghĩa nghiêm trọng của sự việc cậu chớp chớp mắt nói để tối nay họp tôi nói cho mấy anh rõ tôi yêu cầu bin đưa tôi ra chỗ giấy phía trước coi thử cái thằng mỹ ấy thế nào nhưng cậu ngập ngừng hay là tôi và anh gặp anh yong nói chuyện đó là lần đầu tiên kể từ khi lạc vào đây bin nhượng bộ tôi chúng tôi bỏ cuộc đi săn để trở về nơi ở anh yong đi họp cán bộ rồi mấy người đàn bà thông báo cho chúng tôi như vậy và tôi dẫn thêm một nấc thang nữa hay mình cứ ra giấy coi thử biên nhìn tôi một lúc sau mới gật đầu không có anh yong nhưng có anh miết và anh du. hai anh được anh yong phân công vừa làm giấy vừa coi chừng tên mỹ thực ra việc làm những cái giấy còn con ở phía trước kiểu này chẳng qua chỉ là nhiệm vụ phải làm để giữ đất để tạo không khí bình yên chứ còn thu hoạch chỉ có ý nghĩa cải thiện hơn thế làm giấy là một thói quen không thể bỏ để có rượu uống, để có rau ăn, để có bắp luộc, mía lùi, để không bao giờ thiếu cả đắng và những thứ ăn vặt suốt ngày ăn, và đặc biệt là để có cái làm suốt ngày làm. Tôi nhận ra điều này không mấy khó khăn khi bin bảo, chắc anh Yong đi yêu cầu cấp trên cho gạo và muối. Sự xuất hiện của tôi và bin khiến anh Miết và anh Du rất phấn khởi. Hình như hai anh đã phải chốt ở đây quá lâu rồi. Tôi thực sự ngạc nhiên thấy tên Mỹ cởi trần, đóng khố, đang ngoằn mình bổ những nhát rìu rất quyết liệt và chính xác vào thân một cây muồng vừa to vừa rắn. Hắn có vẻ như rất quen với nếp làm, nếp sinh hoạt ở đây. Tôi khoác súng lừ lừ tới gần nhìn hắn. Hắn vẫn chăm chú làm, chỉ thoáng ngừng lên nhìn tôi, thoáng nguyện miệng cười, rồi lại tiếp tục công việc. Bờ tờ mới, anh Du bảo hắn. Hắn buông rìu, dùng hai cánh tay quệt mồ hôi mặt rồi lại nhìn tôi. Có lẽ sự có mặt của tôi làm hắn trột giả. Vẻ mặt hắn trùng xuống, nhưng hắn cố gượng nói với anh Miết. Đi ca, đi ca, giọng hắn ồm ồm như hút hơi. Anh Miết ném cho hắn cái bi đông u à. Hắn ngửa cổ tu một hơi dài, rồi lại tu tiếp một hơi nữa. Mắt kia. Tôi đứng trước mặt hắn, hỏi bằng tiếng ba nà. Hắn run run chỉ chỉ vào bộ ngực lông lá của mình nhìn tôi. Tôi nhắc lại. E mắt kia. Hắn hiểu. Miệng hắn lắp bắp. Mắt in con lờ con lờ tôi thực sự cũng chẳng còn biết hỏi gì thêm vì thậm chí vốn từ ba na của tôi có thể còn thua cả hắn nữa bin đứng nói gì đó khá nhiều với anh biết anh du có lẽ cậu đang phân giải những điều mà tôi vừa nói với cậu về lập trường quan điểm vì trong những câu dài dặc của cậu tôi nghe rõ các từ ấy rồi bin bảo tôi mình ăn cơm ở đây chiều về gặp anh y ương tên mỹ được anh biết anh du cho nghỉ được nghỉ là hắn xin xuống suối tắm ngay. Tôi tò mò nhìn theo cái dáng vừa gầy vừa cao của hắn khoác cái gùi to gấp đôi gùi thường, trong gùi chứa đầy những quả bầu khô đựng nước. Hắn đi chân đất. Tôi chật mỉm cười thỏa mãn, thầm nghĩ. Cái trò này là của mấy anh du kích buộc hắn phải thực hiện. Chỉ trong vòng vài phút hắn đã gùi lên một gùi nước. Các động tác lên gùi, xuống gùi thành thạo của hắn không gây được chút cảm tình nào đối với tôi. Tự nhiên không hiểu sao tôi lại bỗng thấy máu mình sôi lên, chỉ muốn ná vào mặt hắn một băng đạn. Đó là bộ mặt giả ngây ngô, giả khuất phục của bọn cướp nước, của quân xâm lược. Lần đầu tiên tôi nhìn tận mặt một tên xâm lược da đỏ ao, mắt xanh lẻ, mũi diều hâu, tóc tai, lông lá đều vàng như lông chó. Không thể đơn giản với bọn này được, tôi nghĩ. Chúng chỉ có thể lừa được mấy anh du kích rừng sâu chứ cánh bộ đội miền Bắc chúng tôi thì đừng có hòng. Tôi treo võng chờ cơm, tiếp tục những ý nghĩ nặng nề về tên tù binh và mấy anh du kích đơn giản đến cả tin này. Thế nào gặp anh Ion tôi cũng phải nói cho ra nhẽ. Phải nâng lên quan điểm thì mới hy vọng mấy anh này nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề. Tôi lại loay hoay nhớ tới gương mặt lúc nào cũng nghiêm túc một cách sâu sắc của chính trị viên nhuận. Anh được chúng tôi, không chỉ chúng tôi, những thằng lính, mà cả cán bộ cấp tiểu đoàn vẫn gọi là cây lý luận. Giá bây giờ có anh ở đây thì mọi việc sẽ đâu vào đó ngay cái đận tôi bị kiểm điểm vì tội làm báo tường cho thằng Ton, thằng Hiễn, thằng Chính để chúng nó giặt quần áo, vác củi thay. Chẳng phải từ đơn giản chu a N. sang quan điểm lập trường là gì. Tôi tự nhận thức được lúc ấy cả lũ chúng tôi đều quá đơn giản vấn đề, quá du di tùy tiện. Coi việc rèn luyện cả tinh thần lẫn thể xác chỉ là những công việc giản đơn mà không nghĩ được hậu quả sâu xa của nó. Trung đội trưởng từ và tiểu đội trưởng Lân cũng chỉ phân tích được đến mức chúng tôi làm thế là sai, là đối phó, nhưng ý nghĩa sâu xa của cái sai ấy, của hành động đối phó cập nhật ấy, thì phải đến chính trị viên nhuận mới phân tích được thấu tình đạt lý, chỉ ra nó sai ở chỗ nào. Vâng. Xét về tình thì đồng chí bình thương bạn nhưng không biết cách thương. Đáng lẽ đồng chí phải hướng dẫn cho anh em biết cách làm thế nào để viết được bài ca dao. Họ vẻ, thì lại đi bao sân, làm hộ. Nếu bảo vì đồng chí chính không biết chữ thì đồng chí phải tranh thủ dạy cho đồng chí mình học. Thế mới gọi là thương nhau làm hộ đã là sai xét về lý đồng chí bình lợi dụng khó khăn của anh em đã vô hình chung thành ra kẻ bóc lột anh em đồng chí cùng giai cấp với nhau mà lại bóc lột lẫn nhau thế đau lòng lắm các đồng chí ạ à. rồi anh kết luận tóm lại nếu đồng chí bình coi nhẹ việc rèn luyện thân thể thì nay mai đồng chí không đủ sức để vượt trường sơn vào nam chiến đấu có đúng không Dạ, báo cáo chính trị viên đúng ạ à. ấy đấy thế thì đồng chí về tự làm bản kiểm điểm phải nhấn mạnh về nhận thức đứng trên lập trường quan điểm của giai cấp mình còn đồng chí hiến đồng chí ton và đồng chí chính thì về tiểu đội trung đội kiểm điểm thêm sau đó phát biểu nhận thức mới với tập thể cũng được nhận thức phải đi trước một bước các đồng chí ạ à? anh vừa ngừng nói tiếng vỗ tay rào rào dậy lên tôi cảm động đến ứa nước mắt thế rồi về doanh trại tôi thao thức suốt đêm để làm cái bản kiểm điểm dài tới ba trang tôi phân tích rất kỹ về nhận thức non nớt của mình chính vì có bản kiểm điểm chân thành ấy mà tôi được chính trị viên tiếp tục cho làm báo tường của đại đội tôi mừng cuống lên vì sự rộng lượng của cấp trên có thể nói chính trị viên hiểu được không những tình cảm của tôi mà còn tỏ tường cả nguyện vọng của tôi nữa giờ đây nghĩ lại tôi vẫn thấy lòng tôi sao lên một tình cảm sâu nặng e mắt kia tên gì mày tên gì không riêng gì tôi mà cả đại đội hầu như ai cũng ít nhất một lần được anh chỉ bảo, động viên trực tiếp. Bản thân sự việc thực ra cũng chỉ là một tình tiết nhỏ nhặt trong sinh hoạt, nhưng nếu ta lơ mơ thì cái nhỏ ấy sẽ đẻ ra vô vàn cái sai mà rốt cuộc, chỉ làm tổn hại tới ý chí của người lính. Nhận thức ra vấn đề thì ta cảm thấy thật nhẹ nhàng. Bằng không, ta vô tình tự biến mình thành kẻ tụt hậu. Anh Bình, dậy ăn cơm nào. Bình vỗ vào võng gọi, làm tôi giật mình. Tôi ngồi dậy, trước mặt tôi là giá sắn lát nấu như cơm đã được đánh nát vụ. Một cái ăn gô cả đắng ninh nhuyễn, nắp ăn gô đựng muối hầm. Anh Du Bê từ bếp hoàng cầm ra một song canh chua lá bứa nấu với ốc và cá vụn, cua đá và cả mấy con ngoé. Anh đặt song canh, chỉ vào tên Mỹ đang cầm cái nắp hăng gô chờ ăn, nói với tôi. Nó bắt được ốc và cá đấy. Giỏi hung thằng Mỹ này. Thằng Mỹ nhìn tôi và bin mỉm cười rồi cầm cái thìa, chỉ vào song canh mời tôi bằng tiếng ba nà xa xa bé tôi xúc một bát sắn nấu và ít cả đắng rắc muối lên rồi ngồi lọt trong võng nhài thực lòng tôi không muốn ngồi chung ăn chung với tên tù binh xâm lược nhưng với anh du anh miết và cả bin nữa họ lại coi chuyện đó là quá bình thường trên cả bình thường tôi lặng lẽ ngồi ăn anh du lùa đũa khoáng một vòng nổi canh rồi vớt cho tôi con cua đá tôi kiên quyết từ chối nhưng anh còn cương quyết hơn anh dằn tay tôi xuống nói Lúc bắt được con cua này, mình định nướng cho anh, ưu tiên con kinh mà. Tôi miễn cưỡng nhận và thầm cảm ơn anh, nhưng tôi vẫn xé con cua làm đôi, bỏ vào ca của anh một nửa. Anh ngập ngừng rồi chẳng hiểu nghĩ thế nào, lại gắp nửa con cua từ ca mình, bỏ sang nắp hăng gô cho thằng con lơ. Con lơ gật gật đầu ra vẻ biết ơn. Hắn ăn những miếng rất to. Cái lối ăn miếng to ấy là kinh nghiệm ăn sắn vụn với cả đắng và muối hầm. Vì nếu ta ăn miếng nhỏ, cảm giác đắng sẽ tăng lên, thậm chí ta sẽ không tài nào nuốt nổi. Cứ phải tọng đầy mồm, nhai rõ to, tự nó sẽ tạo nên cảm giác ngon miệng. Nhất là khi nuốt, cần cổ sẽ không bị cái lưỡi khôn ngoan đẩy cứng thức ăn trở lại. Đánh lừa được cái lưỡi của chính mình là nghệ thuật ăn kham khổ của chúng tôi, chỉ nhằm để nạp được năng lượng vào trong cơ thể. Thế thế mà đến cả nghệ thuật ăn của chúng tôi hắn cũng đã thành thạo thì quả thằng này không phải thằng vừa. Hắn nuốt một cách không mấy khó khăn trong khi tôi phải dựa vào nước canh mới lùa qua được cái họng khó tính, quen với cơm ngon từ hồi bé. Giữa trưa nắng gắt, máy bay mò danh, một loại máy bay trinh sát của Mỹ có tiếng kêu đều đều cứ bám giết lấy chúng tôi. Mặc dù chúng tôi đã cố tình làm ngơ, không để ý tới chúng. Nhưng sự dai dẳng của chúng, thêm nữa, trưa nay chúng bay hai chiếc. Chiếc này vòng lên, chiếc kia trao xuống buộc chúng tôi phải cảnh giác. Thằng Mỹ con lỡ buông nắp hang gô, tôi thấy nửa con cua vẫn còn nguyên. Hắn liếc rất nhanh qua cái KUS của Bin rồi sẽ làm đôi, bỏ vào đó một nửa. Bin xúc thêm một siêu sắn đã được đánh nhuyễn với canh và cả đắng, thành một thứ sền sệt cho vào mồm. Đoạn buông thìa, chấm cả ngón tay vào muối, mút, rồi cầm miếng cua. Xé nhỏ lên ăn. Cậu ăn chậm rãi nhưng thật ngon lành. Hai chiếc mo danh bắn hỏa mù xèo xèo, sau đó là dốc két nổ đinh tai phía bên kia hẻm núi tôi cuốn võng. Anh biết, anh du vơ vội đồ đoàn. Bin vẫn ngồi chó vào song canh mò thêm được con nhái lớn hơn đầu đũa. Cậu bê cả cái song lên húp. Thằng Mỹ con lơ đón chiếc song từ tay Bin bỏ vào gùi. Có tiếng đề ba của loại pháo cỡ lớn nổ ủng rất to rồi ngay sau đó liên tiếp những tiếng nổ mà tôi không thể phân biệt được. Chúng tôi không ai bảo ai, cùng lăn xuống hầm. Thằng Mỹ ngồi sát bên tôi, mặt tái nhợt, căng thẳng. Hắn cố không động cựa, không thở to nhưng trò đời càng cố thì càng lộ liếu thằng mỹ có càng to hung rồi Bin nói và leo lên khỏi hầm nhưng cậu tụt ngay trở xuống tiếng nổ rất đanh ngay trên đầu chúng tôi tôi ôm mặt cho đất trên nóc hầm rơi xuống cảm thấy ngực bị những cú thoi giật nảy lên nó bắn nát dưới mình rồi anh du nói hình như anh đang nằm co dưới góc hầm giọng run lẩy bẩy Bin nói câu gì đó rất gay gắt với anh rồi dựng anh ngồi trở lại cử chỉ thô bạo của bin khác hẳn với cá tính thường ngày của cậu khiến tôi trột giả. Pháo địch đã chuyển làn. Chúng tôi cùng nhau nhảy lên. Riêng có anh Du là cứ lập bập leo lên tụt xuống. Mặt anh cắt không còn hạt máu. Tôi ngạc nhiên vì sự khiếp đảm của anh Du. Tôi cứ tưởng các anh đã quá dạn dày với bom đạn, đã quen với tiếng nổ. Ấy thế mà anh Du lại khác. Anh ngã bật ngửa khi tiếng máy bay phản lực xẹt sát trên đỉnh rừng cùng với tiếng bom. Có lẽ chúng đám giấy mới phát. Tôi giúp anh khoác dây gùi vào vai để kịp theo Bin đang ra hiệu cho tên Mỹ đeo cái gùi của hắn. Mình phải về thôi, Bin nói. Tình hình có phức tạp hung đó. Anh miết khoác gùi đi trước, rồi đến tên Mỹ con, lờ. Anh du lật đật theo hắn, Bin bụng miệng kéo tôi lại, khẽ nói. Chô cha, du kích tan hoang, tan hoang, du kích tan hoang. Và cứ thế, cậu vừa đi vừa hát cái bài hát kỳ lạ mang lời con kinh dựa theo một làn điệu dân k ba nr nó vừa chứa chất một nỗi niềm thật cay đắng chán trường lại vừa hóm hình khôi hài tan hoang du kích tan hoang ờ tan hoang ở tan hoang Tan hoang không tôi không thể diễn đạt được chẳng một thiên tài nào có thể diễn đạt được tâm trạng của chúng tôi trong lúc vừa chạy địch càn vừa hát bài hát tự chế giễu mình và để động viên mình bin hát say sưa tất cả chúng tôi đều hát theo. Dua chỉ có anh Du là cứ cặm cụi bước. Ừ nhỉ, còn tên Mỹ con lờ, hình như hắn cũng hát. Nhưng chắc chắn hắn không thể hiểu được ý nghĩa của bài hát là thế nào. Lúc ấy tôi nghĩ thế. Chúng tôi phải rời chỗ ở. Mới tờ mở sáng mà máy bay trinh sát các loại của địch đã lượn sát sạt trên các trên núi. Rồi chúng phóng hòa mù, bắn dốc két, kêu pháo bầy nã cấp tập. Giữa trưa thì chúng thả bom. Bom hết đợt này tới đợt khác chồng lên nhau có dấu hiệu chúng càng lớn, sẽ đổ quân nóng ra. Đoàn người lếch thách dìu nhau trườn qua các khe, các hóm núi đá, tụt xuống dốc. Lúc này tôi mới biết là chúng tôi ở độ cao như thế nào. Vì càng tụt xuống, càng thấy còn phải tụt xuống nữa. Khó khăn nhất là cống giả phới, bế giả qua hết khe này, vực khác. Nhưng nhiệm vụ ấy đã có thằng con lơ đảm nhiệm. Hắn đã được anh y ơn cho đi giày và đó là một đặc ân khiến hắn làm cái việc cống giả phới không phải ai cũng làm được dễ dàng như thế tôi và bin lại được anh yong giao cho đi trước trinh sát mở đường khi có tình hình căng thẳng bin trở thành một con người khác cậu rất ít nói chúng tôi dẫn đoàn quân xuống được hố dik một loại rừng toàn cây giống như cây dừa mọc dưới thung sâu anh y ơn cho mọi người chặt lá làm lán ở tạm trong khi địch đã đổ quân trên các điểm cao quanh thung lũng tôi và bin phải quay lại xóa dấu vết bố phòng bằng trông thò và nắm tình hình mặt trời đã nghiêng hẳn sang bên kia sườn dốc Hai anh em tôi leo ngược lên, khi tới một mỏm đá. Định tìm chỗ quan sát địa hình thì nghe tiếng xì sổ. Thoang thoảng trong không gian mùi thuốc thơm, pin ấn tôi nép sát một gốc cây to. Tôi ngước lên, cảm thấy chỗ này rất giống chỗ tôi bắn con sóc hôm nào. Tôi phát hiện được con chó béc dê phía bên kia hóm đá khi nó vừa dương tai hướng sang phía chúng tôi. Rồi lỗ nhố mũ sắt, lỗ nhố những tên Mỹ phanh nút áo ngực. Trong khoảnh khắc tôi và Bin nhìn nhau, Bin chỉ ngón tay sang phía địch ra hiệu cho tôi làm theo cậu. Chúng tôi cùng dương súng. Khoảng cách qua bên kia hõm đá ước chừng 20 mét. Và tôi lẫy cò. Hai phát súng nổ gần như cùng một lúc. Tôi thấy rõ con chó này tung lên. Nó ôm vào một thân cây rồi văng ra. Những tên Mỹ nháo nhào trong khoảnh khắc rồi tiếng súng nổ. Tôi và Bin cùng tụt rất nhanh xuống khe. Bin kéo tôi leo ngược lên phía bên kia núi. Khi chúng tôi tới được một hốc đá thì pháo địch nã cấp tập. Rồi lại máy bay phản lực bỏ bom và sau đó là tiếng tàu già, tiếng cánh quạt trực thăng. Bin dẫn tôi đi cắt rừng, về được nửa đường thì hai anh em ngồi thi nhau thở. Bin hỏi tôi: "Anh bắn thằng Mỹ hay bắn con chó?" "Mình bắn con chó." Bin reo lên. "Thế thì cả thằng Mỹ và con chó cùng chết rồi, anh Bin à." "Tôi bắn thằng Mỹ." Chúng tôi mừng quá cùng ôm lấy nhau. Sự thực thì lúc ấy tôi chẳng nhìn rõ cụ thể một tên Mỹ nào tôi thấy ký ức con chó có đốm trắng và tôi nhắm vào đó. Tôi cứ tiếc là không hiểu sao lúc ấy không bắn vào những cái đầu lỗ nhố. Bin nắm tay tôi lắc lắc. Không phải đã hết thằng giặc Mỹ đâu mà tiếc, anh Bin à. Mỗi lần, để biểu lộ tình thân với tôi, bao giờ Bin cũng anh Bin à, nghe rất dễ thương. Bin dẫn tôi về tới chân dốc thở, một con dốc dưới rừng già vừa dài vừa gập ghềnh chứ không cao. Cái tên dốc thở, Bin bảo nó đã có từ thời đánh Pháp. Tôi vừa đói vừa khát vừa thèm ngủ, mà trời cũng xế chiều rồi. Thực lòng tôi chỉ muốn được ngồi, được thả lòng cơ thể hoặc nhào xuống nước mà lặn ngục cho nguy cơn đói, cơn khát. Cái tính háu đói từ hồi bé được dịp hành hạ tôi. Tôi cảm thấy mồ hôi vã ra, tay chân run, mắt đổ hoa cà, hoa cải. Tôi lại nghĩ tới cơm không cùng canh cua rau đay hoặc canh ốc nấu với chuối xanh, đậu phụ, cho thật nhiều tiết tô và ớt bột. Chào ơi! giá mà có một bát ô tô canh ấy trộn thêm cơm nguội vào mà húp, rồi thì đi với đứng hay làm bất cứ việc gì cũng được. Nhưng Bin vẫn cứ lúi húi đi. Hình như Bin cũng đang nghĩ về một món ăn nào đó. Nhà bác học Newton hay cụ Mitsurin của tôi mà buộc phải leo dốc vào lúc đói, giữa rừng thế này, ắt hẳn cũng phải nghĩ tới cái ăn thôi. Là tôi nghĩ thế. Chợt Bin vấp vào một rễ cây, ngã rúi rụi, đập mặt vào một tảng đá bên cạnh đường. Tôi vội đỡ Bin dậy, máu trong miệng bin trào ra bin gạt mạnh tay tôi rồi cậu há hốc mồm đưa ngón tay cái vào miệng đẩy mạnh lên phía hàm trên trong khoảnh khắc ghê giận ấy tôi thấy bin bụng miệng nhổ phì phì tuyền máu là máu đau quá anh bin ạ à. bin nói như thanh minh cú gạt tay vừa rồi hai thằng răng của em nó bị đập vào đá nằm chéo lên nhau thế này này bin vắt chéo hai chân diễn tả tôi đưa cho bin cái khăn mặt bảo cậu ngậm chặt để cầm máu không để em bắt nó về đúng chỗ đã. Nói rồi Bin lại há mồm, đưa ngón tay cái ngược lên đẩy. Tôi đứng phía sau nắm chắc gáy cho Bin làm động tác ấy. Có được rồi anh Bin à. Bin nói và ôm đầu, gục xuống hai đầu gối. Thỉnh thoảng lại lấy cái khăn mặt đang ngậm ra, nhổ. Tôi bảo Bin. Hay là mình nghỉ ở đây, sáng mai về sớm được không? Bin tựa hẳn vào một gốc cây, người cúi gập, hai vai thỉnh thoảng run giật lên khiến tôi ớn lạnh tôi tự động dọn chỗ mắc võng cho bin, cậu chẳng nói chẳng rằng ôm đầu lên võng nằm cỏ khoăm trông rất tội nghiệp. thực ra nếu bình thường có cố hết mức hai anh em tôi về tới nơi tạm trú cũng phải nửa đêm, nhưng nằm lại đây thì cũng chẳng có gì ăn. dù sao trước hết tôi cũng cứ nhóm lên một đống lửa rồi nghĩ kế. tôi chỉ có một con dao găm anh du mới cho vào cái ống cống bằng lon sữa gùi gồ, còn thắt lưng của bin thì đủ cả. nào ống cống bi đông. KUA, dao găm lựu đạn túi đựng cơm vắt tôi reo lên khi thấy trong cái túi ấy lạo xạo thì ra bin đựng gạo và muối thế này thì lên tiên rồi tôi nghĩ và xách súng xuống dốc tìm nước tôi chưa bao giờ thấy có một hóm suối nước chảy lờ đờ lại có nhiều hoa gì vàng và đẹp đến ngơ ngẩn như thế tôi thốt giật mình khi xuống bãi cát có một vạt bướm bay túa lên giá bin không bị đau răng và giá như tôi không trong trạng thái đói meo hành hạ hà thì thế nào tôi cũng phải ngồi trên những tảng đá kia ngắm cảnh chiều đang buông xuống rừng già có thể tí nữa tôi sẽ xuống đây tắm một cái nhưng bây giờ thì phải lo nấu nước cho bin súc miệng nếu bin đồng ý cho hua động hết số lương thực dự trữ chiến lược của cậu tôi sẽ nấu cho bin một cống cháo cua hoặc ốc hoặc có thể cả cá nữa cá và cua thì không thể nói trước nhưng ở chỗ hóm suối này không thể không có ốc tôi nhớ tới những con ốc đá bụ bẫm thuở thiếu thời chị gái tôi đem từ đồng về và tôi cho muối. Hạt tiêu vào miệng ốc rồi nướng, vừa nướng vừa ăn một cách ngon lành. Nhất định tôi phải mò ít ốc và tôi hình dung thấy cảnh cái ống cống của tôi đầy ốc treo trên lửa. Nước ốc sôi trào ra. Tôi sẽ mút ốc luộc trừ bữa và sau đó lể cho bin một ít nấu cháo. Thực tình tôi chưa ăn cháo ốc bao giờ. Nhưng lúc này mà có ốc nấu cháo thì còn gì bằng. Tôi lại nhớ tới những tối mùa hè, cả nhà ngồi ngoài hiên quanh rộ ốc vặn tôi lăm lăm đồng hai xu trong tay bẻ đít ốc và mút lia lịa. Mùi thơm của ốc vặn còn vương mãi theo tôi, cũng như mùi của những con ốc biêu cụ nướng trong bẻ chuối và đất sét tôi và thằng Thướng. Thằng Khang leo lên lò vôi ngoài bờ sông nướng. Thằng Thướng có tài bắt ốc, không ai có thể tài hơn. Nó bảo bọn ốc sống thành đàn vì chúng rất ham vui, ham tụ tập, đặc biệt là rất ưa những chỗ nước chảy lờ đờ. Cứ có chỗ nước chảy lờ đờ là thế nào nó cũng tìm ra tổ ốc, nó bảo tổ ốc cũng như tổ ong. Phát hiện được tổ ốc ta có thể bắt sạch sành xanh cả họ hàng hang hốc ba đời nhà nó. Gô nước đang reo thì Bin ngồi dậy, nét mặt cậu đã trở lại bình thường. Bin đưa chiếc khăn mặt đẫm máu cho tôi. Tôi trụng củi tập trung dưới ống cống rồi xuống suối giặt khăn. Một loáng nước hồng hồng máu vừa loang khi tôi nhúng khăn xuống suối. Tôi khoát mạnh tay rồi vò thật kỹ. Đầu tôi lại nghĩ tới thằng thướng và những con ốc. Thôi, tranh thủ trời chưa tối hẳn, ta mò một ống cống ốc lên luộc cái đá, rồi sẽ tính sau. Tôi vừa nghĩ vừa luồn chân xuống những cái đá ven bờ thăm dò. Đúng là ốc chỗ này nhiều thật. Tôi vội lên bờ chút quần áo, định bụng mò nhanh một ít, nếu nhiều thì ăn xong tôi sẽ xuống mò tiếp. Loáng một cái tôi đã mò được cả ký ốc. Thế này thì nhất định tôi phải mò một bọc đem về cho đám bà con anh em. Tôi nghĩ tới nồi súp của mấy chị ình ịch xôi suốt ngày đêm mà có ốc cho vào tôi nghĩ tới đống than hừng đỏ vừa nướng ốc vừa hít hà ăn. Vâng, đích thị tôi đã phát hiện ra cái tổ ốc đây rồi. Tôi hồ hởi đem ốc về và bin bảo hai cái răng cửa của bin bây giờ đã thôi đẻ chéo lên nhau. Nó đã biết nằm im không chảy máu nhưng lại làm cho cậu đau nhiều hơn khi nãy. Tôi bảo bin muốn không đau thì đừng nghĩ tới nó. Tốt nhất là ngồi dậy, lấy dao găm đập đít ốc cho tôi lề để, để có cái nấu cháo cải thiện. Theo bin thì cháo ốc cứ để nguyên cả con nấu. Sau lúc ăn cháo là mút ốc, hoặc vừa ăn vừa mút có ngon hơn. Tôi thì thế nào cũng được miễn là có cái ăn tươi. Hai ống cống nước sôi tôi chế vào bi đông, phần còn lại pha nước muối dành cho bin súc miệng. Nước muối ấm có tác dụng sát trùng và giảm đau. Tôi bắt một hang gô ốc và một hang gô cháo với tâm trạng nôn nóng đầy phấn khích. Gô ốc vừa sôi trào ra lửa là tôi bắt xuống ngay. Tôi không hề khách sáo khi bin bảo anh cứ ăn ốc đi. Em chưa ăn được, em chờ ăn cháo vậy tôi mút hết ống cống ốc nóng cũng nhanh như khi tôi mò được chúng. Tôi bảo bin luộc tiếp gô nữa, ăn xong nhất định tôi sẽ xuống hóm suối mò thật nhiều đem về làm quà cho lũ anh em bà con. Bin hử ừ hử lên võng nằm, tôi để mặc cho cậu nghỉ. Chắc bây giờ chỗ răng bị đập vô đá của cậu mới đau dữ. Các cụ trả bảo, thứ nhất đau mắt, thứ nhì rắt răng là gì. Ở đời không ai học được chữ ngờ. Đúng là tôi đang gặp may, đang rét với chiếu manh. Thực chưa bao giờ tôi thấy ở đâu có nhiều ốc tụ lại một chỗ nhiều ghê gớm đến như thế. Rõ ràng tôi đang vớ được không phải một tổ mà có lẽ hàng chục tổ ốc. Tôi chỉ cần lặn xuống, vốc ốc lên. Mỗi cú lặn là một vốc ốc có tới chục con. Tôi mở tấm áo mưa, trải ra mép nước và cứ thế hì hụp lặn ngụp say sưa như con rái cá. Bình thấy tôi ôm về một bọc và tôi kể cho cậu nghe cái tổ ốc trời cho hấp dẫn tới mức. Cậu muốn xuống xem xem cái tổ ốc thế nào? Vâng, Giá như tôi đừng quá say xưa với chiến tích bắt ốc và thỏa mãn với số ốc đã mò được thì đâu có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Nhưng thấy Bin có vẻ thán phục khiến tôi hào hứng. Sau khi mút hết một cống nữa, tôi bảo Bin xuống cùng tôi, coi tôi mò, mặc dù trời đã tối. Tối với sáng thì có quan trọng gì đâu. Tôi biểu diễn cho Bin xem đâu được vài ba vốc ốc với vài ba cú lặn ngắn thì bốn cua phải một cái sắc người chết. Hình như vì quá khiếp đàm mà tôi đã nhảy dựng lên, ú ớ chỉ xuống nước rồi hất tung hết ốc vội ôm quần áo kéo bin chạy về chỗ ở tôi không đủ bản lĩnh để nói dành mạch cho bin rõ sự tình hình như cậu cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra vì trong các động tác và những lời ú ớ của tôi tôi đã lặp đi lặp lại cái câu có sắc người người chết tôi nhớ là cú lặn ấy khi tôi vừa cua tay định vốc ốc thì cái xác chết vật vờ cứ áp sát vào mạng sườn tôi tôi gần như quàng tay qua lưng hay đùi gì đó cái cảm giác rùng rợn khi tôi cua tay đụng phải nó vừa nhảy nhảy trơn chuội mà lại cứ dập dềnh, tuồng như có một sức hút nào đó, cứ hút chặt vào tôi. Tôi nhào lên bờ với toàn bộ sức mạnh mà tôi có. Đúng là nếu không có vẻ mặt bình tĩnh của Bin, hẳn sự khiếp đảm của tôi sẽ còn kéo dài không biết đến bao giờ. Tôi sực nhớ tôi vừa ăn hết cả hai ống cống thứ ốc khủng khiếp này và tôi đã co người nôn thốc nôn tháo. Tôi cố móc họng cho nôn hết. Đúng là vừa rồi tôi đã ăn chúng ngon lành chưa từng thấy thảo nào mà ốc lại tụ về đây đông đến thế và chúng lại béo ngậy nữa chứ trời ạ à, sao mà cái số tôi lại lâm vào tình cảnh khủng khiếp rùng rợn thế này tôi tiếp tục móc họng và quyết tâm nôn hết nôn hết không thể để vương lại một chút xíu nào rõ ràng là bin đã hiểu chuyện gì rồi nhưng sao cậu ta lại có thể bình thản đến lạ lùng thế kia tôi nhắc lại cho cậu rõ và cậu thản nhiên đổ cháo vào ca rồi húp mặc cho tôi đòi đổ cả cống cháo đi đổ làm gì bin nói mình có khó khăn hung mà, để sáng mai coi thử, lại còn phải coi gì nữa. Có chớ, phải coi thử xem sắc thằng địch hay sắc anh em mình chớ. Để làm gì? Chô cha, tôi ớn anh quá, sắc anh em mình thì phải lo làm tử sĩ chớ. Đúng là tôi không còn nghĩ được điều gì cho danh mạch nữa. Chính vì câu nhắc nhở bình thản ấy của Bin đã giúp tôi bình tĩnh lại. Nhưng tôi vẫn cứ bị cái sắc chết vật vờ hút vào người ám ảnh. Ngày bé, hơn một lần tôi đã được thấy xác của người chết đuối. Con sông hóa quê tôi vào mùa mưa lũ gần như năm nào cũng xảy ra một hai vụ đắm đỏ. Lũ trẻ trâu chúng tôi mỗi lần nghe có chuyện người chết trôi đều táo tác gọi nhau đi xem. Xem rồi sợ, nhưng không hiểu sao vẫn cứ phải nháo nhào tới được tận chân đê để ngày mai dọa nạt những đứa yếu bóng vía. Vẻ mặt thất thần hốt hoảng của tôi may mà chỉ có bin biết. Cậu loay hoay chụp củi thêm vào đống lửa, non như một ông già rồi cậu lấy từ đáy bồng ra một khúc sắn luộc đã tai tái khô, có mùi thiêu thiêu, nhưng vẫn còn ăn được, bảo tôi. Anh Bình sợ làm gì, ăn củ mì đi. Tôi đã một lần có uống nước phải máu anh em mình rồi đó. Chu cha, ớn lắm. Rồi bin kể, hồi năm ngoái, sau khi đi theo bộ đội đánh đồn ca nắc, đêm về mấy anh em quen uống nước ở cái giếng gần nơi tập kết. Vòi nước thì chỉ có một mà anh em mình có bốn năm người. Thế là tiện nước trong giếng, cứ mạnh ai nấy vục mặt xuống uống. Uống cho đã, rồi ngủ cho đã. Sáng ra một anh phát hiện thấy giếng nước đỏ lòm kêu toáng lên. Máu, máu người. Té ra đêm hồi hôm có anh thiêng ở cánh bắc đường về bị thương. Y sĩ Quảng xử lý vết thương xong, lười không giặt cái áo đầy máu, cứ vo lại, ném xuống giếng ngâm. Gọi là giếng nhưng thực ra đó chỉ là vũng nước do anh nuôi khơi theo mạch ngầm. Bin kể đến đây thì bậm miệng cười, rồi nói. Chô cha, làm sao được, có móc họng nôn quẹ cũng không thấy máu nữa đâu, ớn muốn chết. Bin chùi chân lên võng, ngáp, chỉ sau cái ngáp ấy vài chục giây bin đã cất tiếng ngáy nho nhỏ. Đêm yên tĩnh kỳ lạ, tôi mơ màng nghe có tiếng máy bay gì gì rất xa từ tít trên cao cùng với tiếng bom cũng rất xa. Câu chuyện của bin mà tôi lọc ra để kể trên đây chính là liều thuốc giải cho tôi cơn run cùng những cảm giác rùng rợn. Tôi lần mẩn nướng lại miếng sắn khi nãy bin cho rồi ngồi nhai tôi nhai chậm rãi cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay khi tôi tỉnh dậy nhìn sang võng bin không thấy cậu đâu đống lửa than cũng đã tàn trong khoảnh khắc mơ hồ giữa mơ và tỉnh, tôi xách súng lần xuống hóm suối một cảnh tượng mà tôi không tài nào phân biệt được là tôi đang run sợ hay mừng vui khi thấy bin đang cố tình lôi từ dưới nước lên không phải xác người mà là xác một con lợn rừng đã đến hồi thối giữa Chô cha tức hung anh bình à nó bị thương rồi xuống đây tìm nước uống đó mà Hình như Bin đã quên hẳn cái răng đau của mình và tôi cũng chẳng còn nhớ tới những con ốc lẽ ra khi tối tôi đừng vội vàng đổ hết đi. Một lũ nhặng xanh không biết từ xó xình nào đã nhanh chóng xuất hiện ngày càng đông. Hai anh em tôi rời hõm suối trở về chỗ để đồ đoàn, gần như không ai nói với ai thêm lời nào nữa. Trời đã hưng hừng sáng. Chúng tôi khoác bồng, tiếp tục lên đường. Tôi lại bắt đầu thấy đói nhưng miệng lưỡi cứ đắng chát, nôn nao, chỉ mong nhanh về tới nơi bà con anh em để buông mình xuống võng. Nhìn cái dáng vừa đi vừa chạy của Bin tự dưng tôi trào lên một tình cảm mà nếu nói ra ác không ai có thể nói ra được bằng lời. Gần trưa thì anh em tôi về tới nơi tạm trú của tốp bà con anh em. Tôi thấy hầm tránh pháo đã đào xong. Lán trại đã tạm ổn nên ngồi ăn sắn luộc. Bin nhào tới ché rượu cần, vừa hút rượu, vừa kể chuyện chúng tôi bắn thằng Mỹ và con chó. Hình như cậu kể cả chuyện cái răng đau cùng tổ ốc và xác con lợn rừng. Mọi người súng xít vào nghe cười nghiêng ngả riêng thằng con lơ là vẫn lụi hụi dùng sẻng đập thình thịch trên nóc hầm. Anh y ơn ra hiệu cho nó nghỉ, anh chỉ vào ghẻ rượu, nói với nó. Exit bé, tên Mỹ lắc lắc đầu rồi nhún vai, in quá. Rồi hắn cầm quả bầu nước, tu bừng ngực, tôi đang đói nên ăn rất ngon. Mọi người bảo tôi uống rượu nhưng tôi từ chối. Tôi rất lấy làm lạ, là trong tình thế này, không hiểu sao họ vẫn gùi được rượu theo để uống. Tôi đưa cho Bin nửa củ sắn nướng chị vợ anh y ương mới cho cùng ít mật ong. Bin bảo tôi. Anh Bin có thành tích to hơn mình. Tôi tưởng Bin nói đùa, nhưng cậu nói thêm. Anh bắn được con chó ấy, không phải chuyện bình thường đâu. Tôi không tranh luận với Bin vì giờ đây hai mí mắt tôi cứ díu vào nhau. Tôi chui vào lán giả phới, rút vào tấm rồ sọc mùi khói của già, ngủ. Tôi hy vọng một lúc nào đó tôi sẽ lại được mục kích cảnh chị vợ anh y ơn cho giả phới bù. Tôi thích được xem chị ta ưỡn người, áp bộ ngực đồ sộ vào miệng già. Và tôi hy vọng chị ta sẽ lại đặt đầu tôi lên bắp vế cho tôi ngủ. Cả buổi chiều còn lại, tôi ngủ như chết. Khi tôi tỉnh dậy đã thấy Bin nằm cạnh. Bin ngủ, miệng há hốc, đầu gối lên một hòn đá, nom đến tội. Tôi không có thời gian để nhớ nhà, nhớ miền Bắc. Nhất là nhớ những thằng bạn thân của tôi ở trường cấp 3, cùng với các đồng đội tôi ở đơn vị cũ. Tôi cứ ngỡ như tôi đã xa các bạn lâu lắm rồi. Thực ra tôi nhập ngũ tới nay mới được 7 tháng. 7 tháng ở nhà trôi đi rất nhanh. Nhưng 7 tháng vừa qua của tôi thì thật là rằng rặc. Mà trong 7 tháng ấy, có tới 2 tháng huấn luyện êm đềm trên núi Yên Tử và một tháng hành quân giá ngoại thật tươi vui. Tôi bước vào đời lính cũng như bước ra khỏi lớp học, để rồi lại bước vào một lớp học khác. Cuộc chia tay tua có rầm rộ, vì tôi được nêu dương. Nhưng nó vẫn lặp lại hầu hết các cuộc chia tay trước cái lâng lâng lãng mạn của người đi xa với người ở lại thực ra chẳng có gì đặc biệt các bạn kéo nhau lên huyện cùng tôi tôi nhập vào đám tân binh nhận quân trang mặc áo và lên xe ở đơn vị mới như tôi đã kể tôi được phân công làm báo tường một việc quá dễ đối với tôi nhưng lại quá khó với nhiều người tôi được miễn hầu hết các cuộc hành quân tập luyện với bài hát mười hòn gạch đổi mười thằng giặc ta vác nặng trên vai để ở lại doanh trại làm những bài thơ bài văn cổ động cái trò làm thơ làm văn đổi lấy củi và giặt quần áo của tôi bị lộ thật là rủi và cũng thật là may cho tôi. Nếu không có chuyện ấy, hẳn những ngày nóng bỏng trên thao trường, từ bài 1 đến bài 3 của khoa mục bắn súng, tôi cũng tìm được cách trốn ở nhà. Và giờ đây hẳn tôi chẳng phát hiện ra tài bắn súng của mình. Tôi thầm cảm ơn chính trị viên nhuận đã nghiêm khắc. Tôi cho rằng chính những ngày tập bắn ấy đã cứu sống tôi. Dẫu giờ đây đơn vị tôi có thể đã liệt tôi vào danh sách những người mất tích thực ra tôi chẳng quan tâm nhiều tới điều đó tôi còn nguyên lành và tôi vẫn sẽ ngấm ngầm nuôi mộng đến một lúc nào đó có dịp là tôi sẽ trở về với đồng đội tôi không có mấy kỷ niệm với đơn vị mới bởi khi chúng tôi hành quân tới trạm cuối cùng của đường dây xã hội chủ nghĩa theo cách gọi hồi bấy giờ thì đơn vị cũ được lệnh phân tán người ta chia nhỏ cánh lính mới chúng tôi bổ sung cho các đơn vị phía trước để lính cũ kèm ra trận tôi mới quen được hai người đó là anh hùng và anh tự và giờ đây sau trận đánh ấy có thể các anh cũng chẳng nhớ tới tôi thỉnh thoảng sau những trận đánh vỡ vần sau những ngày chạy hết rừng này núi nọ có đôi khi tôi và bin tư tỏi một con gà con sóc trong khoảng thời gian thư thái ấy tôi chợt nhớ lại và tôi ứa nước mắt bin phát hiện được cậu chỉ vào tôi làm mặt nghiêm nói anh bin có tư tưởng không an tâm công tác cách mạng tôi không thể phân giải cho bin thông cảm đành phải cố biểu hiện bằng hành động tôi nhận ra cuộc chiến trong cái lối nhỏ ngóc ngách giữa rừng già đầy trông thò và những con người bé nhỏ mà tôi lạc vào đây có cái gì đó thật bí hiểm tôi và bin không có cùng tiếng nói không có cùng phong tục tập quán nhưng lại có chung một ý chí cái ý chí ấy có sẵn từ trước khi chúng tôi nhập cuộc rất lâu rồi rằng ở đây chỉ có một tư tưởng và sự thể hiện tư tưởng ấy chỉ có một cách một con đường ấy là không sợ khó khăn gian khổ không quản ác liệt há sinh bin không biết chữ cả nhóm anh em bà con ở đây cũng không ai biết chữ chiến tranh đối với họ là công việc hàng ngày và họ quen chịu đựng khó khăn gian khổ một cách tưởng như bản năng nhưng thực ra rất có ý thức cái ý thức ấy cũng giản đơn và dễ hiểu rằng muốn tồn tại thì phải nắm được địch tình cần thì đánh không cần thì chạy trốn mà hình như chạy trốn là chiến thuật sắc sảo nhất có nhiều kinh nghiệm nhất của họ tôi lọt vào đây hoàn toàn thụ động tôi chỉ còn một cách là tự khuyên mình hãy làm theo họ hòa đồng cùng họ. Tôi phải làm thế nào để họ chấp nhận tôi, như họ đã từng chấp nhận, không thủ tục, giấy tờ. Điều ấy chỉ có thể gọi tên nó là niềm tin. Nếu họ không tin thì đừng nói tới bất cứ chuyện gì. Hiểu vậy, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi tâm trạng lo ngại, cầm chừng. Nhiều lúc cứ chạy quần quanh mãi trong vùng rừng hố d Tôi cảm thấy họ chẳng có phương án, kế hoạch gì. Đúng hơn, họ không có sự chỉ hát U.A, chỉ đạo thống nhất. Và tôi đã lầm, có tới hơn 10 ngày, cả mấy tốt bà con anh em chúng tôi chạy lê chạy lết, quẩn quanh mãi với những triền núi, lòng thung không vượt ra khỏi vùng rừng hố đê Ý, ca gai góc và ẩm thấp ấy. Tất nhiên thằng Mỹ con lơ cũng được theo. Hắn vẫn phải đi chân đất và trần lương đào hầm. Có lẽ công việc mà hắn say sưa nhất chính là cầm sẻng. Hắn chở đầu sẻng quốc đất vừa khỏe vừa thành thạo không ai có thể theo kịp. Mỗi lần có tiếng rít của đạn pháo và tiếng nổ gần, con lơ cố kiềm chế nỗi sợ bằng cách hùng hục làm công bằng mà nói, một mình hắn đảm đương công việc đào hầm, đảm đương việc gùi cái gùi to gấp ba lần gùi của mọi người trong những ngày qua, đã khiến tôi không còn nghĩ tới chuyện trả hắn cho cấp trên nữa. Nhất là những lúc phải qua khe, qua suối, thay vì hai ba người cắn giả phới thì chỉ cần một mình con lơ cũng làm được. Giả phới ngồi trên lưng hắn gọn gàng với cái vẻ yên tâm hơn bất cứ hình thức di chu aen nào. Trời cho hắn có sức khỏe cơ bắp vừa dai dẳng vừa mạnh mẽ và hắn đã không nề hà bất cứ việc gì khi được phân công tất nhiên hắn không được phép nề hà tôi bật cười nghĩ tới thân phận hắn có cái gì đó gần gần với hoàn cảnh của tôi chắc cũng có những lúc hắn tự xác định cho mình phải thể hiện thế nào đừng làm mách lòng những người du kích đã tóm được hắn rõ ràng hắn đã gặp may ít nhất là cho tới thời điểm này hình như hắn không muốn có sự thay đổi nào khác sự yên tâm với những công việc nặng nhọc đã tạo được cho hắn một vị thế nhất định mà một tên tù binh bình thường có lẽ không bao giờ dám mơ tưởng về phía những người du kích tôi thấy họ gần như không có sự cảnh giác đề phòng nào ngoài việc tên con lơ phải đi chân đất và tất nhiên không có súng trong tay ấy là cái hình thức bên ngoài vì đối với tôi chỉ đến khi bị họ tóm lại tôi mới biết rằng không lúc nào tôi lọt khỏi sự cảnh giác của họ và điều ấy hẳn tên mỹ này phải nhạy cảm hơn tôi Hắn mà trốn chạy thì chỉ có hoặc thoát thân, hoặc toi mạng. Mà toi mạng là 99,9%. Chứ còn đối với tôi, thú thực, lúc trốn tôi không hề nghĩ tới chuyện lỡ bị họ bắt lại sẽ diễn ra thế nào. Tôi không nghĩ họ có thể nã súng vào tôi vì dù sao tôi cũng là đồng chí đồng đội của họ. Nhưng càng ngày tôi càng giác ngộ ra rằng, sự thể không hoàn toàn như tôi nghĩ. Đã chạy trốn khỏi họ, tức là chạy trốn nhiệm vụ được cách mạng phân công. Chạy trốn khỏi nhiệm vụ được cách mạng phân công tức là phản bội cách mạng. Đã là kẻ phản bội cách mạng thì còn để làm gì? Đó là câu hỏi đồng thời cũng là câu trả lời. Dù anh là ai? Dù anh là ai? Tôi nhấn mạnh câu này vì chính anh Du bị người ta trói giật cánh khuỷu. Tất nhiên là sau khi người ta bắt được anh bỏ mọi người chạy trốn, định chuồn xuống ấp đi chiêu hồi. Sau này tôi mới biết thêm, anh Du chính là người trốn lính từ dưới ấp chạy lên rừng theo du kích. Lúc ấy vào khoảng 3-4 giờ sáng, Tôi đang ngủ mê mệt trong nhà hầm vì cả ngày hôm qua. Tôi, anh Du và Bin đi bám địch quá căng thẳng. Tôi lờ mờ nghe có tiếng lao sao, rồi tiếng chân chạy thình thịch liền vùng ngay dậy theo bản năng. Tôi vơ vội cây súng, nhảy ra khỏi hầm. Một cảnh tượng kinh hoàng khiến tôi không đủ trí tưởng tượng để buộc phải nhận ra. Kẻ đang bị trói lại chính là người mới cách đây vài tiếng còn rất thân tình với tôi. Theo tôi, anh là một người tốt mặc dù có hơi nhát. Tôi không nhớ từ lúc ba chúng tôi được anh y ơn anh biết phân công đi bám địch anh ta đã có biểu hiện gì chẳng lẽ lúc trèo lên cây cao bác ống nhòm quan sát địch và nhìn thấy ấp chiến lược khi chiều của anh ta đã không qua được sự cảnh giác của bin và bây giờ hành động bỏ trốn của anh ta sau cuộc trao đổi chớp nhoáng của ba người đã đi đến một quyết định nhanh chóng là tôi và bin phải dẫn anh ta vào sâu trong rừng tôi cứ nghĩ anh du chuyến này bị phạt nặng chứ tuyệt nhiên không nghĩ đến việc phải khử anh ta nhưng tôi đã lầm chúng tôi dẫn anh Du đi dọc triền dốc giữa hai khe núi, tất nhiên anh vẫn bị trói. Không phải chỉ có Bin và tôi, mà ngay sau đó anh Miết và anh Y Ương cùng khoác súng dẫn theo tên Mỹ Con Lơ cầm sẻng. Gần như cả tốp người không ai nói với ai lời nào trong suốt quá trình tên Mỹ đào hố, đóng nọc. Một cây nọc lớn hơn cổ tay đóng cứng ở đầu hố và ngay lập tức anh Du bị trói vào đó. Chỉ tới lúc ấy anh Du mới rú lên. Trời ơi, Tôi không biết có tiếng rú nào rùng giận hơn tiếng rú của anh dù. Và tôi đã úp mặt vào thân cây gì rất to đúng lúc cả hai mũi lê đồng loạt bật lên. Đồng loạt lao vào tiếng rú từ hai phía. Tôi khuỵu xuống, có ai đó sốc tôi dậy trong tiếng thở dốc của mọi người. Bằng bản năng, tôi ngồi bệt trên miệng hố cào đất như điên như dại hất xuống. Trong lúc anh miết, anh y ơ ngồi hút thuốc. Bin đưa cho tôi một đoạn cây và tôi cứ thế bẩy đất xuống thằng con lơ dùng sẻng đào thêm đất từ phía trên cao cho tôi cào và chẳng bao lâu anh du đã nằm dưới đó hình như tên mỹ phải dìu tôi một đoạn dài vì chân tôi run quá không thể đứng lên về theo các anh được căm thù thằng mỹ ngụy một căm thù thằng chiêu hồi một trăm buổi sáng hôm ấy anh y ưng tập hợp số bà con anh em dưới quyền chỉ hứa tuyên bố như vậy không khí căng thẳng bao trùm lên từng khuôn mặt nhưng không ai nói thêm lời nào tôi bị sốc không cách gì hết run và nôn khan vì thực ra, trong bụng tôi cũng chẳng còn gì để nôn ra nữa. Tôi cứ bị dáng hình nhỏ thó lanh lợi của anh Du ám ảnh. Không lúc nào tôi quên được con cua đá anh Du nhường cho tôi và cả con dao găm chết từ lưỡi lê. Anh tặng tôi, mặc dù sau này tôi hiểu được hậu quả do tội ác mà bọn chiêu hồi gây nên đối với những người du kích khủng khiếp đến chừng nào. Cứ sau mỗi lần có một tên chiêu hồi chạy thoát thì bài hát du kích sơ rơ, du kích sang giang lại được nhắc tới không phải chỉ có một việc phải chuyển ngay chỗ ở, mà bom pháo của Mỹ lập tức quanh tạc tan thành cả khu rừng do bọn chiêu hồi chỉ điểm. Có những tên dẫn cả bộ binh thám báo tập kích vào chỗ đóng quân của ta. Cái luật định phải giết ngay kẻ nào chiêu hồi, tất nhiên nếu bắt được, không ai phản đối. Không ai phản đối vì những ai đã từng phải chạy địch, phải chôn đồng chí, đồng đội, chôn bà con anh em mình do bom pháo địch căn đúng tọa độ khu vực trú quân do bọn chiêu hồi chỉ điểm, đều muốn có hình thức hành hình chúng nặng hơn. Ấy vậy mà tôi vẫn cứ không thoát khỏi tâm trạng buồn thương tiếc nuối và đã có lúc tôi lại tự hỏi. Liệu có phải anh Du định chiêu hồi thật không? Chẳng lẽ anh Du vừa hiền lành, ít nói, vừa lanh lợi trong những công việc thường ngày thế lại đi chiêu hồi. Nhưng rõ ràng anh ta đã khai với họ rằng anh ta sợ máy bay và pháo nên ưng trốn. Vậy là anh ta đã bị bắt quả tang. Chẳng lẽ anh y ơn, anh miết và cả bin nữa đừng không lại đổ tội cho anh ta để giết anh ta? Không, một trăm lần không một ngàn lần không. Không bao giờ có chuyện ấy. Không phải một mình anh Du bị giết như thế đâu anh Bin ạ. À. Bin nói với tôi khi đến bữa ăn trưa tôi hoàn toàn không nuốt nổi một tí nào. Năm nào chả có một hai đứa đi chiêu hồi. Bin nói thêm và tôi không kìm chế nổi đã ôm lấy Bin khóc. May mà Bin hiểu tình cảm của tôi đối với anh Du. Hình như cậu cũng rất thương anh ta, nhưng thương là một chuyện còn công việc lại là một chuyện khác. Mình cứ quẩn quanh mãi trong hố đắc ca này à? Tôi hỏi Bin trong lúc cậu đang ngồi lau súng. Có chớ. Mình sắp đi chỗ khác rồi chớ. Đi đâu? Thằng Mỹ ở trên rông thì mình ở dưới hố. Nó xuống hố thì mình lại lên rông chớ còn đi đâu. Chiều nay có họp chung tổ bá với mình đó. Tổ bá với tức là nhóm bà con anh em chúng tôi đây. Hình như nhiệm vụ chính là lo cho giả phới và thêm nữa là trông coi thằng tù binh Mỹ con lờ. Cho tới bây giờ, quả thật tôi vẫn chưa thể nào hiểu nổi nhiệm vụ chính của chúng tôi làm gì. Giữ đất đã đành, nhưng chẳng lẽ không còn cách nào khác hơn là cứ chạy quẩn quanh mãi thế này. Tôi không ngờ cuộc họp chính thức tổ bá với anh biết. Anh Y ơn và Bin đã không ai mảy may có ý định bảo tôi cùng dự. Điều ấy khiến tôi vừa giận vừa buồn lo. Không được dự họp có nghĩa là tôi vẫn chưa được họ coi là thành viên chính thức. Vậy mà tôi đã nhiều lúc quên rằng mình chỉ là một tay súng dự bị, một thành viên dự bị tôi cứ ngỡ những gì làm được của tôi trong những ngày qua đã đủ để chứng tỏ tôi yên tâm công tác và sẵn sàng nhận bất cứ việc gì dù khó khăn đến mấy cũng kiên quyết hoàn thành. tẽ ra tôi được họ nhìn nhận như thế này đây. tôi cảm thấy đầu óc ê chề, vừa căng thẳng vừa chán nản đến buồn tủi, thầm trách bin đến mức tôi không còn thiết gì nữa. cứ nghĩ đến cái chết của anh dù là tôi lại run bắn lên, không hẳn vì sợ mà có lẽ còn hơn thế. tôi không thể cắt nghĩa nổi. trong lúc mọi người họp mình không được họp. Chỉ khác với tên Mỹ con lờ là tôi được nghỉ ngơi. Trước khi đi họp bin bảo tôi cứ mắc võng mà nghỉ ngơi. Còn tên Mỹ thì lại hì hụi đào hầm. Chẳng lẽ tôi lại cùng ra cầm sẻng đào chung với hắn? Tôi cảm thấy hắn có một vẻ mặt vô cảm trong tất cả mọi tình huống. Điều ấy càng khiến tôi căm thù hắn hơn. Nếu không có hắn, có thể tôi đã được các anh nhìn nhận khác. Nhưng chẳng lẽ các anh lại nỡ coi tôi là người ngoài cuộc? Không, bằng chứng là các anh đã trao súng cho tôi và cho phép tôi đi bám địch. Thậm chí tôi đã lập công. Dù không lớn, nhưng ít nhất tôi cũng đã bắn được một con chó mà theo bin, con chó quan trọng hơn cả một tên Mỹ. Tôi úp mặt xuống vóng, không khóc mà nước mắt cứ tự nó tuôn ra. Tôi chỉ mong cho thời gian qua màu. Qua màu tất cả mọi sự kiện để may ra tôi lại được trở về với vị trí của mình. Tôi thèm được cầm súng đi bám địch hơn lúc nào hết. Hình như có tiếng người lao sao ngoài cửa nhà hầm tôi nằm im giả như vô tình giả như đang ngủ và tôi chợt nghe có tiếng tàu già một loại máy bay trinh sát của mỹ bay rất thấp trời đã nhập nhoạng tối hình như tên mỹ đã được nghỉ tay hình như các anh đã họp xong và hình như họ cũng đang nghe tiếng tàu già và đang phán đoán tình hình tôi ngồi dậy đúng lúc bin nhảy xuống hầm mình tưởng anh ngủ anh không ngủ à bin hỏi để mà hỏi tôi không buồn trả lời lặng lẽ đứng dậy cuốn võng tiếng máy bay xả thấp hơn không phải tiếng một chiếc mà có tới vài ba chiếc cùng bay một lúc cùng xả xuống ngay trên tròn rừng có tiếng kèn đám ma tiếng trẻ con khóc tiếng lợn kêu tiếng gà cục tác và cả tiếng người ta ơi ới gọi nhau lúc gần lúc xa tôi chưa kịp hiểu thì bin đã lấy võng ra vừa mắc vừa nói anh bình cuộn võng làm gì mình nút lỗ tai lại đừng nghe bọn máy bay kêu chiêu hồi ớn lắm tôi mắc võng trở lại mình có lệnh cấp trên cho cử người xuống ấp diệt ác ôn. Mai mốt làm xong việc ấy thì mới được rút về phía sau anh Bin ạ. À. Bin nói. Chô cha, ớn cái thứ xe bay của thằng giặc Mỹ kêu chiêu hồi này quá. Ấy là đúng lúc tiếng loa từ trên những chiếc máy bay xả thấp gọi các chiến binh cộng quân Bắc Việt. Hãy trở về với tránh nghĩa quốc gia. Lúc dội lên rõ mồn một, lúc như hút hơi chìm vào đêm tối mênh mông của rừng già. Bin này, tôi không thèm để ý tiếng máy bay chiêu hồi, bắt chuyện, anh đã xuống ấp nhiều lần chưa? Chắc có một trăm lần rồi anh bình ạ. À. Ấp có xa đây không? Gần con mắt, xa cái chân đi. Anh đã được coi ống nhòm rồi còn gì? Ừ, nhưng mà mình vẫn không xác định được. Địch lo càn quét, nóng ra bảo vệ cho bầu cử. Mình không lo diệt được ác thì làm sao phá được kìm kẹp. bin nói như là tự nói với chính mình. Tôi tò mò, hỏi. Bọn địch bầu cử gì hả Bin? Chô cha, ớn anh quá, địch nó bầu, cán bộ cho nó mà. Tôi chỉ muốn hỏi chuyện thêm, nhưng Bin đã bật bọc võng, tỏ ý muốn. Được yên. Bin này, tôi níu võng Bin hỏi câu nữa. Bao giờ thì anh em mình xuống ấp. Bin nằm trong bọc võng nói ra. Một là phải giải quyết vấn đề thằng Mỹ con lờ, hai là phải lo cho bóc phới và lũ đàn bà con nít được an toàn. ớn quá. Thôi, ngủ cho khỏe rồi mai triển khai tôi ngồi thẫn thờ trên võng nghĩ ngợi lung tung. Biết đâu họ lại thử tôi, nhưng họ làm thế để giải quyết cái gì? Việc họ giữ tên Mỹ còn lỡ ở lại đây chỉ vì chưa có dịp đưa hắn về phía sau nộp cho cấp trên, hay vì họ cố tình giữ hắn lại để đảm đương những công việc nặng nhọc? Có lẽ cả hai. Nhưng đối với tôi thì phải khác chứ. Họ đã chẳng giải thích cho tôi rằng, ở đâu trên đất nước này cũng là làm cách mạng, cũng là đánh Mỹ. Bộ đội không thiếu người vì bộ đội lỡ chết có bổ sung ngay chứ còn du kích thì lúc nào cũng thiếu thiếu mà sao họ xử anh du như vậy có khiếp không cứ nghĩ tới anh du người tôi lại bùn rùn không còn dám nghĩ thêm gì nữa bất giác một mảnh đất trên vách nhà hầm lở xuống khiến tôi giật bắn người và tôi rời võng ra cửa hầm ngồi trăng sáng ngàn ngặt cái nỗi lo cứ chập chờn giờ đây lại mỗi lúc một dâng lên rõ ràng hơn tôi không đủ kinh nghiệm để xua xét xem điều gì đang thực chất diễn ra nhưng tôi mơ hồ nhận thấy dường như tôi đang được nhìn nhận thỏa đáng mặc dù họ không nói ra tôi khao khát được nghe một lời bàn bạc về công việc nhưng tôi cũng đủ tỉnh táo để hiểu được rằng tất cả mọi công việc đối với tôi đều quá ư mới mẻ và dù nếu có bàn bạc thì chỉ là hình thức biểu hiện lòng tin tôi cố chuyển hướng những nỗi lo vượt ra khỏi mặc cảm để trở về với những kỷ niệm thời thơ trẻ hy vọng nó vượt tôi ra khỏi tình cảnh mà tôi đang mắc phải Tôi nhớ tới cái ước mơ được trở thành nhà bác học như Mitsurin khi tôi suốt ngày hì hụi ghép cây mà chả bao giờ đạt được một kết quả nào. Trong tất cả các công trình của tôi ngày bé, với mảnh vườn cạnh bể nước trồng đủ thứ cây tôi cho rằng, có thể ghép với nhau ấy, nó chẳng hề có ý nghĩa gì đối với thầy U tôi và với cả bọn bạn tôi nữa. Nhưng lúc này nó lại trở nên trọng đại đối với tình cảm của tôi. Cái bàn tay non nớt vụng dại không sao điều khiển được con dao nhíp để bổ lớp vỏ mỏng đầy gai của nhánh hoa hồng ghép sang gốc tầm xuân đôi lúc đã khiến tôi phát khóc mảnh vườn nhỏ của tôi là cả một thế giới bí ẩn đầy hấp dẫn nhưng cả nhà tôi thì lại nhìn nhận nó như một trò ngực ngợ có lần dây dưa chuột của tôi được tôi tách vỏ cho quấn với dây bí đao gần như chúng đã gắn được vào nhau sắp đến ngày cắt gốc thì bị một trận tàn phá do con lợn xề sổng chuồng khiến tôi điên tiết cầm cái roi dọc chuối đánh đến nát bét vào lưng nó và cả đàn con của nó thế rồi để trả thù con lợn xề tội nghiệp tôi đã rủ thằng thướng bí mật bắt nó đi tơ với con lợn được giống có bộ lông trắng như cước của nhà chị nó. Nhưng cả cái việc ấy cũng chẳng đem lại kết quả gì. Vì chúng tôi đâu có biết là bọn lợn đi tơ cũng phải đúng thời điểm của chúng. Tôi chợt nghe tiếng mơ ú ớ của biên từ trong hầm vọng ra và cả tiếng rên từ phía căn hầm của thằng con lơ bên cạnh. Hắn nằm dưới căn hầm nông chuẩn nên hầm lót lá khô rồi trải cái võng kaki cứng quèo của hắn lên còn anh ý ơn và anh biết thì nằm trên hai cái võng mắc châu đầu vào nhau dưới căn hầm nửa chìm nửa nổi do thằng coi lơ đào đáp suốt những ngày qua đó là một thứ nhà hầm giã chiến rất tiện cho việc xử lý các tình huống khi cần thiết nhóm giả phới và những người đàn bà rất ít khi nằm võng họ trải những tấm bao cát tổ bá phới tổ bố phới mình đó hàn trên lá cây thay chiếu dưới căn nhà hầm không mái nói đúng ra đó là một cái hố rộng khoét vào sườn dốc che phất phơ những tấm tăng đủ kích cỡ cửa ra vào nơi họ ở là một đống củi muốn khói. Tôi không dám tò mò đi lại, mặc dù tôi rất thèm đi lại, thèm tới bên đống lửa, khua lắm rồi. Tôi biết giờ này là giờ gác rất nghiêm ngặt của ai đó đang theo dõi mọi động tĩnh và tôi đành lặng lẽ quay xuống hầm. Sự lo lắng thái quá đến mức nghi ngờ của tôi đối với Bin và những người du kích về việc sắp được xuống ấp diệt ác ôn khiến tôi thức trắng đêm. Để sáng ra, tôi nhận thấy thái độ của mọi người gần như không có biểu hiện gì đáng nghi ngại anh y ơn gọi riêng tôi và Bin ra giao nhiệm vụ tối nay xuống ấp, mà theo cách nói của Bin là không phải chuyện bình thường. Tôi thấy mấy người đàn bà thu dọn đồ đoàn có vẻ như sẵn sàng lên đường. Còn tên Mỹ Con Lơ thì ngồi trước cái bồng bằng bao cắt đựng đồ đoàn của hắn hong hóng chờ lệnh. Giả phới ngồi sát một gốc cây to trước cửa nhà hầm, miệng ngậm ống điếu với cái vẻ ung dung tự tại chưa từng có. Tôi đoán rằng việc xuống ấp diệt ác ôn có lẽ chỉ mình tôi và Bin hoặc có thêm anh miết. Tôi thấy anh Yong nói gì đó có vẻ quan trọng lắm với Bin và anh miết bằng tiếng 3 n -R. Trong những câu nói ấy đôi lần anh nhắc tới tên tôi và tên tên Mỹ. Rồi anh đưa cho Bin một tờ giấy nhỏ. Tôi giả vờ không quan tâm, nhưng thực ra tôi đã liếc nhanh thấy vài hàng chữ đánh máy có đóng dấu phía góc dưới với một chữ ký rất to. Bá dik Cho anh Bin coi này. Bin đưa cho tôi tờ giấy sau khi hai anh em đã xuống hầm. Chù cha. Bin than vãn cứ diệt ác diệt ác miết miết thực ra cho mãi tới giờ này tôi vẫn chưa thể hình dung được việc xuống ấp diệt ác sẽ diễn ra thế nào ngay cả chuyện ấp chiến lược đối với tôi cũng mới chỉ là một khái niệm hết sức mù mờ mà tôi đọc được qua báo chí rằng đó là trại tập trung nơi địch gom dân lại làm hàng rào người trước khi có hàng rào kém gai nhằm bảo vệ các cơ quan đầu não của chúng chính vì vậy mà dân trong ấp luôn luôn coi mình đang ở trong kìm kẹp ngục tù họ lúc nào cũng mong ngóng có quân giải phóng tới giải thoát cho mình chỉ cần sự có mặt của chúng tôi tức thì họ sẽ vùng lên ngay cái kiến thức mỏng manh và đơn giản ấy dù sao cũng giúp cho tôi có điểm xuất phát để nhận thức về địch tình và đúng là nếu không có nó chắc gì sau này tôi đã nhận ra những diễn biến phức tạp mà chỉ có người trong cuộc mới có thể hiểu được tôi nhớ tới những lần đi nắm địch cùng bin và anh du cứ mỗi lần trèo lên trạc ba của cây rẻ rất to Bắc ống nhòm nhìn qua khoảng không để thấy được phần nào cảnh trong thung lũng an khê với những đàn máy bay lên xuống với con đường nhượng ngoằn ngoèo cùng những đám nhà mái tôn lấp loá đám nhà mái tôn đó chính là ấp chiến lược của chúng bin và anh du bảo tôi thế thằng ác hôn này bin nói thêm nó có bà con với anh y ương đó tôi mù mờ nhận ra giữa bin và anh y ương có chuyện gì đó không hoàn toàn chịu nhau tất cả mọi hoạt động của những người du kích ở đây đều lệ thuộc vào quyết định của anh y ương Vậy thì việc diệt tên ác ôn, dù hắn là người nhà mà anh vẫn cứ quyết định, chứng tỏ anh có lập trường tư tưởng vững vàng, chứ cớ sao bin lại nói với tôi bằng cái vẻ ít thiện cảm thế nhỉ. Tôi đem tờ giấy bin vừa đưa ra cửa hầm coi. Đó là bản tuyên án tử hình tên ác ôn nhi ép hay nhấp gì đó, vì bản đánh máy quá mờ, lại xen cả chữ bana và chữ phổ thông. Theo bản án, hắn có nhiều nợ máu với nhân dân, hiện làm liên gia trường trong ấp pê lai múa hay mó, với chữ ký rất to, bá Dik. Anh Bin này, Bin cầm lại tờ giấy, nói, không có người đi nhiều nhiều đâu. Một là phải lo cho bóp phới và lũ đàn bà con nít, hai là phải có người coi giữ thằng con lờ. Tất nhiên rồi, tôi nói. Thế chữ ký bá Dik là ai hở Bin? Tôi hỏi giả vờ như chỉ vô tình hỏi. Là của huyện ủy đó. Bin nói với cái giọng không mấy quan tâm và tôi nôn nóng hỏi thêm chắc huyện ủy ở xa lắm nhỉ mình làm du kích biết nhiệm vụ của du kích thôi anh bin ạ à. tôi chưng hừng anh bình cứ ngủ cho khỏe bin vừa mắc lại võng vừa nói chờ tối mình mới đi anh bin ạ à. tôi chủi chân lên võng nằm được một lúc nhưng gọi mãi giấc ngủ vẫn không đến tôi gión rén ra ngoài định bụng kiếm cái gì ăn nhưng một cảnh tượng hoang vắng đến sững sờ khiến tôi thốt lo ngại họ đã rút đi đâu hết cả không còn một ai và không còn bất cứ vật dụng gì, ngoài mấy căn hầm và đống tàn cho. Tôi vội xuống hầm, lấy pin dậy. Pin, pin, anh Yong, anh biết đưa mọi người đi đâu hết cả rồi. Tôi mệt anh quá. Pin chờ mình trên võng, nói. Mình có nhiệm vụ ăn rồi ngủ cho khỏe, tối xuống ấp. Nhưng còn có gì để ăn đâu. Họ đem hết đi rồi. Tôi lo lắng nói. Mình có tiêu chuẩn hai nắm cơm không tôi cất đây rồi, Bin ngồi dậy, nói. Còn mấy củ mì nướng dưới bếp cho đó mà. Tôi biết là nếu có hỏi thêm cũng chỉ tổ gây khó chịu cho Bin. Đành ra bới cho, lấy sắn nướng ngồi nhài. Cũng may là sau khi nhai những củ sắn nướng với muối hầm có mùi sắt của lon đồ hộp Mỹ, tôi đã tự xác định lại cái mà Bin gọi là nhiệm vụ du kích của mình để chuẩn bị cho những tình huống bất ngờ có thể xảy ra, nhất là việc súng ấp diệt ác. Và tôi đã ngủ được một giấc dài nếu như không có tiếng pháo nổ và tiếng máy bay trực thăng của địch quần đảo sát sạt khiến bin phải thúc tôi dậy. Hai chúng tôi khoác bồng trên vai, ngồi chống súng trước cửa hầm nghe ngóng từng đợt pháo và từng đợt máy bay bắn dốc két rồi thả bom. Tôi có nghe cũng chỉ biết là nghe, chứ còn phán đoán tình hình thì hoàn toàn phụ thuộc vào bin. Anh bin có sợ xuống ấp à? Bỗng bin hỏi một câu mà tôi hoàn toàn không lường trước. Nhưng bằng phản xạ tự nhiên, tôi vội nắm tay bin, hỏi lại. Bin không tin mình à. Anh y ơn nó biểu, anh có nói tiếng miền Bắc, bọn ác ôn sợ hung. Sao lại thế? Có tiếng miền Bắc là có chủ lực nhiều mà, thế càng tốt chứ sao. Anh có nhiệm vụ vào nhà thằng ác ôn, gọi nó ra. Bin cố huy động vốn từ truyền đạt ý đồ của anh y ơn. Một là anh cứ nói tiếng miền Bắc, biểu nó ra tập trung, cách mạng cho học tập. Hai là, phải biết là to khi nó có tình huống chống đối, Tôi nắm chặt tay Bin hơn, nói rắn giỏi. Được, mình làm được mà. Chô cha, tôi ớ nhiệm vụ diệt ác hung. Anh Bin à? Bin buông tay tôi ra, nói. Nhưng anh y ơn nó biểu địch đang có bầu cử, mình phải lo diệt được một thằng ác ôn. Chỉ có hai anh em mình đi thôi à? Thực ra câu hỏi này tôi đã định hỏi từ sáng, nhưng mãi bây giờ mới có dịp. Bin chùm mũi, nheo mắt nhìn tôi với cái vẻ láo lỉnh rất dễ thương tôi yêu cầu anh có bí mật nghe. Tất nhiên rồi. Anh có nhiệm vụ gọi thằng ác ôn ra cửa. Bin nhắc lại, em có nhiệm vụ đưa nó ra ngoài bìa ấp. Chô cha, bắn vào đầu nó đã có nhiệm vụ cho thằng con lơ rồi. Thế anh y ơn, anh biết. Anh y ơn phải lo cho bóc phới và lũ đàn bà con nít có an toàn, lỡ địch càn. Anh biết bắt thằng con lơ cùng đi chớ. Thế mà. Lại thằng con lơ, tôi nghĩ. Sau đợt xuống ấp diệt ác này, nếu như mọi chuyện bình thường, nhất định tôi sẽ nói thẳng quan điểm lập trường của mình với anh Y ơn. Tại sao anh cứ từng bước nhượng bộ để cho hắn được nhận những công việc quan trọng như thế này nhỉ? Đầu óc giáo điều về ta và địch của tôi lúc ấy bỗng lại trỗi dậy. Thôi, mình xuống bìa rừng cho sớm. Bin hình như đoán được ý nghĩ của tôi, nói. Em ớn bắn vào đầu người ta hung rồi anh Bin ạ. À. Nhưng đó là tên ác ôn có nợ máu. Tôi nói mạnh mẽ. Một lần, được, hai ba bốn lần, nợ hung mà. Mình không quen biết mà. Pháo địch đã chuyển làn, nhưng máy bay L-19 thì lại xả thấp hơn. Bin ngước nhìn lên vòng rừng, nói nhỏ. Cho em bắn 100 thằng Mỹ xe bay không ớn đâu. Nói rồi cậu nhổ nước bọt và sách súng, chĩa lên trời bắn một phát. Chúng tôi lần theo một con suối cạn, đi trong lòng suối, đi trong thứ ánh chập chờn của pháo sáng, đèn dù Thỉnh thoảng từ trên một chốc núi rất cao phía trước, có một luồng sáng cực mạnh quét xuống bin ép người vào một gốc cây hoặc mô đá và tôi cũng làm theo bin nhất nhất mọi cử chỉ của bin tôi phải làm theo tôi không đủ khả năng quan sát địa hình vì mọi giác quan của tôi tập trung vào các động tác của cậu để rồi cứ thế mà làm theo tôi giật hột khi nghe một loạt súng nhỏ bắn rát rạt đâu đó rất gần trong khi bin lại không coi đó là điều quan trọng lòng con suối hình như càng đi sâu vào càng thu hẹp bắt đầu thấy con nước xâm sấp dưới chân Chúng tôi rời con suối leo lên một khoảng trống gò đồi toàn sim mua và trả là Thì ra đêm nay có trăng Tất nhiên trăng không phải là thứ ánh sáng chính giúp chúng tôi leo lên Tụt xuống đám gò đồi đầy gai vào phân châu bò ấy Tôi đã vài lần sụp vào những bãi phân châu trẹo cả chân ra khỏi dép May mà đôi dép của tôi vào loại tốt nhất Đó là món tài sản quý giá ngoài mơ ước của mấy người du kích Anh Bình này, Bình kéo tôi ngồi xuống chân một tảng đá lớn Nói thầm vào tai tôi mình ngồi đây nghỉ chút xíu. anh có nghe bụng đói không? tôi hoàn toàn không nghĩ tới chuyện nghỉ ngơi và ăn uống vào lúc này. bin để súng dựa vào tảng đá vươn vai, vặn người. tôi cũng làm theo. em có đói hung anh bin à? bin ngồi xuống lấy bi đông nước uống ở ngực rồi đưa cho tôi. tôi vỗ vỗ vào cái bi đông của mình, ra hiệu là tôi còn nhiều nước. rồi ghé sát vai cậu, hỏi nhỏ. gần tới ấp chưa? mình chờ cho hết trăng mới vào được. Bin nói và lấy nắm cơm bẻ đôi Ấn vào tay tôi Khi tối hai đứa tôi đã ăn một nắm Thực ra lúc ấy tôi rất muốn chén hết luôn cả nắm này Nhưng Bin giữ lại Tôi mân mê phần cơm trong tay Cảm thấy nửa của mình to hơn của Bin nhiều quá Liền bẻ đôi đưa lại cho Bin Bin có tay lại Miếng cơm rơi xuống đất Tôi vội nhặt lên Ấn vào tay Bin lần nữa Nói Mình không đói Chô cha Tôi ấn anh quá Tôi đã hết căng thẳng cảm thấy buồn cười khi chợt nghĩ tới cách xưng hô lúc em, lúc tôi của Bin. Một loạt đạn lửa vọt lên phía trước mặt, sau mới nghe tiếng nổ. Hình như phía ấy là ấp hay đồn gì đó. Bin loay hoay cho miếng cơm tôi vừa đưa cất vào túi. Một là chờ anh miết và thằng con lơ, Bin nói thêm. Hai là anh cứ ngủ chút chút, em gác cho. Trời à, lại còn thế nữa. Tôi ngồi duỗi chân, gách nòng súng trên vai, bụng muốn hỏi Bin thêm vài điều nữa nhưng mà có hỏi thì cũng thế và tôi lơ mơ chập mắt trong thứ âm thanh bùm xẹt cùng thứ ánh sáng lờ mờ của vùng đồi lúc xúc cho tới khi bin lay tôi dậy thì hình như tôi đang ái và tôi choàng tỉnh nhận ra bóng thằng con lơ và anh miết đứng liền bên tôi sốc thắt lưng xách súng đứng dậy cảm thấy mình đã thành thục các động tác thằng con lơ đầu đội mũ tai bèo hình như cái mũ này của anh du hắn đã được đi giày nhưng vẫn tay không ánh đèn pha trên đỉnh núi giáo giết rìa xuống nhìn theo vệt sáng ấy tôi chỉ thấy loang loáng những chòm đồi. Tiếp trên cao có mấy đốm đèn đỏ nhấp nháy, một lúc sau xả thấp dần xuống rồi tiếng rít rất căng của động cơ. Sau này tôi mới biết ánh đèn pha ấy chiếu xuống nhằm bảo vệ sân bay cây me, căn cứ quân sự, sư đoàn không vận số y của Mỹ ở An Khê. Thằng con lơ có vẻ như đã quen với những cuộc đi thế này. Hắn khoác một cái bao tải không sau lưng. Tôi chợt nghĩ tới một gùi gạo hoặc muối sẽ dành cho hắn lúc trở về và tôi đắc chí cười thầm chẳng là đã đôi lần Bin kể chuyện xuống ấp nhận muối, nhận gạo, lúc về được ăn cơm không mấy ngày liền. Bin khoát tay ra hiệu cho tôi bám sát cậu. Sau tôi là thằng con lờ, anh miết khóa đuôi. Chúng tôi tụt xuống một đám ruộng bỏ hoang đã lâu ngày, đất cứng đanh, cây cỏ mọc tùm lum, bờ ruộng lở lói. Sau đó là một khoảng đất rộng mới cày, đất pha cát mịn. Men theo những dãy sắn, chúng tôi lọt vào một bờ rào khá cao, dây thép gai chẳng chịt bin với tôi tới sát bên cậu cậu ghé sát tai tôi nhắc một là có tới ấp đây rồi hai là lỡ gặp địch tôi bắn trước anh mới được bắn đó nghe tất nhiên rồi sao anh run thế không không sao tôi chợt quay lại không thấy thằng con lơ và anh biết đâu bin đoán được nỗi lo của tôi cậu nói thêm mình lo nhiệm vụ của mình thôi anh bin ạ à. ừ nhất định rồi tôi hấp hoảng nói Bin ấn tôi ngồi nép sát bờ rào. Cậu trườn dần người lên quan sát. Tôi cảm thấy toàn thân run bắn và tôi đã cố cắn chặt răng, tự kiềm chế. Bỗng Bin lại ra hiệu bò theo cậu. Tốc độ nhanh dần đến một cái rãnh cỏ dày đặc, bước xuống buồn và nước ngập tới đầu gối. Mùi thối ngùn ngụt bốc lên. Bin ngậm miệng khùng khục ho. Hình như trong mớ côn trùng như chấu ném vào mặt có một con đã kịp sọc vào họng cậu. Nhưng rồi cơn sặc ấy cũng qua nhanh. Bin mở tốc độ theo cái rãnh phân, Càng tiến sâu vào càng đặc dần. Chúng tôi đã ở giữa một khu vườn, toàn mít là mít. Phía dưới mít dày đặc dứa, cua tay đụng quả. Bin ngồi chìm trong bụi và rút dao găm. Chỉ nghe doạt một cái, cậu đã ấn vào tay tôi nửa quả dứa thơm lừng. Tôi chưa kịp gặm xong miếng dứa thì bin đã ấn tay tôi vào giữa quả mít to, chín nũng. Tôi bốc mít ăn, thực ra chẳng biết ngon nghẻ gì. Nhưng rõ ràng cơn run biến mất tiếng chó bỗng sủa rộ lên cách chỗ vườn chúng tôi ngồi cỡ chừng vài trăm mét. Tôi nâng súng, ép người vào cây mít chờ lệnh. Bin ghé tai tôi, nói nhỏ. Không phải địch đâu. Anh miết vào thằng con lơ đó. Thế à, bây giờ mình làm gì? Bin giật cành mít xả trước mặt, chặt đưa tôi và cậu kéo một cành rào chạy ra khoảng sân trống. Tôi không kịp hiểu, không kịp quan sát gì nhiều, chỉ đủ thời gian nhận ra chúng tôi vừa chạy vừa khua cho chó sủa quanh những ngôi nhà sàn thấp lẻ tè cửa đóng im ỉm chó chạy tán loạn sủa dữ dội đột nhiên bin dừng trước sàn cửa một ngôi nhà có lẽ to nhất anh nhảy lên đập cửa đi nhà nó đó vì thiếu kinh nghiệm nên tôi đã bị ngã bộ trưởng khi đu người trèo lên sàn cửa nhưng rồi tôi cũng leo được lên tôi thoáng nhận ra chỗ cửa che một chùm lá tươi và tôi cầm chùm lá đập vào cánh cửa phân nứa mở cửa ra cách mạng đây mà mở cửa ra cái câu này tôi đã nhầm đi nhầm lại suốt cả chiều rồi cách mạng yêu cầu gia đình mở cửa tôi nói rất to có tiếng khóc oe oe của trẻ sơ sinh và sau đó là tiếng rầm rập chạy trong sàn nhà tiếng then mở lục cục tôi chĩa súng vào mặt người đàn ông vừa hé cửa ra hắn quỳ thụp xuống tôi đạp mạnh cánh cửa phên nứa và nói to có phải anh là nhép hay nhớp không già dạ. già dạ. cách mạng yêu cầu anh ra ngay ngoài kia để học tập già dạ. già dạ giả cái gì? Khẩn trương lên. Tôi dựng tóc gáy, nhảy giật lùi lại khi nghe tiếng khóc rẽ của đứa bé và sau đó là người đàn bà còn rất trẻ vừa ôm chân tôi vừa ôm đứa bé van lạnh. Tôi chưa kịp dãy ra thì một bà già tóc xóa cũng đã kịp ôm ghi lấy chân tôi vừa khóc vừa van lạnh bằng thứ. Tiếng nửa kinh, nửa thượng. Tôi không nghe được, nhưng tôi hiểu là họ van xin. Anh nhấp, tôi quát rất to, ra ngay họng súng của Bin chĩa vào người anh ta từ phía ngoài và tôi chỉ kịp nhận ra anh ta mặc quần đùi, cởi trần. Tôi quát to, sau khi gỡ được tay hai người đàn bà, mặc quần áo vào. Ra học tập rồi về ngay thôi. Có im mồm không nào? Trong khoảng vài giây tất cả cùng im phắc. Người đàn ông không thể đoán ra tuổi nhưng rõ ràng vợ anh ta chỉ 18-20 là cùng. Anh ta vì run quá không sỏ được tay vào cái áo bà bà. Tôi đã nói học tập là học tập. Khẩn trương lên tên ác ôn đã mặc xong quần áo hắn cầm hai cánh tay bà già giật giật rồi đến cô vợ của hắn hắn muốn nhào tới ôm cả hai mẹ con cô ta nhưng đã bị tôi dùng mũi súng gạt ra cửa lập tức pin thúc mũi súng vào lưng hắn ẩy mạnh xuống đất còn tôi tôi vội kéo cánh cửa sập lại tôi chạy theo pin trên con đường ra cổng ấp cánh cổng là một mảng rào che lẫn dây thép gai phía trên có một tấm biển gỗ kẻ một dây khẩu hiệu bằng sơn hoặc vôi trắng vừa ra khỏi cánh cổng đã thấy thằng con lơ gùi một gùi gì đó rất to, nhưng có vẻ không nặng lắm. Còn anh Miết đi sau hắn, cũng gùi một gùi nhỏ. Chúng tôi không ai nói với ai lời nào, cho tới khi ra được bụi che khá to ngay bìa ấp. Bin nói tiếng ba na với tên nhớp. Hắn run rẩy ngồi thụp xuống. Loáng một cái, tôi thấy anh Miết đưa cây A15 của anh cho thằng con lờ. Ngay lập tức tôi giật bắn người vì chàng tiểu liên cực nhanh chói lửa và tôi chỉ kịp thấy tên ác ôn đổ nhào xuống. Hình như khi tên Mỹ chĩa súng vào hắn, hắn đã trồm lên định chạy. Tôi loay hoay mãi mới gài được tờ giấy đánh máy bản án tử hình vào áo tên Ác Ôn. Thực ra khi nãy tôi bắt hắn mặc áo là để cho hắn khi chết không phải cởi trần chứ không nhằm vào việc gài bản án này. Đường chạy trở về rừng có vẻ gần hơn lúc xuống rất nhiều. Tôi chạy kịp ba cái bóng lúc xúc trên gò. Phía sau lưng chúng tôi, súng nhỏ nổ rát rạt, tựa hồ như chúng đang bắn đuổi theo. Khi chúng tôi lọt xuống một con suối cạn, hình như không phải con suối lúc xuống, vì tôi thấy con suối này hẹp lòng hơn. Anh biết hạ gùi bào nghỉ đúng lúc pháo địch và cối địch dội dày đặc phía chân gò, ngoài bìa ấp. Anh y ơn đón chúng tôi ở cửa rừng lúc trời vừa sáng. Nét mặt anh hốc hác, đôi mắt anh hùm húp sưng. Có lẽ vì quá lo công việc, và có lẽ đêm qua anh cũng không ngủ. Tôi chợt nhớ bin bảo tôi, tên ác ôn này là người nhà của anh. Anh chìa một tay bắt tay từng người, kể cả tên Mỹ, cái động tác bắt tay hở hứng của anh khiến tôi khó chịu. Anh hạ gùi. Anh Miết và tên Mỹ con lờ cũng hạ gùi. Thì ra đêm qua, trong lúc tôi và Bin kêu thằng ác ôn ra, anh Miết đã kịp gặp cơ sở nhận một bao cát gạo, còn tên Mỹ nhận một gùi to rau cải và cá khô. Anh y ơn mở gùi lấy ra một bọc cơm to cùng hai quả bầu khô đựng rượu cần. Anh bảo liên hoan cơm không mừng chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ. Cứ tưởng có cơm không, cá mỏi khô nướng thì chúng tôi phải đánh bay nhưng chỉ có hai quả bầu khô đựng rượu cần là hết sạch. Tôi cũng uống hai ngụm to. Người thấy nôn nao, chỉ muốn được tắm và rúc vào trong tấm rổ ám khói của giả phới. Cấp trên yêu cầu tất cả về phía sau trình huấn và thu hoạch nương rẫy. Anh y ơn nói tiếng ba nà, sau đó biên dịch lại cho tôi. Diệt xong thằng nhớp coi như phá xong cuộc bầu cử ở ấp bê lây gió. Tôi mừng thầm vì hy vọng về phía sau thế nào cũng được nghỉ ngơi. Bin ra hiệu bảo thằng con lơ san đôi gùi rau để cậu mang cho một nửa. Nhưng tên Mỹ xua xua tay, nhún nhún vai, miếng nói khí giá, khí giá liên hồi. Mấy từ này thì tôi đã thuộc vì nó gần như được dùng nơi cửa miệng. Không sao, không sao. Mày thích thì cho mày không sao, tôi nghĩ. Đến lượt tôi bảo anh biết đưa bao gạo tôi gùi lên dốc cho, anh cũng lại khí giá. Tôi gần như rằng bao gạo ra khỏi vai anh. Không khí mệt mỏi, trầm lắng không cách gì xua đi được. Tê. Ôi có cảm giác những con đường mòn chi chít trong rừng già phủ đầy lá khô được hình thành từ thuở khai thiên lập địa giờ đây đang trở thành những con đường cạm bẫy. Không ai có thể dám chắc phía trước những con đường loằng ngoằng kia sẽ dẫn tới đâu, nếu các chạc bà, chạc bảy không có những cành lá với cái vẻ vô tình huyền bí do chính trí nhớ của những người du kích tạo nên. Anh y ưng cắm cúi bước phía trước, chưa bao giờ tôi thấy anh quay lại coi thử xem anh em đi đứng thế nào. Thằng con lơ lắng đắng bám sau, hình như chuyện đi đứng chuyện đào hầm và cả cái chuyện xả súng khi đêm đều nằm ngoài sự quan tâm của hắn. Cái răng của em hôm nay vừa đau vừa ngứa hung, anh Bin à. Bin dẫn bước lên ngang tôi, nói, anh Bình có mệt nhiều hơn, đưa bao gạo em gùi cho. Không, tôi dứt khoát và cảm thấy vui vui khi nghe Bin xưng em một cách ngọt sớt. Khi nãy mệt lắm, tôi nói thêm, nhưng bây giờ khỏe rồi, tối nay mình nghỉ, mai mốt được về phía sau anh y ương dừng lại trên đỉnh dốc cất tiếng hú mặc cho tiếng máy bay trinh sát đang rì rì lượn trên đầu Bin gỡ bao cát gạo từ vai tôi chuyển qua vai cậu nhanh tới mức tôi không kịp phản ứng có tiếng hú đáp lại từ đâu đó tôi không thể xác định được thì ra suốt ngày và đêm qua tranh thủ lúc chúng tôi xuống ấp anh yong đã dẫn giả phới và những người đàn bà cắt rừng chu aen lui xuống sát bờ một dòng sông lớn theo cách nói của bin ấy là nhằm cảnh giác cách mạng thấy tôi có vẻ không hiểu bin giải thích thêm lỡ có ai bị địch bắt bin bỏ lửng câu nói khi thấy tôi dùng mình tỏ vẻ không hài lòng làm gì đến nỗi thế tôi nói và rất nhanh tôi tự nhắc mình không nên tranh luận không khí ở nơi tạm trú mới thật lý tưởng cho việc nghỉ ngơi sát bờ sông là những vách đá những hang động với những tảng đá lớn trồng lên nhau dễ cây trườn trên đá chằng chịt cùng với những thân cây uốn mình xả sát mặt nước không phải chỉ có mình tôi thèm tắm mà cả tốt xuống ấp nhìn thấy nước đều sáng mắt ra. Chỉ đến lúc này tôi mới nhớ bộ quần áo DUA nhất của tôi đã rách bươm. Quần tướp cả ống, áo gần như chỉ còn lại hai cánh tay. Tôi bảo Bin hỏi mấy chị xem có kim chỉ không. Bin nhìn tôi. Chẳng hiểu vì sao cậu lại lên cơn cười. Tôi lúng túng kéo những chỗ rách túm vào nhau. Coi anh chết cười quá. Bin nói. Lũ đàn bà không có kim chỉ đâu. Anh không thấy họ mặc váy bằng bao cát đại hàn à? nói rồi Bin lấy cho tôi một cái khố. Anh Bin đóng khố cho thành du kích tốt rồi đó. Bin đẩy tôi ngã nhào xuống nước. Chỉ có nước sông mới giúp xóa cho tôi những giọt nước mắt, mặc dù tôi đã cố nén, nhưng nó cứ trào ra. Tôi lặn sâu xuống đáy sông chấn tĩnh. Sát bờ, thằng con lơ và anh miết hì hụi lặn ngụp mỏ ốc. Hắn may hơn tôi vì bộ quần áo của hắn vẫn còn nguyên vẹn. Tôi không ăn ốc, mặc dù bữa tối ốc luộc ê hề, nhưng tôi ngốn một bụng rau cải luộc cơm không, cải luộc, cá khô nướng, muối hầm, một bữa tiệc hoàn hảo, chỉ hôm qua thôi dù có mơ cũng không thể dám mơ. Tôi nem nép ngồi, nem nép đi lại vì ngượng và vì chưa quen với dây khố. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như nó sắp tụt ra, mặc dù Bin đã cố nén cười cuốn cho tôi rất chặt. Thằng con lơ bây giờ có vẻ thoải mái, tự nhiên hơn. Hắn sang sái xúc ốc cho người này, gắp rau cho người kia. Có lẽ vì thấy thái độ lạnh lùng của tôi mà hắn trờn, tôi nghĩ thế. Bây giờ đây, sau cú bắn chóe lửa vào đầu tên ác ôn đêm qua đã củng cố vị trí cho hắn. Tôi nghĩ thêm khi đã nằm cuộn khoanh trên võng. Hình như hắn lại còn được cả uống rượu cần và hát theo những người du kích. Tất nhiên tôi không thú vị gì cái món ấy. Tôi lên võng sớm vì vừa ăn xong là đôi mắt tôi cứ díp lại. Không sao cưỡng được cơn buồn ngủ cộng với mặc cảm đóng khố. Người tôi cứ ở trong trạng thái châm lân. Tôi ngủ ly bì, đến khi tỉnh dậy tôi phải định thần một lúc mới nhận ra mọi người đang chuẩn bị để lên đường. Anh Y ơn gọi tôi và Bin ra riêng một chỗ giao nhiệm vụ đi tiền trạm, nắm tình hình đường xá. Tên Mỹ đứng bên giả phới và tôi đoán ngay ra rằng, hắn là người cống giả trong suốt cuộc hành quân này. Điều ấy thật may cho hắn và may cho tất cả mọi người. Không ai cũng giả phới nhẹ nhàng và gọn nhẹ hơn thằng con lơ, còn giả phới thì khỏi nói. Được ngồi trên tấm lưng dài với hai cánh tay vừa dài vừa chắc của hắn tất nhiên hơn hẳn bất cứ ai hắn được đi giày đội mũ và được bảo vệ an toàn cách mạng có nhiều thay đổi anh y ương nói với tôi và bin hai đồng chí đi trước trinh sát dẫn đường có cảnh giác cách mạng cao cấp trên yêu cầu mình về phía sau tuốt lúa và chỉnh huấn anh y ương nói tiếng kinh rất khó khăn cuối cùng anh cũng phải nói tiếng ba na rồi bin dịch lại cho tôi mỗi câu nói của anh y ương đều là chỉ thị và lần nào anh cũng nhấn mạnh đó là yêu cầu của cấp 159 160 Prevep 10 Nick trên thực ra chưa ai thấy cấp trên cụ thể nào nhiều lúc tôi những tưởng cấp trên chỉ là cái để nói để nhắc nhở đó là một khái niệm nhằm chỉ những công việc quan trọng nhưng tôi đã lầm sự thực thì họ luôn luôn có sự chỉ đạo chỉ hát UA của cấp trên thật bằng chứng là bản án tử hình tên nhóc mà tôi đã tận mắt trông thấy và bây giờ đây chúng tôi được rút về phía sau đâu phải họ tự rút về tôi thấy anh y ương phổ biến tình hình cách mạng rất lâu mọi người chăm chú nghe anh nói thỉnh thoảng cùng ổ lên rồi quay sang nhau bàn tán sôi nổi tôi không tỏ thái độ gì mặc dù thực lòng tôi rất mừng tôi luôn nghĩ tới những quyết định bất thường mà anh y ương chẳng bao giờ để lộ kể cả bin và anh miết cũng thế mọi công việc dường như luôn được tính toán kỹ lưỡng chứ không phải đơn giản như tôi tưởng ấy thế mà lúc nào tôi cũng canh cánh nghi ngờ đang lúc địch đổ quân đóng ra đánh phá khắp rừng khắp núi chẳng lẽ chúng tôi lại dễ dàng được rút về phía sau mà phía sau của họ là gì cái việc giữ thằng con lơ và tôi ở lại phía trước bấy nay tua có đôi chút phiền hà nhưng rõ ràng cả tôi và hắn đều đã chứng tỏ được bằng hành động không phải một lần mà quá nhiều lần đủ để các anh không còn phải nghi ngờ cảnh giác cái lối sống thực dụng kiểu mỹ của thằng con lơ có lẽ chỉ mình tôi là nhận ra mặc dù hắn luôn làm theo mệnh lệnh của các anh như một cái máy kể cả việc mò cua bắt ốc, đến đào hố chôn anh Du và cả cái chấp lửa của đầu nòng khẩu tiểu liên cực nhanh mà anh Miết vừa ấn vào tay hắn. Hắn trao súng lại cho anh Miết ngay sau cú nhấn cò với một động tác cực kỳ cầu thị, rồi hắn xốc cái bao tải rau chạy theo bin như thể hắn sẵn sàng làm tiếp một việc gì đó nặng nề hơn, nếu như có lệnh. Tôi không nhớ là tôi có run không khi gài bản án tử hình vào áo tên nhấp, nhưng tôi đã quên việc bắt loa tay đọc to lên cái bản án mà theo như nhiệm vụ lúc đầu. Bin đã giận đi dặn lại tôi phải làm như thế. Cũng may là cả Bin và anh Miết đều không ai nhắc tới chuyện đó. Như thể chuyện đó không có trong kế hoạch. Cuộc rút quân về phía sau tính ra mất 4 ngày 5 đêm ròng rã. Tôi không thể hình dung được rừng núi chiến khu của ta lại rộng lớn đến nhường ấy. Chúng tôi chủ yếu là leo dốc trong rừng già, ngược theo con sông lớn có cái tên ngang ngang, Đắc La Pà. Đó là một dòng sông nổi tiếng hung dữ. Nhưng cũng có nhiều chỗ bắt gặp một thung lũng dòng sông nở phình ra với những bãi cát vàng mịn, nước chảy hiền hòa, trên mặt nước tràn ngập những cánh hoa vàng rất thơ mộng. Chúng tôi vượt qua không biết cơ man nào thác đá, nơi những con sông dồn sức để lao xuống những cánh rừng đại ngàn. Ba ngày đầu còn vất vả vì máy bay địch, nhưng đến ngày thứ tư thì yên tĩnh vô cùng. Bà con của các làng từ nhiều hướng tụ về trên những con đường mòn chi chít. Chúng tôi tha hổ hú, hét, la, ó. Cảm giác được tự do tràn tới hân hoan không cưỡng nổi. Đó là những ngày hội lớn mà tôi không sao hình dung ra. Niềm vui thú được về phía sau dâng lên đến tột độ, kích thích mọi thành viên của cộng đồng. Ai cũng hú vang. Ai cũng chạy nhảy và ai cũng tóc miệng ra cười. Dưới triển sông Đắc -pa, Đắc La Daklapa, những buổi chiều yên tĩnh tưởng như không hề có chiến tranh, không hề có chết chóc. Chỉ có niềm vui của lũ thanh niên. Họ đua nhau xuống sông bắt cá. Tiếng hát, tiếng cười đùa trêu chọc tràn khắp các triển sông những đống lửa được chất lên ngay trên bãi cát. Mùi cá nướng, mùi thịt rừng nướng thơm đến cồn cào. Những đàn chó săn thon nhỏ lanh lợi chạy lăng quăng. Chúng cũng cuống quyết mừng vui, sủa lên inh ỏi. Cả gà, cả lợn, cả trâu bò, chẳng biết từ đâu, như có phép lạ cùng kéo nhau về. Hình như chúng cũng lây vui. Làng đê chơ giang của chúng tôi chỉ vẹn vẹn có 15 nóc. Nhưng các làng khác, những làng ở trong vùng căn cứ thì đông gấp 4-5 lần. Túa vậy, làng De Chirang vẫn là trung tâm, bởi làng được các buôn làng khác ưu tiên nó có tinh thần bám đất ở phía trước. Chính vì thế mà ngôi nhà rông của làng chúng tôi lớn hơn các làng khác. Tôi không thể hình dung được người ta làm thế nào để leo lên tận nóc lợp mái. Một cái mái nhọn cao vút lên tận đỉnh cao nhất của tán cây đại thụ. Tôi hú theo bin khản cả cổ. Bìn dẫn tôi về nhà. Đó là một ngôi nhà sàn bé nhỏ và tuyền toàn nhất, ngoài bếp than mốc xì và ràn củi vàng ong óng đầy mạng nhện chẳng còn thấy thứ gì. Bin và tôi hì hụi dọn, quét, lau rửa có tới cả tiếng đồng hồ. Bin bảo tôi, tôi ở có mình tôi thôi. Anh Bin ạ, à. tôi không thể hỏi ngay Bin về hoàn cảnh vì lẽ ra tôi đã phải biết hoàn cảnh của Bin rồi. Bao nhiêu lần anh em tôi nằm kề võng tâm sự, vậy mà tôi chẳng hỏi gì tới cuộc sống riêng tư của Bin. Tôi nhận ra tính ích kỷ đáng trách của mình và sau đó tôi đã hỏi anh Miết. Anh Miết kể rằng cách đây hơn một năm cha mẹ và anh sớt của Bin đã chết vì bọn địch càn vào làng. Hồi ấy Bin đã ưng theo du kích ra phía trước rồi. Tôi thầm hứa với mình từ nay sẽ chẳng bao giờ có ý định rời xa Bin. Anh em chúng tôi cất đồ đoàn vào trong cái gùi rách nơi góc nhà. Bin bảo tôi lên nhà rông chơi. Nơi ấy có tiếng chinh chiêng, tiếng hát của cánh trai gái các làng đang chờ đón. Nơi ấy có nhiều cuộc vui không thể thiếu chúng tôi được. Tôi thấy người ta náo nước gùi rượu cần tới. Hàng chục ghè rượu được bày la liệt trên sàn nhà rông, hàng chục ghẻ khác bày dưới sân làng. Mỗi ghẻ rượu được cột vào cây cọc. Giữa sân nhà rông cũng là sân làng, một cây nêu lớn, cao ngất với những chùm tua, những đường viền hoa văn rực rỡ. Hầu hết đàn bà con gái đều hối hả gùi nước hoặc bổ củi. Còn cánh đàn ông con trai thì làm thịt heo, sửa sang nhà cửa, chuẩn bị cho ngày vui lễ hội. Tôi chưa hề có khái niệm gì về những ngày hội hè, nhưng lòng tôi cứ nao nao khấp khởi. Tôi nghĩ nhiều tới sự an toàn của cuộc sống phía sau cứ như trong mơ, tôi đã thoát khỏi chuỗi ngày khốc liệt triền miên trong đạn bom, trong lo sợ. Đôi khi sự lo sợ hoang mang còn trùm lên cả nỗi buồn và khi chết. Tôi thực lòng không phải hạng người ham sống theo lối những cuộc họp kiểm điểm nhau. Ấy vậy mà giờ đây chỉ nghĩ tới sự sống sót của mình, tôi cảm thấy sướng run lên vì những ý nghĩ an phận. Rằng sự có mặt của tôi giữa dân làng giờ đây không còn là sự kiện gì quản ngại cả. Rằng tôi đã học nói được đôi điều cần thiết để tránh sự hiểu lầm. Và rằng tôi không còn là đối tượng khiến bà con anh em phải cảnh giác nghi ngờ. Tôi thầm khao khát có một ngày nào đó, tôi và Bin cùng chu a .N. về một đơn vị chủ lực, tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho Bin. Tôi và Bin lại được anh y ơn yêu cầu vào rừng săn bắn, kiếm con thịt to cho làng. Chúng tôi hăm hở sách súng lên đường trong ánh mắt chiều mến của bà con, nhất là của các cô gái. Họ đã chuẩn bị sẵn cho chúng tôi đủ số gạo, muối ăn trong 10 ngày. Bin bảo tôi, tôi với anh Bin có thi đua chuyện săn bắn nhé. Tôi siết chặt tay Bin, tự hứa với lòng mình, chuyến đi này sẽ trổ hết tài năng, khai thác hết nó để lập công, góp vui cùng bà con. Được thôi, tôi nói tiếng ba na. Hãy đợi đấy. Bin toát miệng cười, khen tôi đã biết nói tiếng ba n a r có giỏi. Có phải tôi gặp may không? Mãi sau này, khi tôi trở thành tay súng từng trải trong việc săn bắn thú, tôi vẫn cho rằng đó là cuộc đi săn có ý nghĩa nhất nó khẳng định được tôi là tay súng có tài và có bản lĩnh mặc dù tôi chỉ nhăm nhăm cố gắng làm sao vui lòng được dân làng biên chỉ cho tôi cách nhận hướng phòng khi có chuyện bất chắc còn biết đường mà về chúng tôi mỗi người đi mỗi ngả sự huyền bí của rừng già sẽ là nỗi kinh hoàng lo sợ nếu ta chưa biết gì về nó dù sao tôi cũng đã lặn lội suốt ba tháng trên đỉnh trường sơn và nhất là những ngày qua có thể nói tôi đã trả giá cho nó xứng đáng tôi cảm thấy tự tin ngay từ những bước chân đầu tiên, sau khi hai anh em cùng đứng trên chóp núi, cất tiếng hú chia tay. Cứ vài chục bước dẫn sâu vào vùng rừng hoang dã, tôi lại bẻ một cây con theo hình rích rắt để lúc quay về khỏi mất công tìm đường. Những ký hiệu vùng rừng trông thỏ tôi đã thuộc lòng. Có cái gì đấy phấn khích tâm hồn tôi, khiến tôi chưa hề có ý định lao ngay vào cuộc. Tôi leo lên đỉnh một dãy núi lớn, bỏ hết đồ đoàn xuống, vươn vai, hít thở, cảm giác lạc quan lâng lâng kích thích tôi. Tôi bắt loa tay, có người hú lên một hơi rõ dài và sau đó lắng nghe tiếng vang vọng của chính mình truyền nhau. Tôi chờ nghe tiếng bin hú đáp. Tiếng hú của bin đã hun hút lắm rồi. Cứ thế, chúng tôi hú chào nhau có tới 3 bốn năm lần. Tôi tự thấy mình là nhà thám hiểm và tôi nằm gách đầu lên một rễ cây lớn lim dim thả tâm hồn ngược về với những cánh rừng hoang trong chuyện thần tiên thời thơ bé mà tôi đã đọc. Nơi ấy có những con tê giác khổng lồ, những con nhện danh ma và những đàn voi hung dữ không một dấu chân người. Nơi ấy có những con kỳ nhông hóa thạch và những đàn bươm bướm cánh to như cánh buồm cùng những bông hoa ăn thịt nở ra, cụp vào. Nơi ấy có những đàn bò tót và những con lợn lòi. Và không hiểu sao tôi lại nhớ tới cô bé quàng khăn đỏ, nhớ cô bé lọ lem, nhớ bảy chú lùn cùng những viên sỏi tinh khôi bỗng dưng hóa ngọc. Tôi thiếp đi trong lung linh của tuổi thơ, quên biến những tai họa bất thường mà cuộc chiến đã từng ập xuống tôi mơ thấy tôi được nàng tiên cá nâng lên nổi dập dềnh trên mặt nước trong leo lẻo, đón vất những cánh hoa rừng ảo ạt trôi. Tôi thấy sắc những con vờ bay ngơ ngẩn tan trong sương sớm. Và cánh diều bé xíu của tôi nhí nhành trao cùng hàng trăm cánh diều bè bạn trên khoảng không bao la của đồng quê. Tôi chạy băng băng trên những gốc giả, dạ, bờ đê, và sau đó là con trâu sứt mũi, cổ si, lao vào húc nhau với con trâu mình chắm, sừng ấu. Đất đá tung mù mịt trong tiếng hò la cổ vũ của bọn trẻ đống lửa dơm bị gió tạt vèo vèo. Và tôi lại thấy tôi vắt vèo lưng trâu nghêu ngao hát bài hát ngược, bao giờ cho đến tháng 3. Ếch cắn cổ rắn tha ra ngoài đồng. Tôi thấy tôi được bay lên cùng đám giấy hồng điều thầy tôi phơi ngoài sân chuẩn bị cho mùa câu đối Tết. Thầy tôi vung bút vẽ chữ nho, nét chữ như mây, vương cả vào tròn tóc phất phơ của tôi. Tôi cười như nắc nẻ khi thầy tôi luồn tay vào nách củ củ Tôi ngơ ngác tỉnh trong trạng thái đê mê đầy nuối tiếc đã lâu lắm rồi tôi không có thời cơ để nhớ nhà, nhớ tuổi thơ đầy ngẫu hứng giữa thiên nhiên. Tại sao giấc mơ lại chỉ ngắn thế nhỉ? Và tại sao đó chỉ là giấc mơ? Tôi cố níu nó lại, mặc dù giờ đây tôi đã hoàn toàn tỉnh táo, nhận ra tôi sẽ phải làm gì. Tôi khóa súng, khoác bồng lùi thủi tụt xuống khe sâu tìm chỗ treo vọng. Chợt tôi thấy bụng đói cồn cào và tôi bắt hăng gô nấu cơm. Tôi nâng súng nhắm bắn chú chim cu lẻ loi và tôi chợt buông súng, nghĩ, biết đâu chính chú chim kia cũng đang ngẩn ngơ nuối tiếc cánh đồng cho mãi tới sau này thỉnh thoảng nhớ lại tôi vẫn thường hỏi chú chim ấy bây giờ liệu có còn không thế là tôi ních một bụng cơm không với một khoái cảm giống như mình là nhân vật chính trong pho truyện cổ tôi không cảm thấy lo lắng buồn phiền không gợn chút băn khoăn vội vã tôi đang được tự do và tôi tận hưởng nó vị ngọt của cơm không sau một thời gian dài xa vắng giờ đây còn ngọt mãi thơm mãi trong trí tưởng tôi đi qua hàng ngàn bữa tiệc có đủ món sau này và tôi lại leo lên võng hy vọng giấc ngủ kia sẽ trở lại nhưng tôi đã ngủ vùi khi tỉnh dậy cảm thấy thoảng trong không gian mùi thuốc bắc lẫn trong mùi lá cây có tiếng nước chảy và tiếng chim rừng díu gian tôi lim dim nghĩ ngợi trong khoái cảm được bình yên tự thả mình trong quái bồng bềnh thực ra tôi chả nghĩ ngợi gì chỉ biết rằng tâm hồn tôi đang được thả nổi không có sợ hãi không có tuyệt vọng chẳng có chiến tranh sự buông thả tạo nên cảm giác không có thời gian, không có không gian. cái khoảnh khắc hạnh phúc thiêng liêng ấy bị đánh thức bằng một trận mưa rào bóng mây. tôi chỉ kịp cuốn võng, ôm đồ đoàn chùm kín áo mưa. trời không cho tôi ngủ, không cho tôi buông thả. trận mưa hình như chỉ để nhắc cho tôi trở về với thực tại nên tạnh rất nhanh. tôi nhận ra trời đã xế chiều, lòng chạy ghen với chú chim cu khi ngước lên vẫn thấy chú thả nhiên rìa lông âu yếm bạn tình. Chúng không còn coi đất trời và sự có mặt của tôi là gì, trong khi chính tôi mới là kẻ lẻ loi đích thực. Tôi dừng súng ngắm. Quả thật, nếu tôi bóp cỏ thì chính tên chim cu kia sẽ phải trả giá cho sự chiêu ngươi của hắn. Nhưng thoáng trong ý nghĩ thơ trẻ của tôi mách bảo với tôi rằng, lỡ không phải hắn mà là ả à, chim mái cả tin kia, thì thật oan uổng cho hắn quá. Thế là tôi nhắm vào chạc ba phía dưới đôi chim. Nơi ấy có một đốm trắng, để thử súng để cảnh báo những kẻ hưởng thanh bình tự do một cách quá tự nhiên chủ nghĩa kia. Thế đấy, phát súng của tôi trúng đích. Tôi khoái trá nhìn rõ sự hốt hoảng của cặp chim bay bốc lên nháo nhào, mỗi con một phía. Tôi thít lại dây khố, kiểm tra lại bồng rồi nhắm trên dốc, hướng lên. Tôi thầm cảm ơn những đá mây súng nước đã tạo nên trận mưa bất thường đánh thức tôi dậy. Và tôi đi mê mải. Thảm lá rừng bị nước mưa xẹp xuống êm dịu dưới chân tôi. Một bầy khỉ nhảy ào ào trên đầu kêu chí chóe. Chúng đu người, lăng cật lực giữa các vòm lá. Có con chạy quýnh quáng, phóng vọt lên ngọn cây cổ thụ, rồi hau háu nhìn xuống. Có phải chúng cũng đang hứng khởi vì trận mưa vừa rồi và biết rằng tôi không thèm bắn chúng. Rõ là loài khỉ khôn danh vật chẳng biết điều. Tôi ước chừng bầy khỉ này có tới hàng trăm con. Tôi mơ mộng nghĩ rằng, giá chúng khôn ngoan một chút, tôi sẽ làm vị chỉ hát UA của chúng. Vậy mà chúng lại bẻ cành bứt trái rào rào, nhìn tôi thậm chí có con lao xuống gần tôi kêu lên trêu chọc, đùa bỡn. Tôi quỳ xuống, dương súng lên dọa. Chúng nhân nhơn gãi bụng, gãi phần dưới cơ thể một cách ngu độn. Không hiểu rằng cây súng trong tay tôi là sứ giả của tử thần. Sự hồn nhiên trước cái chết của loài khi tạo nên một tình cảm rất là lùng trong trí tưởng tôi. Tôi hạ súng, hù dọa chúng bằng những động tác kỳ quặc khiến chúng khiếp đảm nhảy túa lên cao, túm tụm nhau trò chó nhìn xuống. Tôi cố tìm cho ra con khỉ đầu đàn, nhưng không thấy tôi mà phát hiện ra nó nhất định tôi phải nói chuyện với nó bằng súng có thể tôi cũng chỉ bắn dọa thôi nhưng không thể để quân tướng của nó dám hỗn hào với tôi như thế ý nghĩ ngộ nghĩnh ấy kích thích trí tò mò của tôi và tôi lẹ làng nằm ép mình xuống lẹ làng bỏ vào đám bụi um tùm hướng lên vòm cây cao nhất quan sát đám đông những con khỉ đang ngơ ngác động tác giả như rình mò bí mật tạo nên không khí lo sợ hoang mang cho chúng hình như có một mệnh lệnh nào đó lập tức truyền lan khắp bầy. Chúng choe chóe gọi nhau vọt hết lên cao rồi rất nhanh tan biến, tịnh không còn thấy bóng dáng một con nào. Sự kiện ấy cứ ám ảnh tôi mãi. Thiện chí của tôi đối với chúng chẳng nói lên điều gì, mà ngược lại, gây ra sự hiểu lầm tệ hại. Chính tôi trở nên cô đơn, hỗn hụt như một vị khách bị chủ nhà bỏ rơi không thèm tiếp. Tôi lùi thủi bước trong bóng chiều, hờ hững với những con thú nhỏ hoảng hốt khi chúng phát hiện ra tôi rừng im ắng hạ mình xuống trong khi tôi lâm vào trạng thái mơ hồ. Mãi tới khi tôi chợt nhận ra mình đã lọt vào một thung lũng rộng lớn với vô vàn những thảm lá mục mới bị ủi tung, không biết cơ ma nào là dấu chân lợn rừng. Tôi theo dấu chân chúng hướng chiền núi, chuyển dần lên. Tôi lợi dụng những gốc cây lớn, những ụ mối, những tảng đá, bò, trườn, nhảy êm, không vội vã nhưng rất khẩn trương. Có một sự hối thúc vô hình nào đó kích thích niềm say mê của tôi và tôi chỉ kịp nhận ra trời sắp tối rồi. Tôi ngồi lom lom quan sát, cảm thấy đâu đó. Phía dưới kia có tiếng nước chảy róc rách, tiếng gà rừng sao sắc bay. Tôi ép mình sát thân cây, nhận ra phía bên kia hẻm núi, một đàn lợn con lún cún chạy xuống cùng con lợn mẹ dài thượt. Tiếng hộp của nó gây nên chấn động mạnh cho cả cánh rừng vốn yên tĩnh. Tôi phỏng đoán hướng bầy lợn đi và chưa lẻ, tính sẽ phục đón ngang sườn dốc. Chợt tôi phát hiện phía trên tiếng ép của bầy lợn con. Một con vật đen chuỗi, lầm lì đi nghiêng, cách tôi chừng ba chục mét tôi khéo léo nằm sát đất kê súng lên dễ cây xăng lè dê mũi súng theo con vật tôi tự nhắc mình bắn điểm xạ ba viên một cái bóng đen cứ đi chéo xuống tôi mở khóa an toàn súng chờ tôi không đủ kinh nghiệm xác định đó là con gì tất nhiên không phải voi và hổ con vật vẫn chậm rãi đi nghiêng con gì nhỉ tôi tự hỏi chả lẽ là tê giác hay lợn lòi tôi nhắm đúng nách con vật khi nó vừa ngó nghiêng ngửa cổ lên và tôi lấy cỏ khẩu súng bật văng ra cùng lúc con vật dựng đứng hộc lên hung hãn rồi lao dầm rầm xuống dốc tiếng cây đổ cùng tiếng hộc dữ tợn của nó làm xáo trộn rừng già dạ, tiếng lợn con và tiếng các loài thú khác kêu nhảy tao tác tôi bàng hoàng xoay quanh gốc cây cảm thấy ướt mềm dưới đáy khố tôi tựa vào tảng dễ lớn lấy lại tinh thần rồi cũng tới lúc rừng trở lại yên tĩnh và tôi cũng hết run lúc nãy nó lao xuống sát chỗ tôi nằm cách vài ba mét khiến tôi dựng tóc gáy đúng hơn tôi không kịp phản ứng nếu nó xông thẳng vào chỗ tôi. Những cây rừng to bằng cổ tay ngã rạp, không một vết máu. Chẳng lẽ tôi bắn trượt? Nếu tôi bắn trượt thì nó không dựng đứng lên và lao thí mạng xuống như vậy. Tiếng học đủ biết ít nhất nó cũng bị thương nặng và giúp tôi kịp nhận ra đó là một con lợn độc. Tôi kiểm tra lại nấc khóa an toàn súng. Không hiểu sao tôi đã chủ định mở nấc liên thanh, bắn điểm xạ dạ ba viên, ấy vậy mà giờ đây nó lại ở nấc phát một. Thế này thì con lợn chỉ có thể bị thương thật và tôi như người say. Loạn trọn nhắm theo vết cây đổ tìm dấu con thú. Nó nằm vắt ngang trên một tảng đá lớn, mõm trúc xuống nước. Máu loang đỏ luồng chảy con suối. Tôi mừng quính, dương súng lên trời kéo cò rồi chống súng lắng tai nghe. Chừng vài phút sau, từ trong sâu hút của rừng già, có tiếng súng đáp lại. Tôi đặt khẩu súng gác lên mình con vật, đứng lùi ra, ngắm nhìn nó. Rồi tôi sán lại vuốt ve hỉ hà chợt nhận ra chiếc răng nanh trắng nhờn bị gãy khi nó lao xuống suối và phải tảng đá lớn tôi tựa hẳn người vào con lợn tựa vào chiến công kỳ diệu của tôi say sưa ngắm nhìn dòng suối xanh đen có vệt đỏ máu và tôi nhảy ảo xuống đó lặn ngụp cùng với mặt trời đang lặn ngụp xuống rừng già con lợn rừng ấy bị trúng tim và nó chết như thể chỉ đợi tôi đến để dâng hiến đầu óc kiêu hãnh của tôi khi ấy được kích thích tới mức tôi lại nhảy lên co người một chân đặt lên mình con vật dưỡng cao cổ hú lên hét lên mà vẫn không sao thỏa mãn. Tôi bắn thêm ba phát súng nữa, theo lời hẹn trước với Bin và anh Y ơn. Tiếng súng trả lời tôi đã xích lại gần hơn khi nãy. Rừng già có khả năng yên tĩnh tới mức chiến tranh chừng như cũng không khuấy động nổi nó. Con lợn nặng có tới hơn hai tạ, ấy là theo ốc tính của tôi. Người ta xả thịt nó ngay trên tảng đá chia cho mười người gùi. Da nó dày hơn hai đốt ngón tay và trong mình nó có tới vài ba mảnh đạn pháo nó cũng đã từng bị thương từ hồi nào. Trong số những người tới gùi thịt có cô bê Dên hay cười. Cô cười phô cái lợi đỏ vì cô đã cả hết dãy răng hàm trên, theo phong tục, nên non cô cứ ngồ ngộ thế nào. Thực ra hồi mới tiếp xúc với họ, thấy họ cả răng, căng tai, tôi rất sợ. Cái sợ không hẳn là sợ mà nó cứ ơn ớn gai gai thế nào. Nhưng rồi một thời gian quen dần, tôi lại thấy hình như có lý, hình như chính nó tạo nên một vẻ đẹp vừa ngây ngô, vừa độc đáo, hay hay. Cái độc đáo hay hay ấy tôi không giải thích được, vì giờ đây, mỗi lần thấy Biden tõn tẽn cười, tôi thấy cô thật đáng yêu. Cô có một vẻ đẹp rất riêng, rất khó giải thích. Nó chứa đựng một ý nghĩa đặc biệt lạ lùng trong cảm giác và tôi chỉ biết nói rằng, nếu thiếu nó, hẳn cô không thể duyên dáng được như thế. Tôi đã cố hình dung nếu bê dên để nguyên hàm răng trắng khi cô cười sẽ vô duyên thế nào. Bê dên ở trần, thực ra cô mặc áo lót, một loại áo hai mảnh bó chóc phần dưới ngực và bụng. Nó gần như hở hai phần ba bầu vũ căng tròn và lỗ rốn rất chi tự nhiên. Mãi sau này tôi mới hiểu quan niệm của người Ba Na. Khi còn trẻ, nhất là khi chưa có chồng, vẻ đẹp cơ thể của người con gái phải được phô ra chỉ khi đã có con, người ta mới che lại. Bê dên mặc váy có nhiều tua và những đường hoa văn rất sặc sỡ. Khi cô bước, bắp vế lấp loáng trắng hiện ra rất nhanh và được khép lại bởi đường xẻ chéo phía trước của thân váy tôi lén quan sát cô mỗi lần cô uyển chuyển bước lên bước xuống mấy bậc dốc và hình như cô biết điều đó. Hình như cô cũng thích tôi. Cô bắt nồi nấu cơm và luộc quả tim co lợn rừng cùng mấy thứ như gan. Cật cho những người gùi thịt ăn trước lúc lên đường. Tôi sang sái giúp cô bổ củi, quạt khói. Thỉnh thoảng tôi lại nghĩ ra một câu gì đó, cố tình nói không chuẩn và thế là bê rên đấm tôi thùm thụp Thậm chí có lần tôi chìa cùi trò hích mạnh vào ngực cô. Cô cười ré lên, bảo tôi tầm bậy tầm bạ một cách thích thú. Tôi bảo Bê Dên dạy tôi nói tiếng Ba Na, rồi tôi chỉ vào tay, vào chân, vào lưng, hỏi tên các bộ phận trên cơ thể. Cô chăm chú phát âm và tôi cố tình phát âm chệch. Tôi lừa lúc cô cúi xuống thổi lửa, lúc đám đông mải mê xẻ thịt dưới suối không ai để ý, bảo giản tiến sát vào cô, chộp tay vào bộ ngực đầy ứ và căng cứng. Cô rẽ lên rồi túm đầu tôi, đè ngực lên vai tôi, véo rất mạnh tay tôi. Tôi thừa cơ chụp ngực cô lần nữa và cô đấm tôi mấy quả đau điếng. Cô cũng nói được ít tiếng kinh nhưng giọng cô rất cứng. Cô vớ được nhánh củi, đánh mạnh vào cánh tay tôi hồn hền nói. Tầm bậy tầm bạ cái tay này, ưng đi công tác trong ngực người ta. Tôi trở nghiêm mặt, tự đánh vào cánh tay, nói theo, bằng thứ tiếng ba na ngọng nghịu của mình. Tôi lốt ngan cứ cá này, đánh chết cái tay hư này. Thực ra đó là lối chữa thẹn rất trơ chén của tôi. Nhưng cô lại không nghĩ thế, cô sợ tay tôi đau nên giật rất mạnh nhánh củi, khiến tôi bị hụt loạn choạng đổ nhào vào người cô. Chúng tôi cứ đùa bỡn như thế trong suốt thời gian chờ nổi cơm chín. Và tất nhiên, những người xẻ thịt dưới suối kia chẳng thể nào biết được trò ma mánh của tôi. Tuy nhiên, khi có ai đó ngẩng lên, nói điều gì với đừng là tôi rất nhanh ngồi thu lại ra vẻ như đang làm gì đó. Cuộc sống kể ra cũng thật lạ lùng, nhiều lúc cứ tưởng như đã là may lại hóa ra rủi, và ngược lại, cứ tưởng là rủi lại hóa ra may mới hơn một tháng trước đây đời tôi tưởng thế là tuyệt vọng là hết cả đường đi lẫn lối về vậy mà giờ đây tôi lại được sống thế này vui thế này tôi nghĩ thế và tôi mỉm cười bù đần chợt thấy tôi tự dưng ngồi im rồi lại chợt thấy tôi cười cô bảo anh Bình có cười một mình nhé không được tốt đâu tôi biết cô muốn gì và tôi lại tán bằng tiếng ba na ông bắt cái miệng mình cắn cái miệng bê rên quá bê rên lườm tôi rồi chợt đứng lên vẻ ngơ ngẩn tôi đứng sát trước mặt cô bỗng cô đỏ mặt cầm cánh tay tôi rồi rất nhanh đẩy mạnh tôi một cái khiến tôi không kịp phản ứng cô hất mạnh tóc tung váy chạy xuống bờ suối tôi sững sờ nhìn theo cô rồi lững thững bốc theo cô không xuống chỗ mấy người xẻ thịt mà rẽ xa một lối khác tôi khấp khởi chạy cố đuổi kịp cô tôi chột tay bê rên và cô ngả người vào thân cây gì đó rất to tôi liều lĩnh ôm cô đòi hôn nhưng cô vùng vẫy rất mạnh khiến tôi sững lại cô đẩy được tôi ra và tung váy chạy ngược trở lại bếp lửa tôi vừa tiếc vừa sợ vừa cả ngượng nữa gió là điên khùng vớ vẩn chợt tôi phát hiện được lùm trẻ dây và tôi hí húi hái trong một tâm trạng chẳng ra gì tôi đem nắm lá trẻ dây xuống suối rửa nhằm che đậy vẻ mặt ngỡ ngẩn của mình nhưng lại thấy không ổn vì tôi run quá tôi cố chấn tĩnh cầm nắm lá hướng về chỗ mấy người xẻ thịt hình như chẳng ai biết gì chẳng ai để ý tới nét mặt thốn thờ của tôi và tôi yên tâm trở lại Tôi nói với mấy người xẻ thịt rằng, ăn thịt con lợn xong mà uống thứ chè dây của tôi thì rất là tuyệt. Rằng nước chè dây làm cho mắt người sáng ra. Rằng chính chè dây đã giúp chúng tôi vượt trường sơn sơn tỉnh táo trong những đêm qua các trọng điểm. Tôi được anh y ơn trao cho bộ đồ quân giải phóng bằng vải gabardine xanh biếc, mới toanh. Anh bảo phần thưởng của du kích tặng vì tôi bắn được con heo to. Tôi súng xính trong bộ đồ mới. Thế là tôi hết phải đóng khố hết phải cởi trần và nhất là từ nay tôi không còn phải khó chịu vì gai cào ngứa ngáy nữa. Làng náo nức chia thịt heo về cho các bếp. Mỗi người được một sâu to. Tôi và Bin cũng được mỗi người một phần. Mặc dù Bin bắn được hai con trai choai, Bin bảo tôi. Anh Bin có thành tích to hung đấy. Tôi bắt tay vào xào nấu và nướng thịt. Bà con súng đến xem rất đông. Để thỏa chí tò mò của dân làng, tôi và Bin đem hết các món vừa làm xong cho mỗi người nếm một vài miếng tôi bày cho họ cách làm trà lá lót cách xào thịt với chuối xanh cách nấu món cari làm súp ăn với củ sắn lùi cứ ngỡ đó chỉ là một trò vui ai dè bà con ai cũng làm theo tôi bảo bin gọi biden sang ăn chung bữa bin bĩu môi rất dài nói anh ưng thì anh gọi nó mình ghét nó nhiều mà tôi thầm nghĩ trong lòng về cái sự yêu ghét kỳ cục của bin chắc trước đây có chuyện gì đó không hay giữa biden và cậu hình như cậu có ác cảm rất nặng đối với bê và hình như chỉ cần nói tới tên bê Dên đã đủ khiến bin nổi khùng. Tôi quyết định lặng lẽ quan sát, lặng lẽ nghe ngóng. Bữa cơm rốt cục chỉ có hai anh em. Lẽ ra bữa cơm này phải ngon nhất thì mới đúng. Nhưng tôi đã ăn rất uể oải trong khi bin có vẻ, không để ý tới sự uể oải ấy. Sau một lúc cậu đã đánh bay phần thịt của mình, ngước nhìn tôi, hồn nhiên tóc miệng cười. Anh bin không ăn ngon à? Ăn ngon đi chớ. Tôi buông đũa. Mình ớn thịt rồi. Bin ăn nữa đi. Bin ăn hộ phần thịt của tôi một cách vô tư và tôi lại nghĩ, hình như chả có vấn đề gì. Chả có ác cảm và càng không có sự gì quá nặng nề đâu, chẳng qua do tính bin thế thôi. Mọi sự đều chỉ do tôi có tật mà sinh nghi, rồi tự chuốc lấy cái lo lắng vẩn vơ chẳng đáng phải bận tâm. Tôi gạt hết các món ăn vào cái ca mỹ của bin rồi đứng lên, lặng lẽ ra sàn cửa ngồi, như là sự vô tình, nhưng thực ra tôi hóng sang các nhà tìm bóng bê Tôi cứ lẩn vẩn nhớ tiếc, lẩn vẩn hy vọng nhìn thấy cô đi đâu đó ngang qua nhà chúng tôi. Tôi chỉ mong cho trời mau tối. Tối nay làng tổ chức liên hoan mừng vui múa hát và uống rượu cần. Không phải lễ hội gì. Như thế càng hay. Tôi bần thần quay vào nhà vì chả lẽ cứ ngồi hóng một cách lộ liễu quá như vậy. Bin đã ăn xong. Cậu nằm lim dim. Gác chân lên cái gùi rách. Ê a, -A hát. Thấy tôi vào. Cậu ngưng bật. Anh Bình có chuyện gì? nhớ miền Bắc hung à. Tôi trột dạ, té ra nãy giờ cậu ta vẫn theo dõi tôi, té ra chẳng có vô tư tí nào, và tôi đĩnh đặc nói. Không, mình ra xem mọi người tí thôi mà, ớn cho thằng Mỹ con lơ quá, anh Bình à nhỉ đã lâu tôi gần như quên hắn. Tôi hỏi, ở nhỉ, nó đâu rồi? Nó phải ở ngoài tròi giấy coi lúa, ai cho nó vào làng mình. Được, thế sao không trả nó cho cấp trên? Có trả nhưng ai mà khiêng được nó nó làm sao mà phải khiêng trô cha nó sốt bin nói và ngồi dậy nó sốt không phải bình thường đâu bin nhồi thuốc vào ống điếu nom cậu hút thuốc chẳng khác gì một ông già nó mà chết thì chuyện không đơn giản đâu tôi nói bin nhổ nước miếng chin chít chợt cậu ngước nhìn tôi hỏi sao nó cũng biết sốt rét như người mình nhỉ câu hỏi ngây ngô của bin không làm tôi buồn cười mà khiến tôi tự nhận thấy trách nhiệm của mình không thể không có ý kiến với anh Yon, anh Miết. Tôi nắm tay Bin, kéo cậu đứng dậy. Đi, đi đâu? Đi gặp anh Y ơn. Làm sao gặp? Nó đang bận lo tổ chức liên hoan mà. Thế có ai trông coi thằng con lơ không? Có chớ, sao không? Hồi hôm nó sốt nhưng đã đỡ rồi. Cho nó uống thuốc ký ninh rồi. Tôi không biết nên nói thế nào. Thực lòng tôi rất muốn đến thăm thằng con lơ. Không phải vì tôi có cảm tình gì với hắn. Nhưng tôi chợt nghĩ ra, nếu một trong số người đi trao trả hắn cho cấp trên mà tôi được họ cho đi thì hay biết mấy. Đây là cơ hội để tôi có thể tìm được lối thoát ra khỏi họ. Vâng, dẫu sao thì tôi vẫn thích được trở về một đơn vị nào đó, hơn là ở lại đây. Anh Bình có ưng đi thăm thằng con lơ không? Không, bằng sự phản xạ tự nhiên tôi trả lời Bin. Tôi cảm thấy hình như mọi ý nghĩ của tôi Bin đều nghe được. Còn ý nghĩ của cậu tôi chỉ phỏng đoán, mà là phỏng đoán sai lệch tôi tự xác định không để lộ những ý nghĩ riêng tư. Phải hết sức tỉnh táo, tôi nghĩ. Và tôi nằm dài trên sàn nhà, tựa hồi như chuyện thằng con lơ chẳng dính dáng gì tới tôi. Tôi chu miệng huyết một bài sáo. Bin gõ gõ ống điếu vào gọc củi, nói. Anh y ơn bảo chờ nó khỏi sốt thì đưa nó lên huyện đội. Tôi nhồm dậy. Huyện đội ở đâu? Ở trong rừng trong núi chớ ở đâu? Suýt nữa tôi hỏi thêm về huyện đội. Nhưng may mà tôi đã rất nhanh kìm chế được mình không thể nôn nóng trong tình thế oái âm này, tôi tự khuyên và xoay người lại huyết sáo tiếp. Tối nay vui hung đó, Bin nói, anh Bình ưng múa hát với bê dên thì dễ ợt. Tôi ngước nhìn Bin, gặp ánh mắt danh mãnh của cậu. Mình ưng múa hát chung thôi, tôi nói. Biết chung, biết riêng. Câu nói của Bin rõ ràng mang theo những ẩn ý không thật bình thường. Tôi giả như chuyện vặt, giả như một câu chiêu đùa không có ẩn ý gì ngoài sân làng bắt đầu có tiếng gọi nhau, tiếng chân chạy qua chạy lại. Tôi gióng tai nghe, có tiếng chinh trương chập chờn cùng tiếng đàn tơ rừng, tiếng đàn gong dạo rực đâu đó. Bin vùng dậy thắt lại dây khố. Chúng tôi cùng tách ra khỏi nhà. Trên bãi rộng của sân làng một tốp thanh niên đang tập phóng lao, tập múa khiên và tập đi cà kheo. Tôi dừng lại xem. Tôi có cảm giác tôi bị lạc lõng giữa niềm vui của họ. Bin nhập cuộc rất nhanh cậu đã đứng vào giữa hàng trinh chiêng hong hóng chờ cánh tay của một ông già đứng trên ụ mối hơi lên. Nét mặt ông đanh lại mỗi lần hạ cánh tay đen đúa, khẳng khiu xuôi xuống. Hình như ông đang bắt nhịp cho dàn trinh chiêng, tôi nghĩ và lân la lại gần. Không phải bắt nhịp mà đúng là già đang gióng tai nghe từng tiếng binh bong. Sau đó tới bên từng người, gò lờ nờ lắng tai nghe lại từng chiếc. Cánh tay khẳng khiu đen đúa ấy dần như không còn là một cánh tay thông thường mỗi lần chính nó nắn nót gõ gõ vào chiếc chiêng đồng vừa mềm mại lại vừa cứng rắn. Âm thanh phát ra phơn phớt đâu như rất xa vời. Giả nghiêng hẳn người xuống lắng nghe. Đôi cánh mũi phập phồng và đôi tai to chừng như bất động. Những giọt mồ hôi túa trên hai gò má giả nói lên tất cả những gì khó khăn của công việc. Mãi sau này tôi mới biết đó là việc so chiêng dân dã bình thường như hàng trăm hàng ngàn những cuộc so chiêng khác. bong địch, bình bong. Cái âm thanh vừa ngân xa vừa ngắt đoạn ấy dưới sự chỉ huy của cánh tay đen đúa khẳng khiu kia là sự chuẩn bị cho nhịp điệu quyến rũ của cuộc vui sắp tới. ạng ra cầm chiếc dùi trở về ụ mối Ua nghi phát lệnh. Tôi xứng sở nhận ra tôi đã và đang chìm ngập trong vòng xoáy của đoàn người gõ chinh chiêng. Họ gõ như múa. Họ di chuyển như múa vòng quanh ụ mối, vòng quanh ông già và tôi. Tôi nắm đuôi khố của bin, nhảy theo cậu, nhảy theo nhịp điệu kỳ lạ của cổng chiêng tất cả những gì đã diễn ra không còn ai nhớ tới nữa. Cả câu chuyện vặt vãnh thường ngày, cả chiến tranh khốc liệt. Giờ đây chỉ có tiếng cồng chiêng và niềm vui của cộng đồng. Họ hú lên khi cánh tay khẳng khiu của ông già phất mạnh cùng với sự đột ngột ngưng bặt của âm thanh. Ông già nói gì đó với những nhạc công của mình và tôi thấy Bin trao cái chiêng của cậu cho một người mới tới. Cậu tới bên tôi, nói. Anh Bình, mình xuống suối nước coi thử người ta tắm cho bóc phế đi. Thế Bin không ở đây đánh chinh chiêng nữa à? mình phải đi coi nhiều chỗ chớ bin vừa nói vừa nắm tay tôi chạy theo con đường rộng mới được phát quang để xuống suối gọi là suối nhưng thực ra đây là bãi rộng nơi tiếp giáp của một nhánh sông ba với con suối khá to nên khoáng đáng vô cùng chúng tôi không ai bảo ai cùng ngỡ ngàng nhận ra mặt trời đỏ ối đang lững lờ trôi trên đỉnh núi phía bên kia bãi mập mờ không hiểu là sưng hay khói một tốp các vị trung niên trong đó tôi nhận ra ngay có cả anh yong và anh miết họ đang vừa hát vừa khiêng giả phới từ dưới suối lên bãi cát họ đặt rằng ngồi trên một phiến đá lớn như một đứa con nít trong khoảnh khắc vui vẻ một người vung tấm rổ hoa lớn với hai màu đen đỏ khoác lên vai già rồi chừng như đã có sự phân công sẵn hai người hai bên kèm cho anh nít khom người cõng giả phới một kiểu cõng kỳ lạ gần giống như kiệu mà vẫn không phải kiệu tốp người đi theo bỗng nhảy nhót hò hét inh ỏi đến mức tôi nghĩ rằng họ đang làm thủ tục xua đuổi tà ma hơn là dốc một cụ già vừa được tắm lên khỏi biến nước. Giả phới ngồi ngất ngẩm trên lưng anh miết nhìn về phía trước. Nơi ấy có một người vừa đi giật lùi vừa hôi chân múa tay, hát. Thực ra không phải là hát mà là đọc một thứ thần chú gì đó bằng một giọng đều đều, với những câu rất dài và tiết tấu nhanh. Thỉnh thoảng ông ta cúi đầu không hát, không nói mà chỉ ở trong họng một điều gì đó với vẻ mặt rất trang nghiêm ngước nhìn lên giả phới. Đoàn dốc mỗi lúc một đông, hướng tới nhà rông trong ánh đuốc bắt đầu được thắp lên chập chờn giữa không gian thâm nghiêm của rừng già lúc tranh tối tranh sáng. Tôi chẳng biết làm gì hơn là theo đoàn rước lên sàn nhà rông, vừa bắt trước tiếng la của bin vừa làm những động tác ngây ngô theo người này, người nọ, mặc dù không ai để ý. Nhà rông được trang trí bằng những cây cột lớn với những chùm tua rua nhiều màu sặc sỡ. Một dãy rượu cần được xếp đều nhau theo chiều dọc của ngôi nhà. Hai bên trải chiếu hoa, thứ chiếu được đan bằng lá dứa dài rất công phu giả phới được đám rước hạ xuống chiếc chiếu hoa lớn có một ghè rượu. Dân làng không ai bảo ai, tự động ngồi kín sàn nhà. Họ im phát nhìn theo người dẫn đầu đoàn rước cầm trên tay thứ bùa ngải gì đó đặt lên giàn lễ, nói một thôi một hồi. Ông ta vừa ngưng nói, dân làng đồng loạt ổ lên. Anh miết đỡ giả phới còn anh Yong Long Trọng mở lá chuối trên miệng ghè rượu, Long Trọng cắm cần, Long Trọng đặt vào tay già, giúp cho già hút rượu. Mọi người chăm chú nhìn theo, đúng lúc giả phới buông cần thì tiếng cười nói rộ lên. Các cần rượu chỉ chờ có thế, rất nhanh được cắm vào ghè. Tôi được pin cầm tay kéo lên. Tôi cảm thấy mọi người nhìn tôi rất thân thiết và họ đang bàn tán với nhau về sự có mặt của tôi. Tôi chắp hai tay trước bụng cúi chào khiến mọi người cười ồ. Bin kéo tôi ngồi xuống bên giả phới. Giả phới nheo nheo mắt cười, là tôi cảm thấy thế. Rồi hai bàn tay run run của giả đưa ra, giờ lên mặt, lên đầu tôi, dừng lại nơi vết sẹo ở ngực tôi nín thở vì xúc động khi nghe tiếng trầm trồ của bà con và tôi cũng run lên cầm cần rượu ai đó trao tận lòng bàn tay cho tôi tôi quỳ xuống nâng cần rượu cho già già âu yếm hút tôi nhìn bin tỏ lòng biết ơn bin ra hiệu cho tôi đỡ lấy cần rượu đúng lúc giả phới vừa buông ra và cậu nói nhỏ anh uống đi tôi trịnh trọng bụng đầu màu cần rượu đa lên miệng mắt ngước nhìn lên những chùm tua rua. miệng hút thật tử tốn tôi nghe rõ tiếng nước truyền trong ghẻ ròng gióc vị đắng nhân nhẫn thơm nồng và vị ngọt từ đâu đó len lỏi dâng lên, tan vào trong ngực. Tôi hút mạnh dần, mạnh dần, cho đến khi nghe tiếng pin reo nhỏ bên tai, đứt can rồi. Tôi không nhớ tôi buông tay khỏi cần rượu thế nào. Nhưng tôi nhớ rất rõ anh Ion gần như vỗ lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy trong tiếng xôn xao của dân làng. Anh Ion nói gì đó, chắc là giới thiệu tôi vì tôi thấy mọi người đều nhìn tôi, thỉnh thoảng ổ. À có vẻ ngưỡng mộ. Tốt rồi, Bin nói và không hiểu sao tôi ôm chầm lấy Bin. Bin kéo tôi ngồi xuống. Bà con đã cắm cần vào các ghẻ và đã bắt đầu mời chào nhau. Trong khoảnh khắc lâng lâng vì xúc động ấy tôi thoáng thấy khuôn mặt sáng rỡ của bê đâu đó rất gần. Gần tới mức giá tôi mạnh dạn nhoài ra có thể nắm được tay cô. Nhưng tôi đã bị ai đó ấn cần rượu vào miệng bảo uống chung một can. Và tôi đã thủ động làm theo. Tôi nhập vào đám đông, trôi trong đám đông như thế cho tới lúc hình như có ai đó nhấc bổng tôi lên rồi lại thả tôi xuống. Tôi bị cuốn theo những bắp chân, những cánh tay trần và những khuôn ngực đàn ông vạm vỡ. Không hiểu chúng tôi đã rời nhà rông từ lúc nào. Tôi nhận ra đống lửa bốc nguồn ngụt múa may quay cuồng cùng tiếng nhạc cồng chiêng cũng múa may quay cuồng và tôi đã nắm tay ai đó. Đúng là bê dên. Chúng tôi xoáy tròn trong cơn lốc của cộng đồng. Nếu bạn đã nằm mơ thấy mình được bay lên thế nào thì hôm ấy tôi cũng ở trong trạng thái như vậy có khác chăng là thỉnh thoảng tôi đột ngột chứng lại để chấn tĩnh, để tự khuyên mình, tự nhắc nhở mình, rằng chớ có say, chớ có quên mình là người khác tộc, rằng dù sao mình cũng chỉ là khách. Nhưng đó cũng chỉ là những khoảnh khắc chợt nhớ. Nó hoàn toàn chỉ có ý nghĩa trong khoảnh khắc cái khoảnh khắc ấy tạo nên những hành động bản năng sau này. Đúng là sau này nhớ lại, tôi vẫn cứ tự trách mình là đã thoáng nhận ra nó mà sao không tuân theo nó. Tôi luôn có ấn tượng mạnh với những khoảnh khắc lý trí đã bước được một chân vào, ấy thế mà tôi vẫn không làm chủ được mình những điệu múa giản đơn chỉ có bước lên bước xuống tay nắm trong tay đưa lên rồi lại hạ xuống thân hình di chuyển theo một vòng xoáy ngược chiều kim đồng hồ thỉnh thoảng dồn tụ lại thỉnh thoảng tan loãng ra nó nhịp nhàng quyến rũ tôi tới mức tôi cứ tự khổ sở vì sao hôm nay mình lại mặc áo quần lẽ ra tôi cũng đóng khố cởi trần như hầu hết các bạn trai thì tuyệt biết bao nhưng nào có ai để ý tới điều đó cứ mỗi lần ngừng nhạc cồng chiêng là họ xúm lại tôi, lôi kéo mời chào tôi uống. Tôi đã cố uống cầm chừng, nhưng tới lúc chính Bê zen yêu cầu tôi uống chung một can với cô thì tôi không thể từ chối, không thể ma lanh mà cuội. Hơn thế tôi đã hăng lên uống cật lực, không phải một can mà là hai ba can liền. Nếu chỉ có thế thì mọi chuyện đâu có gì quan trọng vì mọi người đều đã bốc lên cả rồi. Cánh chai làng múa đàn gong với những bốc nhảy lanh lẹn vào uyển chuyển. Họ quanh tròn quanh các cô gái, bãi sân rộng lấp lánh ánh trăng. Tôi vẫn còn đủ sức nhận ra vẻ đẹp cường tráng của những vòng ngực trai trẻ và những tấm lưng trần với sức quyến rũ của những dây khố nhiều tua ve vẩy. xòe ra trước hai bắp vế vững chãi di chuyển điệu đàng. Cuộc vui mỗi lúc một chuyển động phức tạp hơn. Con trai con gái trộn lẫn vào nhau. Ai ưng uống nữa thì cứ ôm lấy ghè rượu mà uống. Ai ưng múa hát với ai thì thả sức đưa đẩy, mời chào, lôi kéo. Còn ai thích đùa giỡn thì cứ đùa giỡn. Bê và mấy cô gái xúm vào trêu chọc tôi. Họ bắt tôi tập cho họ nói tiếng con kinh rồi ép tôi phải dạy họ hát bài cô gái vót trông. Tôi nắm tay hai cô cùng một lúc và hát như chưa bao giờ được hát. Họ hát theo. Khi có ai đó hát chật một lời nào đó, lỗi một nhịp nào đó, thế là lăn xả vào nhau mà đấm, mà cấu trí. Rồi phạt uống một can. Tôi lợi dụng những lúc như thế kéo bê áp sát vào người, véo vào cô một cái với một hàm ý hết sức thô tục. Cô cười ngặt nghẽo, đổ hẳn người vào người tôi. Tôi tranh thủ khoáng tay chộp ngực cô. Cô vừa cười vừa đấm lưng tôi thùm thụp. Ở trên nhà rông người ta vẫn đang hát say sưa, Chừng như pin của tôi vẫn còn ở trên đó. Tôi nói với Beren là tôi đi tìm pin. Nhưng cô và các bạn gái không cho. Tôi cố tình rằng ra khỏi tay họ. Cuộc rằng co vật lộn thực ra chỉ để rằng co vật lộn khiến tôi đuối sức ngã quay vào một đống cỏ và tôi đã ngủ vùi trong đó vì say khớt. Khi tỉnh dậy, tôi thấy tôi đang nằm cuộn khoanh trong tấm rổ sặc sụa mùi khói cùng bê Dên và hai ba cô gái nữa. Té ra chúng tôi đã ngủ chung như thế khá lâu rồi. Mấy chàng trai cạnh đó người ê a hát, người ôm ghè rượu lầm dầm trò chuyện, người ngồi bật đàn gong. Tiếng hát, tiếng đàn âm y chập trần tựa như ở quái nào xa lắm chứ không phải sát ngay bên cạnh tôi đây. Tôi hé hé mắt nhìn ra. Một cô gái ngực trần đang xóa tóc thổi đinh, y ơn, đầu cô ngoẹo vào vai chàng trai. Chàng trai có vẻ đẹp cường tráng như một hoàng tử đang ngử hát giọng mũi. Tôi không dám động cựa, chỉ sợ tiếng đi nhi ơn ngừng. Chỉ sợ hai cái đầu mập mờ kia ngừng lắc lư và chỉ sợ tiếng hát giọng mũi kia tắt lịp. Bê rên xe sẽ cựa mình, xe sẽ đưa tay lùa vào trong áo, xoa lên vết sẹo trên ngực tôi. Tôi xe sẽ nghiêng người, xe sẽ lựa thế nắm bàn tay nóng hổi của cô. Tôi cảm thấy người tôi bỗng dưng lạnh toát, cơn run không biết từ đâu dấy lên khiến tôi không thể kìm lại được. Sao lại run thế nhỉ? Tôi đủ tỉnh táo để tự hỏi mình. Nhưng nó cứ run giật lên. Hình như bê dên sợ tôi biến mất. Cô ấp bộ ngực căng cứng vào người tôi. Hai tay ghi chặt cổ tôi lại. Cô khẽ rên lên. Tôi cố lựa thế. Tách được tay bê dên ra và ngồi dậy. Không còn hai cái đầu lắc lư. Không có tiếng gì rầm. Đống lửa than nổ lép bép. Và gió. Gió thổi ràn rạt. Bê dên quảng tay qua bụng tôi níu lại. Đêm lặng phắc thoang thoảng mùi đất mục bốc lên. Giá mà tôi can đảm đứng dậy, can đảm đến trụng thêm củi cho đống lửa than đang ngún khói, đang xì xì đùn ra những đầu củi tươi thứ nước bọt thơm nồng. Hình như tôi đã định làm những việc ấy và hình như tôi đã cố nhòi ra khỏi tấm rổ. Vâng, cái gì tôi cũng chỉ hình như. Cái cõi hình như ấy đã giúp tôi và Bê Dên quấn lấy nhau lén lút vượt ra khỏi đống cỏ có những người bạn vô tư ngủ, để vào sâu trong rừng. Hình như rên còn vơ theo cả tấm rồ và chúng tôi chẳng còn biết trời đất là gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại, hình như tôi đã thành kẻ tội phạm. Tôi bị trói cứng trước khi hiểu được đêm qua, tôi là kẻ xấu nhất trong những kẻ xấu. Hơn thế, tôi là kẻ gieo rắc những tai họa cho cộng đồng mà một người Bana nào cũng phải biết. Tôi bị hai thanh niên lôi về đầu làng, đẩy ngã rúi vào một cây gì vừa hôi vừa ẩm ướt. Người ta súng quanh xì vả tôi, tất nhiên bằng tiếng Bana, dù không biết. Nhưng tôi hiểu rõ tình cảnh nhục nhá của mình. Nỗi kinh hoàng choán ngập lên toàn bộ trạng thái tinh thần và thể chất tôi. Tôi không còn biết làm gì hơn, ngoài việc gục đầu vào dễ cây khóc. Tôi không nhớ tới Beren, không còn tí ti lý trí để nhận thức rằng, trời đã sâm sầm tối. Mãi tới khi tiếng nói của người ta tha thứ tôi mới sực hy vọng thế nào Bin và anh biết, anh y ơn cũng tới cứu tôi. Tôi dồn toàn bộ trí nhớ để nhớ lại sự việc, nhưng sự việc diễn ra hoàn toàn giống một cơn ác mộng. Nó khác hẳn hôm tôi bị bắt bị trói để đưa về hang đá. Hình như tôi đã lạ đi và hình như cơn tuyệt vọng cùng đờn đã đánh thức tôi dậy. Tôi lờ mờ nhận ra bóng ai đó cầm cây đuốc lào đảo tiến tới sát hốc cây, vừa khạc nhổ vừa ư ư hát. Đúng là pin của tôi rồi, pin vẫn còn say mềm. Cậu ném cây đuốc, ngã chuối vào ai đó, đoạn ôm trước bụng một quả bầu khô đựng nước lom khom chui vào hốc cây, ngồi xuống trước mặt tôi. Tôi cố chấn tĩnh ngước nhìn cậu, nhưng vì trời tối quá, tôi chỉ nhận ra cậu đang run rẩy bê bầu nước nâng lên kê sát vào miệng tôi tôi uống nước chảy tràn xuống ngực bin cũng uống rồi cậu ngậm nước phun vào mặt tôi tôi gục vào lòng cậu trong khi cậu dùng dao găm cắt dây chói cho tôi lại có nhiều ánh bước và tiếng người xôn xao có tiếng ai đó quát lên bằng tiếng ba na hai đứa tôi được dìu về nhà tôi không nhớ đêm ấy đã diễn ra những gì chỉ biết rằng khi tỉnh lại đã nằm cuộn khoanh trong tấm rổ rách bên đống lửa than, đầu nhức như búa bổ, miệng khô và đắng. Tôi run lẩy bẩy bỏ tới bên trước gùi có mấy quả bầu khô đựng nước. Và tôi đã lại uống nước như thể chưa bao giờ được uống mải mê như thế. Tôi ngơ ngẩn nhận ra, pin của tôi đã biến đâu mất và tôi gục đầu vào cái gùi, toàn thân lạnh toát, giá rời. Hình như tôi lại ngủ lịm đi một lúc khá lâu nữa. Tôi không nhớ ý nghĩ phải chạy trốn khỏi nơi đây vì sao lại bỗng dưng trỗi dậy mạnh đến giường ấy nó không kịp cho tôi nghĩ thì đúng hơn. Và ngay sau khi nhận ra mình đã tỉnh, tôi ló đầu nhìn ra khỏi nhà, làng vắng ngơ vắng ngắt. Tôi không kịp suy đoán vì sao có sự vắng lặng đến lạ lùng như vậy. Tôi cho rằng đây là cơ hội duy nhất có thể thoát thân, thoát ra khỏi nỗi ê trẻ nơi ngôi làng hẻo lánh tăm tối và vô danh này, rồi muốn ra sao thì ra. Tôi quan sát nhanh và nhanh chóng nhảy xuống sân, cắm đầu cắm cổ chạy theo con đường mòn rẽ xuống một triền dốc sâu hun hút, không vũ khí không lương thực không một thứ hộ thân nào tôi chạy trong mê muội trong hoang tưởng và cả trong sự trống rỗng tôi dãy giụa dữ dội khi bị bật ngửa bằng sức mạnh bất ngờ của một cái dây rừng đột ngột ngáng qua đường cùng những bàn tay ấn dúi tôi nằm sấp trên một thảm lá mục mày không trốn được đâu em ạ à. tôi láng máng nghe tiếng anh miết và ngay lập tức tôi thả lỏng toàn bộ cơ thể cho người ta muốn làm gì thì làm thế là hết tôi nghĩ rất nhanh trong sự tỉnh táo lạ lùng hết cả tình cảm thương yêu lẫn niềm tin tôi cầm chắc đời tôi đến đây coi như là hết. Không còn may mắn, không còn hy vọng gì. Tôi dướng người đứng phát lên, không hề run sợ và tôi đã nhìn thẳng vào mặt anh y ơn, anh miết cùng mấy người nữa. Bỗng dưng tôi có người gào lên, giết tôi đi, giết đi. Anh y ơn cầm con dao quắm, vung tay phất mạnh một cái. Sợi dây rừng to bằng cán dao dùng để ngáng tôi vừa rồi còn đang thòng xuống trước mặt tôi đứt phăng một cái. Tôi cầm bật nhìn sợi dây bung ra, hai hàng nhựa đỏ như máu giỏ xuống tôi ngã quỵ trong tay anh miết anh ghé sát miệng vào tai tôi thét lên không giết rồi anh quay ra nói gì đó bằng tiếng ba na với những người cùng đi tôi ôm chặt anh run rẩy nói em lại anh anh tha cho em em có lỗi em lại các anh anh y ơn gạt mấy người định trói tôi ra cúi xuống lôi tôi dậy tôi không cưỡng lại nhưng rất nhanh phản xạ giơ tay lên che mặt tưởng rằng anh sẽ tát tôi nhưng không anh buông tôi ra rồi bỗng dưng tự đấm vào ngực mình thùm thụp khiến tôi hoảng hốt nhà tới định ôm lấy anh anh miết đã giật tôi ngã xuống đường tôi thấy anh y ương đứng gục mặt vào thân cây đầu đập vào đó vẻ bất lực như thể chính anh đã gây nên tội lỗi trong khoảnh khắc tôi định trồm về phía anh y ương thì anh miết đã lại ấn rúi tôi xuống nó là em gái anh y ương đấy mà anh nói và tôi hiểu ngay vì sao anh y ương tỏ thái độ dữ dằn với tôi đến thế họ dẫn tôi trở lại làng tôi không dám cưỡng lại không dám đòi hỏi gì hơn mặc dù tôi không hề muốn đi theo họ tôi không thể hình dung được cái hình phạt có vẻ ngẫu nhiên ấy lại đẩy cuộc sống của tôi trở nên tồi tệ hơn tôi đã tự bôi nhọ lên không phải chỉ là danh dự của mình mà nó đã xóa sách mọi niềm tin của bà con đối với tôi họ không thể tin tôi vì đây là lần thứ ba tôi vi phạm những điều cấm kỵ rõ ràng cuộc sống ở đây có một thứ luật định mà chỉ có giảng tức là thần linh mới hiểu được nhưng tôi phải hiểu người ta thả lỏng tôi ở một tròi giấy, tự tôi phải biết làm gì cho đúng. Chẳng có con đường nào khác là phải từ bỏ ý định trốn khỏi họ. Không thể trốn và không được phép trốn, cả trong ý nghĩ. Tôi đã lấy máu của mình ra thể. Điều ấy vô cùng thiêng liêng, không phải chỉ với bà con mà đối với cả tôi. Lúc tỉnh táo tôi nghĩ được như thế. Hơn thế, tôi đã tự vạch ra cho mình cả một chương trình phục thiện để hành động, ngõ hầu cứu vãn tình thế. Sự hối cải của tôi không thể chín mùi, nếu tôi chưa thật thành tâm với các dự định ấy tôi như kẻ mộng du trong các ý tưởng của mình đôi khi tủi phận tôi lén nghĩ tới cái chết không thể chối cãi được giờ đây tôi đã là một tù binh một thứ siêu tù bởi vì tôi đang được tự do trong cái kỷ cương siêu hình giữa cuộc chiến khốc liệt tôi nhớ miền bắc nhớ tới mức chỉ muốn gào lên thật to với họ rằng tôi được miền bắc đưa vào đây để đánh mỹ chứ không phải để làm tù binh của họ những cơn suy diễn cuồng nộ đã đẩy tôi vào chốn tối tăm rồ dại của lý trí, chẳng thể hé ra tí tí ý tưởng gì cho rõ ràng, sáng láng. Máu uất dồn hết lên đầu, lên trên cả cái đầu quấn bách làm tôi gục ngã trong mê muội. Tôi vật vã với một sức mạnh ghê gớm của sự yếu đuối và bất lực. Tôi không nuối tiếc, không dám mà như những lần trước. Tôi trở nên bất cần và tôi tự thấy phải hành hạ chính mình cho thích đáng. Sự tự hành hạ cũng đem lại đôi chút thanh thản nó đánh thức phần lý trí còn le lói trụ lại tỉnh táo dần ra trong cái đầu bé bỏng tội nghiệp của tôi khiến tôi càng hong máu hơn tôi tự đập đầu vào cây tự đấm vào ngực tự trói chân lại rồi lăn khỏi sàn căn tròi hôi hám xuống đất vào lúc nửa đêm tôi nhịn ăn có tới hai ba ngày cái cách tự hành sắc bằng nhịn ăn giúp cho con người hoạn nạn của tôi tỉnh táo mọi tố chất về vật chất dường như được huy động giản dị hơn các loại hung hãn khác nó có ma lực cuốn hút tâm hồn con người ta vào cõi mơ mị đầy quyến rũ mà trong đó sự lựa chọn sáng suốt của lý trí hừng lên tựa hồ ta được sống lại một lần nữa giữa tự nhiên tôi không nhớ sau mấy ngày nhịn ăn ấy tôi đã ngất đi như thế nào chỉ biết rằng khi tỉnh lại tôi dường như quên hết những tội lỗi của mình tôi nhận ra sự có mặt của tôi giữa họ không hề mặc cảm không hề có cách biệt tôi từ từ ngồi dậy từ từ dụi mắt cảm thấy trước mặt nhòe nhẹt những bóng người bất động họ đồng loạt ổ lên và tôi nhận ra tôi đang ở trong tình trạng chới với chỉ cần yếu đuối một chút là xa ngay vào cái bẫy vô hình của mặc cảm tôi nguyện miệng cười cố tình không nhìn vào mặt ai thế nhưng tôi vẫn cảm được ánh nhìn mừng vui vô tư của họ có ai đó đỡ cho tôi ngồi tựa vào vách nứa hớt han tạp y phấn khởi quá một câu vô nghĩa buộc thốt ra từ trong tiềm thức của tôi tôi nhận ra sự ngỡ ngàng của họ trước hết vì sự hồi sinh của tôi cùng với sự ngạo mạn vô lối chính vì sự ngạo mạn ấy mà tôi đã chinh phục được họ là tôi nghĩ thế không khí trở nên trang nghiêm khi có ai đó đỡ cho tôi tựa hẳn vào người sự nâng đỡ dịu dàng giống như nâng đỡ cho một sinh linh bé bỏng làm tôi cảm động ứa nước mắt ở đây có chút gì huyền bí của tôn giáo nó vừa lành mạnh vừa thiêng liêng tôi được xoa bóp và được người ta bón cho thứ nước cháo nhăn nhần đắng không hoàn toàn là đắng bởi tôi nghe đâu đó vị ngầy ngậy chua chua lại thoang thoảng mùi thơm thum thùm cái thứ mùi chỉ phơ phất ấy cùng với tiếng hát mập mờ phía bên kia đống lửa quyến rũ tôi. Tiếng hát xa vời tầng như ở bên kia thế giới vọng về vừa u trệ lại vừa phóng đáng. Mày có tốt đẹp rồi, hình như tiếng anh miết văng vẳng đâu đó. Tôi cầm chắc cánh tay anh. Xa bé, anh nói nhỏ, và tôi ngoan ngoãn bê cả cái KUS đựng cháo lên hút. Mồ hôi túa ra, người tôi nhẹ bắn u u minh minh. Không rõ là thực hay mờ nhưng tôi nghe thấp thoáng có tiếng nhạc cổng chiêng não nề từ đâu đó vọng lại. Nó chết rồi, em à, anh Miết nói. Giọng anh ứ lại. Tôi cảm thấy gai ốc nổi lạnh khắp người. Ai? Tôi hỏi. Bê dên chớ ai? Nó ăn lá độc. Hình như tôi đã trồn dậy rất mạnh và anh Miết đã quật tôi ngã xuống. Nếu như không có chị bát, vợ anh Miết ra báo tin Bê dên đã được cứu sống thì tôi không hiểu đời tôi sẽ thành ra thế nào. Người ta phân công anh Miết ở hẳn ngoài tròi dễ coi sóc tôi những ngày ở phía trước thực lòng tôi ít để ý tới anh phần vì anh rất ít nói phần vì công việc của tôi chẳng liên quan gì tới công việc của anh tôi cứ tưởng anh là một trong những người lãnh đạo đội du kích của làng nhưng đến khi rút về phía sau tôi mới hiểu anh chỉ là một du kích bình thường tôi thấy anh suốt ngày cặm cụi đan hết cái gùi này tới cái gùi khác miệng xì xì liên miên một bản nhạc nào đó không ra thổi cũng không ra huyết sáng sáng chiều chiều chị bát gùi đồ ăn thức uống ra cho hai anh em tôi. Tôi thấy anh Miết không tỏ ra vổ vập, thậm chí còn có vẻ bình thường, trong khi chị bát nói liến thoáng. Kết tin bê Dên được cứu sống chị báo cho chúng tôi vào lúc giữa trưa. Chị kể cho anh Miết nghe cùng với. Những động tác khiêng khiêng vấp vắc rất buồn cười, nét mặt anh Miết dạng dỡ chưa từng thấy. Rồi anh quay sang tôi, nói. Du kích khiêng nó không bằng thằng Mỹ con lơ cống. Cống đi đâu? Tôi hỏi cõng vào bệnh xá huyện trên dốc con kinh chứ còn đi đâu. Tôi ngồi thuốn ra một lúc, hình dung cảnh thằng con lơ sốt sắng nắm hai cổ tay bê rên khoác lên vai chạy theo mấy du kích xé rừng đi đường tắt để tới bệnh xá cấp cứu. Việc không trả hắn cho cấp trên quả có tác dụng, nhưng sao tôi vẫn cứ cảm thấy ghét bộ mặt hau háu chờ ý anh y ơn của hắn. Mày được cho cấp trên huyện đội, anh biết nói, anh y ơn ớn mày quá rồi. Tôi không biết nên buồn hay vui, anh biết siết chặt tay tôi, mắt chớp chớp. Lần đầu tiên tôi thấy anh biểu lộ tình cảm nồng nhiệt như vậy. Tôi ôm ghi lấy anh. Nước mắt tự nó tràn ra không tài nào kìm lại được. Sau cái thông báo giản dị của anh Miết, tôi có vẻ như đã trưởng thành hơn về mặt nhận thức, nói theo cách đánh giá thời bấy giờ, mặc dù tôi đã tỏ ra bồng bột lúc nghe tin. Nhưng ngay sau đó, tôi tự chủ được trạng thái tinh thần của mình. Anh Miết luôn là người chân thành và khách quan đối với các hành động của tôi ngay cả những lần quật tôi ngã cũng như cái bắt tay hàm ý chúc mừng vừa rồi nhưng dù thế tôi vẫn phải giấu anh tâm trạng dối bời của mình tôi tự nhủ nếu đúng như lời anh nói thì tôi đã và đang bước được một chân ra khỏi sự thực ê chề còn chân kia vẫn đang ở lại chỉ cần tôi vội vàng một tí là có thể ngã bật ngửa hoặc ngã sấp mặt xuống một sự thực nghiệt ngã hơn chị bát đem tới một con gà và ba lon gạo mới làm bữa cơm có vẻ như để chia tay tôi thản nhiên giúp chị mổ gà anh Miết cao hứng bảo vợ về làng kiếm ghẻ rượu. Nhưng chị đã lôi từ trong gùi ra một quả bầu to và bảo rằng chị đã hút rượu cần đựng vào trong đó. Cứ nói tới rượu là tôi sần ra gà. Không hiểu sao người ta lại có thể cứ uống rượu hết ngày này qua ngày khác được. Tôi đành nói thật với anh Miết là dứt khoát từ nay tôi không uống rượu nữa. Anh hiểu ý tôi muốn nói gì, nhưng anh vẫn cứ ép tôi uống ít ít. Có lẽ do cái vẻ quá chân thành và mộc mạc của anh đã khiến tôi không thể từ chối. Thế em chỉ uống một ngụm thôi nhé. Tôi nói bằng một giọng xúc động bất ngờ, tự nó chào dân, tự nó trận ngang lại. Anh biết rót rượu ra cái ca USDA cho tôi và tôi chỉ uống đúng một ngụm rồi đa sang cho chị bát. Em ưng được ở lại đây, tôi nói. Tất cả những gì dồn nén trong tôi đã khiến tôi thốt ra câu ấy, không hề có sự chuẩn bị trước. Chị bát không biết nói tiếng kinh, nhưng chị nghe được, không phải bằng lời mà bằng linh cảm. Có tiếng lao sao ngoài tròi giấy, chúng tôi cùng xứng lại, nhìn ra. Tôi trột dạ thấy anh Y ơn và Bin cùng tên Mỹ Con Lơ đang rửa chân dưới vòi nước. Chắc họ tới để dẫn tôi đi, tôi nghĩ và cảm thấy cổ họng nghẹn cứng lại. Chả lẽ tôi bị họ nhìn nhận không bằng nhìn nhận thằng tù binh Mỹ, đành rằng tôi có một vài khuyết điểm. Nhưng tôi đâu phải kẻ thù, đâu phải thằng phản bội. Thằng Mỹ xin ở lại được mà tôi thì bị họ đào thải. Không hiểu sao lúc ấy tôi toàn nghĩ tới chuyện phải đưa lên huyện đội là một nhục hình mà quên mất rằng chính tôi suốt những ngày qua chỉ mong được họ chuyển tôi tới một đơn vị nào khác. Bất kỳ đơn vị nào cũng được, nhưng tôi đã một lần nữa hiểu lầm thiện trí của họ. Anh Y ơn và Bin đến để báo tin cho anh Miết và tôi biết rằng, huyện đội yêu cầu cả tôi. Cả anh biết anh Y ơn và Bin cùng tên Mỹ Con Lờ sáng mai phải có mặt để cấp trên giao nhiệm vụ mới, ở phía trước. Cả tên Mỹ, tôi hỏi Bin. Cậu cầm ca rượu uống một hơi cạn rồi nhìn tôi, âu yếm nói. Chô cha, rượu ngon hung có cả tên mỹ nữa chớ anh bị nạn tôi không đủ trí tầng tận để hình dung tất cả những gì sẽ diễn ra đối với mình bởi vì ngay cả huyện đội cứ tưởng là sẽ bề thế hơn có độ tin cậy hơn đối với hoàn cảnh vất vưởng của tôi suốt đêm qua tôi toàn nghĩ tới huyện đội như là một đơn vị chiến đấu có tổ chức có bài bản và tôi sẽ gặp được người này người nọ họ sẽ hỏi tôi những câu hỏi về lý do bị lạc về đơn vị cũ về lý lịch và nguyện vọng rồi thế nào anh Y ưng và Bin cũng phải báo cáo về tôi cho họ nghe, hoặc có thể anh Y đã báo cáo rồi. Họ chỉ việc dựa vào đó mà đánh giá tư tưởng cũng như năng lực, sau đó mới tới chuyện phân công công tác. Tôi nghĩ cả tới số phận của tên tù binh Mỹ. Hắn nhất định sẽ được họ giải lên trên để khai thác, hay nói cách khác là hắn phải trở về đúng vị trí của hắn là một tên tù binh. Ấy thế mà mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Mọi tính toán hồi hộp của tôi trở nên vớ vẩn chẳng có ai chờ đón chúng tôi ngoài mấy ngôi nhà hầm ẩm mốc. dường như đã quá lâu rồi không có ai ở. Mới đầu tôi tưởng anh Ion lầm vì tôi thấy dưới bếp có mấy cô gái đang giã gạo. Họ nói chuyện với nhau bằng tiếng bana rất rôm rả, Thỉnh thoảng nhìn tôi và tên Mỹ, nhưng không có biểu hiện gì đặc biệt. Rồi họ dọn ra cái bàn, đúng hơn là cái dàn làm bằng lê một giá sắn nấu đã đánh tơi cùng một song canh lá sắn chua, một lon muối hầm, đặc biệt có hai có cá chuồn khô được họ nướng cháy thơm lừng bảo chúng tôi ăn tôi rất lấy làm lạ là lấy nhiều gạo thế tại sao họ vẫn cứ ăn sắn không bụng đói nhưng nhìn những thứ bày ra kia tôi cảm thấy họng khô cứng lại thèm một bát cơm không đến cồn cào tôi bảo bin có thể xin hoặc mượn họ ít gạo nấu ăn không thì cậu cười bảo tôi gạo ấy ưu tiên cho phía trước ngày mai phải gùi gạo ra cho anh em đánh địch ăn mình ở phía sau ăn củ mì tốt hung rồi thế huyện đội đâu tôi hỏi đến lượt bin và anh y cùng ngạc nhiên nhìn tôi anh yong chưa bao giờ nói chuyện với tôi đến vài câu anh bỏ vào cái kus của tôi nửa con cá chuồn to và nói một là huyện đội đây rồi hai là tôi nói cho đồng chí rõ cách mạng còn khó khăn hung làm sao đòi hỏi tôi biết là mình không thể nói chuyện với anh ta nên vụt mặt xuống ăn tôi vận dụng hết khả năng thích ứng của tuổi trẻ để nhai những miếng to để nuốt vào lòng cả vị đắng hăn hắt của sắn và câu nói ít thiện cảm vừa rồi thằng con lơ ngồi trồm hổm trước cửa vừa khua thìa rồn ràng, miệng nhồm nhàm nhai, thậm chí hắn còn quẹt muối hầm vào ngón tay rồi cứ thế mút. Hắn gầy sọt so với dạo trước. Tôi thấy hắn thỉnh thoảng bưng miệng, quay ra ngoài có vẻ muốn quẻ. Nhưng rồi hắn lại cố trận chừng nuốt cái miếng nhồm nhòm kia xuống được bụng. Tiếng giá gạo rộn ràng và tiếng nói chuyện rộn ràng của mấy cô gái phần nào giúp tôi bình tâm lại. Bin vừa ăn vừa cầm cái KUS của mình vào trong bếp. Một lúc sau, cậu đem ra một cái nấm muối nướng nóng hôi hổi cho tôi. Cái nấm thơm như một miếng thịt nướng và tôi đã nhờ vào nó mà nuốt được một ca sắn nữa. Anh biết, anh y ơn ăn, cứ mỗi thìa sắn là kèm theo một quả cà đắng, một trái ớt thóc cùng một chút muối hầm. Sau đó là canh lá sắn giá nhừ, húp trực tiếp từ cái muôi làm bằng sắt máy bay vừa dày, vừa to lại xù xì, cáu bẩn. Tôi biết các anh đang thèm rượu, vì chỉ có rượu mới làm nét mặt các anh trở nên tươi tỉnh. Tôi chợt nghĩ tới đêm nay, nếu chúng tôi không phải hành quân tiếp, có lẽ tôi sẽ rủ pin vào rừng kiếm con gì đó về cải thiện. Nhưng tôi lại nhớ ra là, chúng tôi chẳng còn đôi pin nào. Không có pin thì săn bắn cái nỗi gì. Thằng con lơ nhằn nhằn mãi với cái nắp hăng gô sắn. Nhìn mặt hắn có vẻ lơ đến thế nào. Hắn đứng dậy tới bên bàn, dùng muôi lùa trong song canh rồi lại buông ra. Hắn dùng hai ngón tay nhóm muối hầm rắc lên sắn. Sau đó tới bên tôi, có vẻ muốn làm thân. Tôi đứng dậy tránh cái nhìn ấy té ra chẳng có huyện đội nào hết. Huyện đội vẫn còn ở một chốn rất xa xôi, bí mật, mà người ta gọi là phía trước. Theo cách phổ biến lạnh lùng của anh Yong thì chúng tôi đang được huy động vào việc gùi gạo chuyển ra cho bộ đội ta mở chiến dịch to. Suốt đêm hôm ấy anh y anh miết và bin uống rượu với mấy cô gái giá gạo, còn tôi và tên Mỹ treo võng ngủ. Tôi thấy hắn ngủ ly bì, gần như không động cựa. Tôi nhớ có lần bin bảo tôi, khi không có cái ăn ngon thì bồi dưỡng sức khỏe bằng cái ngủ ngon. Cái ngủ ngon chỉ cần thời gian, còn cái ăn ngon khó khăn lắm mới kiếm được ra. Chắc thế nào cậu cũng phổ biến cho tên Mỹ kinh nghiệm này. Tôi thấy hắn chẳng quan tâm mấy tới hoàn cảnh. Đúng hơn hắn có vẻ yên phận. Thế mà tôi vẫn thấy nơm nớp lo. Dù biết là lo vu vơ cũng chẳng được tích sự gì. Tôi buồn ngủ díu mắt, nhưng nằm xuống đầu óc lại cứ căng ra, đành dùng thủ thuật đếm. Tôi đếm từ một tới một trăm, trên cả một trăm rồi trên cả một nghìn. Nhưng miệng đếm mà đầu cứ liên miên nghĩ hết chuyện này nhảy sang chuyện khác, không tài nào gọi được giấc ngủ. Tôi trở mình liên tục, tự khuyên không nhớ miền Bắc, không nhớ gì hết. Nhưng càng cố nó càng chuỗi dậy. Mới đầu tôi nhớ canh cua nấu với rau đay, ăn kèm cả pháo giữa cha hè, u tôi đứng quạt cho tôi và anh ổn tôi ăn xì sụp. Nhớ buổi tối mùa đông rét cắt già, chúng tôi khiêng thùng nước muối nóng tới từng chuồng trâu của cả xóm để vẩy lên dơm cho bọn trâu ăn chống bệnh cước. Tôi nhớ lung tung, cái hôm mấy đứa tôi được anh ổn dẫn đi xem phim bên làng Trúc. Anh tôi hơn tôi 3 tuổi, lúc ấy tôi 14 còn anh 17. Anh cầm đầu tụi tôi trèo lên nóc chùa, nhảy vào vườn rồi luồn qua hàng rào che dân, thứ che nhỏ nhưng ken dày đặc, để ra bãi chiếu phim trốn vé. Nhưng tất cả chúng tôi đều bị du kích làng Trúc tóm gọn. Họ sách tai chúng tôi nhốt vào nhà kho chứa thóc, nóng hầm hập thế mà chúng tôi cũng ngủ được cho tới gà gáy có một sáng kiến của thằng cu lợi rất hay nó xui chúng tôi mỗi đứa ị một bãi rồi lớp thóc lên để chơi khăm lại du kích làng chúc hay bắt nạt bọn tôi tôi đang cố dặn ra thứ láo liếu ấy thì anh tôi phát hiện được tưởng anh sẽ đồng tình ai rẻ anh bắt chúng tôi dừng lại hơn thế anh còn bắt cả bọn dọn sạch vào một góc tất nhiên chúng tôi phải làm theo nhưng đến lúc nghe lách cách mở kho thì chúng tôi đã lén anh hốt trở lại đống thóc rồi thi nhau giả vờ khóc mếu. Mỗi đứa bị nếm thêm một cú quán tai nhớ đời nữa rồi được tha. Chúng tôi cắm cổ chạy về, vừa chạy vừa cười thỏa thuê. Sau vụ ấy anh tôi nhập ngũ. Bây giờ cả bọn đàn em nhem nhúc của anh cũng đã vào Nam chiến đấu, mỗi đứa một nơi. Giá tôi gặp được anh, hay đứa nào đó trong bọn lúc này thì đời tôi hẳn lên tiên. Tôi nhớ gương mặt thằng lợi lúc nào cũng nhe nhét mồ hôi, lúc nào cũng trận trạo với những trò danh mà nó to khỏe và nghịch ngợm nhất làng. Tôi tuy bé loát chót nhưng lại thân với nó, chẳng chịu thua nó một trò nào. Hai đứa tôi thường rủ nhau đi ăn trộm bồng nhà bà tặng để ra dược mã đá bóng, rồi ăn trộm trứng gà nhà bà Len để nghe bà chửi. Chẳng hiểu sao bà Len chỉ sống có mỗi mình. Người ta bảo vì bà đanh đá quá nên không lấy được chồng. Lại có người bảo, hồi trước chồng bà theo gái, nên bà hận đời, thề chẳng lấy ai. Tất cả những điều ấy chẳng quan trọng gì với tụi trẻ danh chúng tôi. Chúng tôi thích trêu bà, thích nghe bà chửi, thế thôi. Bà Len có tài chửi rất dài. Bà sẵn sàng chửi từ sáng sớm tinh mơ tới kẻng hợp tác gọi đi làm. Sau buổi làm, về tới nhà bà lại chửi. Bà vừa nấu cơm, vừa quét sân vừa chửi. Đặc biệt những buổi tối sáng trăng, trước lúc đi ngủ, bà đứng chống nạnh ngoài cổng, vỗ tay, chỉ vào mặt thằng ăn trộm vô hình mà xỉa sói ba đời mười đời nhà nó. Tiếng chửi của bà vang vọng khắp xóm. Chúng tôi nấp ở bờ chè, bọc những bọc phân châu bằng lá khoai nước, ném vào chỗ tiếng chửi. Bà nhảy thách lên, chửi càng hăng. Có hôm chúng tôi rủ thêm vài thằng nữa, đi diễu qua trước cổng nhà bà, vừa đi vừa lần lượt từng đứa gào lên bài vẻ do tôi nghĩ ra, để trêu bà. Thằng lợi mở đầu, ve vẻ vẻ ve, ve, tôi, cái vẻ chửi đồng. Thằng thớm, cả làng đánh trống. Thằng khang, bắt thằng ba que, thằng lợi bắt trộm gà què, tôi đem về nấu cháo, thằng thớm bà len miếu máu, thằng khang hát bài tổ tông, tất cả ông ổng ổng ông ăn ba ổ trứng, gào xong cả bọn chúng tôi vắt chân lên cổ chạy, còn bà len thì tốc với quay cuồng lên mà chửi, bài chửi của bà vần vẻ thiên biến vạn hóa từ cao tầng thủy tổ đến năm đời chín đời sau. Từ ba hồn bảy vía thằng nào con nào ăn trộm trứng gà nhà bà đến cả họ hàng hang hốc nhà nó rồi bà ruột đứa nào ăn trứng của bà cả dòng cả giống nhà nó sặc máu sáu cơn đi sông đắm đò đi bộ chết đâm chết chém chao ơi là chua ngoa độc địa ấy thế mà đến hôm bà chết tôi và thằng lợi là hai đứa biết đầu tiên chẳng là bỗng dưng mấy hôm nay không thấy bà chửi buồn tai tôi và thằng lợi rủ nhau chui qua dậu nhà bà lẻn xuống bếp định đánh cắp trứng hoặc một thứ bất kỳ nào đó thằng lợi đi trước tôi bám áo nó ép sát vào tường đất. Nó vừa thọt chân vào bếp thì bỗng nhảy dựng lên, vọt ra cửa. Tôi chưa kịp hiểu gì nhưng vì hoảng quá, níu rách toạc áo nó. Ra tới cổng nó run bần bật bảo tôi, bà Len chết trong ổ rơm. Tôi dựng tóc gáy, chạy cùng nó về nhà báo tin cho anh ổn. Chẳng hiểu vì sao lúc này đây tôi lại nhớ tới bà. Nhớ những quả trứng gà ri bé tẹo chúng tôi ăn trộm được, bọc trong vạt áo, ra tới bờ ruộng vừa thở vừa mút sống rồi ngong ngóng chờ nghe bà Len chửi. Đám tang của bà thật đông, cả làng không ai vắng mặt. Tôi và thằng Lợi, thằng Thớm, thằng Khang cầm cơ phướn rước bà ra mộ. Được ba ngày, anh ổn mua cho chúng tôi mỗi đứa ba quả trứng gà di, bảo đem ra mộ bà thắp hương. Anh dọa, nếu không làm thế, ma của bà sẽ về bắt. Chúng tôi răm rắp làm theo. Thì ra không phải anh ổn tôi nghĩ ra trò đó, mà chính là bà Trịnh, mẹ thằng Lợi, vì bà biết chỉ có anh mới sửa được chúng tôi thôi. Anh ổn còn bảo tôi rằng, những người độc thân như bà Len chết thiêng lắm. Lúc sống kẻ nào bắt nạt người ta thì hãy liệu mà cúng vái cho tử tế, rồi sớm sửa đổi tính nết kẹo ma thiêng không ở một mình. Tôi và thằng Lợi vì sợ mà ngoan được vài tuần, rồi đâu lại vào đấy. Có hôm nó rủ tôi bắt con cóc cụ, nhét thuốc lào vào đầy mồm cóc rồi khâu lại. Chúng tôi lẹn vào nhà ông Thuấn thả con cóc xấu số ấy vào gầm giường. Chẳng là mấy hôm trước chúng tôi trêu bà vợ tâm thần của ông, bị ông đuổi trí chết. Ông đè, nếu còn trêu bà thì ông sẽ thiến giái. Tôi và nó thực ra chẳng biết thù oán là gì. Chỉ thuần túy nghĩ ra trò nghịch, thành thử sau khi ném được con cóc vào nhà người ta rồi. Đêm xuống, hai đứa lẹn nhà đi nghe ngóng thử. Trời ơi, con cóc kia bị sặc thúc lào. Nó cứ hù hụ kêu lên, giống như tiếng ho, tiếng rên của hồn ma khiến cả nhà ông Thuấn hoảng loạn, cả xóm hoảng loạn. Mãi sau người ta mới phát hiện được con cóc chết thối. Thế là thành chuyện. Người ta nghi cho chúng tôi, nhưng làm sao buộc tội chúng tôi được? Anh con trai của ông Thuấn thách chúng tôi, tất nhiên là lời thách giữa làng. Rằng quân mất dạy, đố đứa nào dám chơi khăm nhà anh lần nữa. Anh kiếm ở đâu được một con chó rất to về nuôi. Con chó sủa hồng hộc chạy đuổi theo bất kỳ ai qua cổng nhà anh. Thằng lợi bàn với tôi nướng một củ giấy thật nóng, bọc trong mớ rẻ, lặng lẽ tới cổng nhà ông Thuấn con chó hung dữ sục ra. Chúng tôi ủ té chạy. Nó đuổi theo. Tôi ném củ giấy nóng chiêu nó. Con chó lao vào đớp củ giấy, kêu lên oang oang. Hai đứa tôi lùi về nhà, đắp chăn vờ như ngủ. Sáng hôm sau cả xóm được dịp xôn xao. Chúng tôi giả như không biết chuyện gì, dù mấy thằng cùng bọn tới xem. Khổ thân con chó. Nó cắn ngập răng vào củ giấy nóng, coi như hết đời. Bây giờ giá gặp anh con trai ông Thuấn, nhất định tôi sẽ khai ra chuyện ấy và chắc anh cũng sẽ chẳng có lòng nào thu ghét chúng tôi. Mặc dù hôm anh nhập ngũ, chúng tôi có tiến anh một quãng đồng, nhưng anh vẫn cứ lì lì, có vẻ còn cay cú lắm. Bất giác tôi thấy buồn vì cái trò lăng nhăng lít nhít thời niên thiếu và tôi trở dậy. Tôi nhìn sang võng thằng con lồ. Hắn ngủ quạt cổ ra rìa võng, thở khò khè. Tại sao hắn lại có thể ngủ ngon lành như thế nhỉ? Chắc hắn cũng chỉ bằng tuổi tôi, có thể nhìn hơn một tí. Nhưng điều ấy phòng có quan trọng gì? hắn ăn phải bả của bọn quan thầy làm tên xâm lược để đến lúc này đây thành ra tù binh bọn hắn hèn hạ đến thế là cùng bị đối phương bắt được mà còn cam tâm làm kẻ hàng binh quân ta không có chuyện ấy chúng tôi đã thề trước khi vào nam là chỉ có một sống một chết với quân thủ nhìn hắn ngủ tôi cứ tự hỏi mình xem liệu hắn có lúc nào nhớ mẹ nhớ quê không hắn có trò nghịch lếu láo thời thơ bé không nhỉ tuổi thơ của hắn là thế nào làm sao tôi hình dung ra được Tôi nhớ có lần Bin bỗng hỏi tôi, thằng Mỹ có buôn làng không? Tôi bảo có, và tôi đã nói bừa với cậu rằng, buôn làng của thằng Mỹ gọi là thành phố. Bin vẫn không tin một khi người ta đã có buôn làng rồi thì làm sao phải đi xâm lược buôn làng kẻ khác. À ra thế. Lúc nào Bin cũng có những ý nghĩ ngộ ngộ, giống như tôi hồi bé. Hồi bé tôi không tin cô giáo hoa của tôi lại có thể đi đái. Bởi vì cô rất sạch sẽ, lúc nào cũng có thể hát cho chúng tôi nghe với vẻ đẹp và tính tình dịu dàng của cô chẳng lẽ cô cũng làm những việc tệ hại mà chúng ta những người thường vẫn làm tôi hỏi anh ổn và anh đã khẳng định với tôi rằng không thể không có nhưng tôi vẫn không tin anh tôi chẳng biết giải thích thế nào cho tôi hiểu vì tôi đã vặn lại theo kiểu trẻ con rất cùn là anh đã trông thấy bao giờ chưa chưa trông thấy mà nói có hay không đều sai cả những ý nghĩ liên miên của tôi rồi cũng lịnh đi tôi đang lơ mơ ngủ bỗng giật mình vì tiếng hú rất to. Mấy người uống rượu say đã đến màn múa hát. Tôi mệt mỏi ngồi đậy lắng nghe. Họ hát từ trong căn nhà bếp lụp sụp. Tôi hiểu, nếu tôi mò tới, thế nào cũng bị uống rượu. Bụng tôi réo lên ủng ục. Tôi đói, cảm thấy lạnh khắp người. Tay chân run run. Tôi thèm cơm không? Chỉ cần cơm không? Tại sao hôm qua tôi lại đổ hết số gạo chị bát cho vào cái gùi, trả lại chị? Trời vần vũ những mảng tối sáng xô bồ, cái võng của thằng con lơ đã chảy xệ xuống sát đất mà hắn vẫn ngủ. Tôi định gọi hắn dậy để hướng dẫn cho hắn biết cách mắc một cái võng thế nào cho tử tế, rồi hắn ngủ. Nhưng lại nghĩ, kệ thay hắn, cái thằng ngố, lười thối ra ấy. Tôi chập chờn nửa muốn tới chỗ mấy người du kích kiếm cái ăn, nửa sợ phải uống rượu. Tôi dùng mình nhớ tới cuộc say lần trước. Lẽ ra hôm ấy tôi đừng uống quá mức thì tôi đã làm chủ được mình chẳng rõ giờ đây bê Dên đã trở lại bình thường chưa. Thực tình, hôm ấy vào rừng, tôi đã chẳng làm được điều gì, ngoài những cái hôn mà người ta cứ nghĩ là tôi đã làm được. Bê Dên ăn lá độc để chứng tỏ cô yêu tôi hay chỉ vì muốn chứng tỏ cho dân làng biết là mình vẫn còn trinh trắng. Điều ấy chỉ có cô biết. Quả tình tôi quá hoảng sợ khi nghe tin cô chết, chẳng phải vì tôi yêu cô, mà vì tôi run sợ cho số phận của mình. Điều ấy tôi nói ra thật tệ hại nhưng phần lớn sự tệ hại nếu được giấu kín sẽ trở thành niềm an ủi cho lầm lỗi của mỗi chúng ta. Nó có khả năng biến nỗi lo sợ thành sự thể hiện tình cảm mà cộng đồng tuy không thích thú gì, nhưng lại cứ đòi hỏi. Tôi đã nghĩ ngay rằng, nếu Bê Dên chết thì tôi không thể sống được vì ân hận và vì sự tự trừng phạt của cô quá mức chịu đựng đối với tôi, hơn là tôi nhận thấy tội lỗi của mình. Nhưng thôi, tôi tự nhủ, dù sao chuyện ấy cũng đã qua rồi. Tôi có nói ra ý nghĩ khi ấy của mình, cũng chỉ nhằm giải tỏa cho nỗi ám ảnh mà tôi phải gánh chịu tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nghĩ được như thế và tôi đã ngủ được có lẽ nhờ lối lập luận không lấy gì làm hay ho lắm cho mãi tới sau này tôi vẫn không thể ngồi những lá thư của anh tôi gửi về câu đầu tiên anh hỏi ấy là cái tủ sách của anh rồi anh khuyên tôi nên đi bộ đội vì theo anh đó là một trường đại học tổng hợp lớn nhất mà anh gọi là đại học cuộc đời anh biết tính tôi không thích đi vì tôi thấy các chú bộ đội đóng ở làng lúc nào cũng huỳnh huỵch chạy đang ăn cơm phải báo động hơi tí thì họ kiểm điểm mà tính tôi ham thích tự do sức tôi lại yếu đầu óc tôi không nghĩ tới tương lai ngoài việc học bài theo lối khoán đủ cho số điểm mà thầy tôi đã quá định thầy tôi là một ông đồ thất trí cụ rất buồn giàu vì tính bất trị của tôi roi vọt theo lối dơ cao đánh khé của người càng khiến tôi hư hỏng thêm cái lối khoán điểm của cụ chẳng làm tôi lo ngại nhưng tôi không phấn đấu vượt quá mức quá định. Tôi biết, nếu vượt quá thì yêu cầu sẽ lại tăng lên, và như thế chỉ làm thỏa mãn ý muốn của người lớn. Phần nhiều các giờ lên lớp các môn phụ tôi đều đọc chuyện dưới ngăn kéo, hoặc để quyển vở đè lên quyển chuyện, ngồi ngay ngắn giả như chăm chú nghe giảng. Thực ra tôi đang nghiên cứu cuộc phiêu lưu của chú dế mèn, của chú người gỗ. Suốt 10 năm học, chẳng năm nào tôi đạt học sinh giỏi. Đó là nỗi đau đớn của thầy tôi, vì năm nào anh ổn tôi cũng đem về phần thưởng và bằng khen. Cái năm lớp 10 tệ hại nhất đối với tôi vì tôi không thích đi bộ đội mà tháng nào cũng phải đi khám sức khỏe tuyển quân. Lớp tôi các bạn đi vãn, mãi tới tháng 4 vừa rồi, tôi cảm thấy quá mệt mỏi vì những cuộc đi khám sức khỏe lần nào cũng chỉ có 39 cân ấy. Tôi quyết định thủ sẵn trong túi quần phăng rộng thùng thình của anh tôi để lại 3 4 cân đá vụn và tôi bước lên bàn cân. Tay vẫn thọc túi quần, làm ra vẻ phớt đời. Tôi bị bắt quả tang nhưng bù lại, người ta đã tha cho tôi để tôi lọt qua vòng cân đo. Thế là tôi trúng tuyển. Tôi được ưu tiên phát bằng tốt nghiệp phổ thông trước lúc lên đường. Đặc biệt, hành động bỏ đá trong túi quần bị lộ của tôi không ngờ lại được nêu dương. Ấy là lần đầu tiên trong đời tôi nếm mùi vinh quang. Cả trường tôi phát động phong trào học tập tinh thần hăng hái sung phong nhập ngũ của tôi. Tôi không cảm thấy xấu hổ. Ngược lại, tôi thấy đúng là tôi có tinh thần hăng hái như những lời biểu dương của các thầy cô thật bỗng một tiếng nổ trùm lên sự yên tĩnh tưởng như bất tận của rừng đêm hất tôi ngã nhào xuống võng. Thực ra tôi đã lăn xuống bằng bản năng hơn là ngã. Thằng con lơ vẫn nằm nguyên, có điều, cả hai đầu võng đều đã chảy xệ xuống. Một đầu cao hơn, nom hắn veo vào như một cái sắc chết. Hắn khẽ rên lên rồi lại nằm yên ở tư thế vặn vỏ đỗ kỳ quặc khiến tôi khó chịu. Chẳng lẽ tôi lại sang, giật phăng cái dây võng phía chân hắn tuột hẳn ra cho hắn thức dậy. Nhưng tôi chưa vội làm vì có thể ngay bây giờ một quả bom nữa sẽ nổ tiếp. Có tới vài chục giây trôi qua vẫn yên tĩnh, ngoài tiếng rít xé gió của động cơ phản lực, có tiếng nói xôn xao phía trong nhà bếp, hình như sức chấn động của quả bom vừa rồi đã làm sập cái gì đó. Tôi nhớ có lần tôi và Bin đi qua một hố bom to tới mức tôi chưa nhìn thấy bao giờ. Tôi hỏi Bin, "Bom gì mà ghê thế?" Bin bảo bom B57. Cậu còn giải thích kỹ lưỡng cho tôi rằng thằng máy bay B-57 to hùng. Nó chỉ chở được một trái bom lớn gấp 10 trái bom khác, chuyên thả bom vào vùng căn cứ của ta. Chắc quả bom nổ vừa rồi là thứ bom ấy. Tôi nghĩ thế và đứng dậy tới bên vóng thằng con lơ, định làm cái việc mà tôi vừa nghĩ ra. Tôi hoảng hồn nhận thấy hắn đã ngất xỉu, miệng ngáp ngáp, hai tay run lẩy bẩy. Tôi không nhớ tôi có kêu lên không, hoặc tôi không thể kêu lên thành tiếng. Tôi đã nhảy qua một cái hố, đập đầu vào cột bếp, ngã bật ngửa. Tôi trồm dậy, nhào tới chỗ mấy người đang dựng lại góc trong căn bếp vừa bị đổ. Thằng con lơ làm sao ý, hình như tôi chỉ nói được như thế. Chúng tôi khiêng hắn vào trong nhà bếp, đặt cạnh đống lửa. Mùi hắn bốc lên khăn khăn rất nặng, và tôi đã quẹ ra những gì còn sót lại trong bụng. Hắn nằm ngay đuột, tay bắt chuồn chuồn, miệng ú ớ, mắt trận ngược. Tôi tháo cái võng ca kia của hắn, thì ra hắn đã bĩnh cả vào võng và tình thế buộc tôi phải ra suối gột sạch. Tôi hờ lửa khô cái võng, gấp lại gối lên đầu cho hắn dễ thở tới giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác ghê rợn khi bàn tay tôi chạm vào cái sọ toàn xương của hắn cái gì đã làm hắn gầy đi nhanh đến chừng này toàn thân lạnh toát hắn không còn chút sinh khí tôi mày mấy viên thuốc ký ninh rồi đổ cho hắn tôi chưa hề có chút kinh nghiệm nào về căn bệnh sốt rét ác tính đáng sợ này mặc dù suốt cuộc hành quân vào nam lúc nào cũng nghe nói về nó té ra hắn đã bị ủ bệnh từ lâu và đêm nay chính là đêm kịch phát mấy viên thuốc ký ninh muộn mằn của bin cho tôi không giúp gì được hắn trời vừa he hé sáng thì hắn ướn người lên toàn thân co giật tôi và bin mỗi đứa một bên cố giữ cho hắn nằm im để anh y ơn đổ nước cháo vào miệng hắn thậm chí không kịp nuốt tí cháo nào trước khi chết tôi thấy hắn lắc lắc đầu tôi và bin không giữ tay chân hắn nữa chừng như hắn có tỉnh lại một vài giây đưa được cánh tay bằng toàn bộ sức lực còn lại chấm lên chán rồi buông xuôi tôi quỳ xuống vuốt mắt cho con lơ. Một cử chỉ chưa hề được ai chỉ bảo. Cái chết của thằng con lơ thực sự là một nỗi kinh hoàng làm chấn động tâm hồn tôi, kể cả anh Yon, anh Miết và Bin. Hình như họ đã trở thành những con người khác. Mấy ghe rượu uống giờ bị bỏ quên. Những cuộc hội ý liên miên của họ không gây cho tôi khó chịu nữa. Tôi không thể nói là tôi buồn thương đến mức phát khóc sau cây chết quá đột ngột của hắn. Nhưng thực lòng tôi không thể nguôi ngoai. Nói đúng hơn, tôi bị ám ảnh. Rõ ràng là hắn đã nhân nhóm được chút tình cảm khó khăn từ đáy lòng tôi. Chỉ sau khi hắn chết, tôi mới cảm nhận được. Tôi không ân hận về những gì tôi đã nghĩ và đã cư xử với hắn. Mấy cô gái giá gạo có lẽ vì sợ đã khoác gùi vào rừng. Bốn anh em chúng tôi, mỗi đầu hai người, khiêng hắn tới bờ con suối mà tôi không nhớ tên ấy, thay nhau đào hố chôn hắn. Đôi giày của hắn vẫn còn khá tốt. Cái vóng kaki của hắn cũng còn khá tốt. Và đặc biệt là chiếc mũ giải phóng có lẽ của anh dù hắn đội cũng còn khá tốt sau cái ngày chun cất thằng con lơ ấy chúng tôi nhận gạo nhưng vẫn phải ăn sắn khô thay cơm để hành quân ra phía trước tôi thấy anh y ơn buồn rũ rượi chẳng nói câu nào suốt cuộc hành trình anh dẫn chúng tôi đi cứ hun hút như thể để tới một quái nào vô định tôi bắt đầu cảm thấy sức lực mình cạn kiệt chân cố bước theo họ mà đầu chẳng nghĩ được điều gì cho mạch lạc sau mỗi bữa ăn khó nhọc anh y ôm đều bảo bin đưa cho tôi hai viên thuốc ký ninh. Tôi nhai những viên thuốc hiếm hoi ấy thật lâu, mặc dù đắng giận tóc ấy. Nhưng đắng còn hơn chết. Tôi tin rằng, nếu nhai kỹ sẽ giúp cho cái dạ dày toàn sắn của tôi hấp thụ thuốc dễ dàng hơn. May là tôi thoát được căn bệnh hiểm nghèo. Cái căn bệnh mà chỉ có số phận mới nói chuyện được với nó. Tôi không thoát khỏi nỗi ám ảnh về cái chết quá đơn giản của thằng con lờ. Lúc nào tôi cũng thấy hắn ngáp ngáp cái miệng rộng, phủ đầy ria hung vàng nghe ngắt những nước bọt và đôi mắt xanh lè lén nhìn tôi khi tôi bắt gặp cái nhìn trộm ấy thì hắn thực sự lúng túng. Tôi đã làm lơ cho hắn và dường như hắn cũng có những ý nghĩ nào đó về cử chỉ của tôi. Tôi chỉ mong nhanh đến phía trước, mong cho tới cái nơi mà tôi chỉ dám hình dung là lại tiếp tục quẩn quanh giữa đất trên những tròn núi cao với những hang đá chi chít đường mòn, chạy lên, chạy xuống, cùng lắm là xuống ấp diệt ác, phá kèm. Nhưng lần này không có giả phới không có đám đàn bà con nít, không có con lờ, hẳn chúng tôi được rảnh rang phần nào. Tôi vẫn không quên tự nghe ngóng xem bên trong cơ thể mình có gì chuyển biến khác thường. May mà chỉ thấy mệt mỏi bá bởi chứ không có biểu hiện gì rắc rối. Đêm đêm nằm trên võng tôi tuyền nghĩ tới cơm không. Còn nghĩ tới cơm không tức là cơ thể tôi còn khá và đêm đêm, tôi lén lấy trộm gạo trong cái bao cắt của mình. Nhai sống. Tôi nhai mỗi lần một nắm, rồi hai nắm vị ngọt và mùi thơm của gạo tôi không tài nào tả được tôi nhận thấy tác dụng của thứ lương thực kỳ diệu mà cha ông ta đã tìm ra quả tình không thứ gì có thể thay thế nổi chính vì món gạo nhai sống có kèm theo vài hạt muối đã giúp tôi tỉnh người tôi cảm thấy sức tôi khỏe lên hơn hẳn mấy ngày đầu những con dốc dài không làm tôi ù tai vá thứ mồ hôi lạnh làm run gối run cả hệ thần kinh đầu óc tôi có phần nhẹ nhõm bớt căng thẳng tôi cố nén thèm tự nhắc mình không thể cứ ăn vụng mãi. Tôi nhớ hồi hành quân trên Trường Sơn, thằng chuyên ở trung đội tôi ăn vụng lương khô, bị phát giác. Chính trị viên đại đội nhuận đã tập hợp đơn vị nói nhẹ nhàng rằng, ăn như thế là ăn mồ hôi, xương máu của đồng đội, của nhân dân. Tuy vậy, vì sắp vào tới chiến trường nên đơn vị chỉ nhắc nhở, miễn cho kỷ luật. Ở tiểu đội tôi nói chung, chúng tôi đã chén sạch, nhưng giữ được cho nhau vì chính tiểu đội trưởng Lân là người để sướng kể cái anh lân cũng là một tiểu đội trưởng liều. Cái việc thằng Khôi đánh rơi mất súng giữa sông gì, khi chúng tôi phải lội qua vào ban đêm mà anh còn ỉm đi được cho nó. Anh bảo đã vào tới đây rồi thì phải thương nhau, đời thằng lính nay sống, mai chết, biết đâu mà lần. Giá anh Yong mà được như anh lân nhỉ. Tôi tin rằng nếu là anh lân nhất định chúng tôi được ăn cơm không, nhưng anh Yong vẫn cặm cụi bước. Tôi không thể cùng một lúc tả được cảnh bom pháo liên miên, cảnh ăn uống kiên quyết khem khổ và cả những gương mặt hốc hác của bốn anh em lúc nào cũng có vẻ sốt ruột. Chờ cái gì đó, trong suốt mấy ngày nay đã tới rừng non. Vâng, rừng non mới trống trải và lạnh lưng làm sao. Chúng tôi tới một cái gò có những căn hầm cũ nát của một đơn vị nào đó đã chuyển đi, có lẽ khá lâu rồi. Anh Y ơn bảo chúng tôi dọn hầm và chốt ở đây. Bữa cơm đầu tiên anh Y ơn cho phép mỗi người nấu nửa lon gạo cùng với số sắn khô còn lại. May mà lúc dọn sửa hầm, tôi và Bin bắt được một mớ trôm trôm. Đó là loài dế thì đúng hơn, vì thân nó rất giống thân dế chuỗi, nhưng chân lại dài và ngòng ngoèo như chân nhện. Tôi vặt chân, vặt những cái cánh cụt của loài côn trùng đáng yêu ấy cho vào cái KUS, rang lên. Thế là chúng tôi chén ngon lành, rồi ngủ. Tôi thấy anh y ơn, anh miết và Bin hội ý rất lâu. Cái lối hội ý không đếm rỉa gì, gì tới tôi ấy, không còn gây khó chịu cho tôi nữa. Tôi đồ rằng phía trước là đây rồi vì thỉnh thoảng nghe tiếng súng bộ binh bắn rát rạt rất gần những đợt pháo bầy nã vào cánh rừng phía sau lưng chúng tôi ngoài tiếng nổ đinh tai còn nhìn rõ những chớp lửa nhóa lên liên tiếp cứ nối dài ra thành một vệt rồi lại cụm về một điểm như thể xem phim đánh nhau của liên xô đêm xuống đèn dù liên tục vọt sáng ánh sáng quay theo nhịp lắc của gió không lúc nào ngất tiếng máy bay chưa bao giờ tôi nhìn thấy một đàn máy bay trực thăng có tới hàng trăm chiếc bay một lúc giữ dần đến như thế rồi chúng quay nhau bắn. Lúc tắc bùm, khi chiếu xoẹt, thỉnh thoảng giật cục lên loại súng gì đó có đạn nổ hai lần. Tôi ngủ trong mớ âm thanh hỗn độn ấy cho tới lúc Bin vỗ vỗ vào võng, gọi nhỏ nhưng rất hối hả. "Anh Bin, dậy." "Dậy nào." Tôi choàng tỉnh trong khi Bin lại ấn tôi ngồi xuống. Cậu cùng ngồi chung võng với tôi. Tôi cảm thấy có điều gì rất hệ trọng. Bin giờ nắm tay tôi, nói nhỏ, giọng cảm động lộ ra vì tôi thấy cậu hơi run. Tôi cũng run lây. Anh y ưng nói biểu anh có tốt tư tưởng nhiều nên đồng ý đem trả anh về cho 95. Nhưng 95 nó chuyển đi rồi. Bây giờ lũ em ưng anh ở lại nhưng anh y ưng nó không ưng. Cậu nghẹn lại một lúc chừng như để tìm từ cũng có thể vì thương tôi mà Bin không nói. Tôi ôm ghi lấy Bin nước mắt không kìm lại được. Tôi không muốn Bin nói thêm lời nào nữa nhưng rồi Bin vẫn gỡ tay tôi ra. Bây giờ anh theo em lên gặp giao liên huyện đội nó dẫn anh đi. Bin nói và đứng dậy. Tôi bàng hoàng vì cái tin quá đột ngột ấy. Hình như tôi đã ôm Bin lần nữa, mãi sau mới cuốn võng lên khỏi hầm. Tôi thấy anh y ơn, anh Miết đang đứng chờ sẵn cùng người lạ mặt. Anh Miết tới bắt tay tôi. Tôi ôm anh và nói nhỏ, cho em chào chị bát và cô Bê Dên. Anh Miết không nói, siết chặt tôi hơn rồi thả ra. Dù sao tôi cũng phải tới chia tay anh y ơn, mặc dù anh ta vẫn đứng nguyên một chỗ khi tôi tới trước mặt anh bỗng anh quẳng một tay qua vai tôi mãi tới lúc ấy tôi mới nhận ra anh yong chỉ còn một tay là hoạt động được còn cánh tay kia đã liệt từ hồi nào vĩ thanh nhiều năm trôi qua sau những biến động nặng nề mà cuộc chiến cứ liên tiếp dành cho tôi tôi vẫn không sao đủ bình tĩnh mỗi lần nhớ lại cái đêm chia tay ấy để rồi phải theo cái bóng lầm lì đi như thụi trong những con đường mòn rách nát vì bom pháo và cây đổ và u mối và hầm hố và chiến hào sạt lở và trên hết vẫn là những dây tiếng nổ có lúc đạn lửa vọt lên vẽ những đường vòng cung đan chéo nhau có lúc cối pháo địch nã thành vệt dài đinh tai phía trước mặt cái bóng nằm sấp dưới một dãy gai xấu hổ nào đó và tôi cũng làm theo đến khi cái bóng vọt lên chạy tôi cũng gài dây khố tòng tem phía sau lại chạy chúng tôi chạy trên con đường mòn nóng dấy đầy khói và những hố đạn pháo trời ạ à, tất cả những cái hố đạn pháo chúng vừa bắn đều trúng tim con đường tôi có cảm giác cái bóng to cao kia đã quen thuộc với cảnh này, với địa hình này không kém gì bin. Anh ta nhảy bổ nhào, đi, chạy và lắng nghe phán đoán, và lại nhảy, lại đi, như thể đi trong vườn nhà mình. Tại sao anh ta không hỏi tôi lấy một câu? Và tại sao tôi lại cứ cun cút chạy theo anh ta một cách thụ động? Ấy là câu hỏi mãi về sau này tôi mới đặt ra, và chính vì nó mà tôi chẳng lúc nào nguy nhớ về quá khứ. Lẽ ra tôi phải có một phản ứng nào đó đối với quyết định quá phú phàng của anh Y thì sự việc hẳn sẽ phải diễn ra vừa đơn giản vừa đỡ nhọc nhằn. Không chỉ riêng đối với tôi mà cả đối với những người du kích. Hành trang trước khi đi bê của tôi không hề được chuẩn bị những tình huống tương tự như các tình huống mà anh Y đã bày ra. Tôi cố bươn bà chạy theo cái bóng lúc nào cũng sẵn sàng bỏ rơi tôi ấy. Cho tới lúc trời hưng hửng sáng thì rốt cục chúng tôi cũng đến một cửa rừng. Tôi không thể nhận ra địa hình không thể nhận ra bất cứ dấu vết quen thuộc nào. Người dẫn đường dẫn tôi đi sâu vào một khe núi thì dừng lại, nói với tôi một câu rất dài bằng tiếng Ba Na. Tôi không hiểu. Mình không biết tiếng Ba Na. Tôi nói. Anh tên gì? In mắt khia. Tôi nhắc lại. Khia. Anh ta cười và tháo bồng, ngồi xuống một thân cây đổ. Tôi cũng làm theo. Huyện đội có xa đây không anh khia? Tôi làm thân. Đến lượt anh ta không hiểu. Gương mặt anh ta có vẻ hiền từ ngờ nghịch, nhưng những bắp thịt trên ngực, trên cánh tay thì cứ cuồn cuộn. Cái dây khố của anh ta quá bé so với bề rộng của mông khiến nó không đủ khả năng che hết những gì cần che. Trong khi dây khố của tôi lại quá rộng và tôi đã bày tỏ tình cảm của mình bằng cách ra hiệu bảo anh ta, nếu thích thì tôi sẵn sàng đổi. Anh ta gái gái sồn sột rồi lắc đầu cười hình hạch. Rõ ràng là anh ta không những không biết tiếng kinh mà còn tỏ ra chưa tiếp xúc nhiều với bộ đội. Anh ta xăm soi, vuốt ve khẩu AK của tôi vẻ thèm thuồng. Tôi lại ra hiệu sẵn sàng đổi súng, nhưng anh ta lại lắc đầu. Tôi được anh y ơm phát cho khẩu AK như là một phần thưởng, trong khi những người du kích toàn dùng súng A15 hoặc CKC. Đói, bổ ngót, đói, tôi nói cả tiếng kinh và tiếng ba na. Anh ta hiểu rất nhanh và cũng rất nhanh mở bồng, lấy ra một ống cống đen nhẹm ngô bung, Đổ qua, Sớt lại mãi rồi chúng tôi cũng chia được ra làm hai phần. Bao gạo của tôi có tới 5 ký, ngoài số tôi đã ăn vụng, bây giờ thực sự quý. Khi vỗ vỗ tay lên bao cát gạo nói gì đó. Tôi ra hiệu nấu cơm thì anh ta lại cũng lắc đầu, cười cười, chỉ lên núi cao. Máy bay địch bắt đầu hoạt động. Nhưng chúng tôi chỉ có hai người nên dù chúng có quần đảo hoặc oanh tạc cũng chẳng có gì đáng sợ. Tôi đã phần nào quen với sự quấy nhiễu của chúng, kể cả tiếng đề pa nổ đinh tai của pháo 105 ly. Cuộc hành quân nhẩn nha đến mức chế này, thực ra chẳng vui vẻ gì với tâm trạng của tôi. Gặp bất cứ con gì trên đường, kia đều xua xua tay ra hiệu tôi dừng lại để anh ta bắn. Tôi chưa thấy ai bắn dở như kia. Suốt ba ngày đầu tốn hàng chục viên đạn mà kia không bắn trúng một con nào, kể cả có lần gặp con mang chỉ cách chúng tôi cỡ chừng 10 mét. Đến ngày thứ tư thì chúng tôi đi cắt rừng và tôi quyết định nếu gặp con gì, tôi sẽ chủ động bắn trước. Nhưng không hiểu sao chẳng có con thú nào chịu tới nộp mạng. duy nhất có một lần vào lúc nghỉ trưa, tôi chợt thấy trên đầu ào một cái, nhìn lên tôi hoảng hồn nhận ra một con chăn gió. tôi không đủ bình tĩnh dương súng bắn thì kia đã lia hết cả băng đạn, con vật biến mất. tôi không muốn kể thêm về những gì diễn ra trong suốt mấy ngày, mấy đêm liên tiếp vì thực ra nó vừa nhạt nhẽo vừa uể oải. tôi không còn nôn nóng muốn nhanh về tới huyện đội, không mong muốn gì nữa. trong lòng tôi nghĩ nhiều túi pin tôi cứ trách mình sao lúc chia tay không nói thêm được với bin một lời nào kể cả anh miết và anh y ương biết đến bao giờ tôi được gặp lại họ liệu có lúc nào họ nhớ tới tôi với một tình cảm ưu ái và luyến tiếc bin thì có chắc chắn thế tôi tin sau này nếu được học hành nhất định cậu sẽ trở thành một người đáng kể cậu là một mẫu người lý tưởng mà cuộc chiến đấu của chúng ta đã tôi luyện nên nhưng còn anh miết và anh y ương nhất là anh y ương Chẳng lẽ bấy nhiêu thời gian, bấy nhiêu công việc mà tôi đã làm, đã thể hiện, không để lại trong lòng anh ta một chút tình cảm nào. Anh ta còn muốn gì ở tôi nữa? Với nước da mai mái và vẻ mặt lạnh lùng của anh ta, thật khó có thể tin được suốt đời Bin lại cứ phải phục tùng. Cái chết bi thảm của thằng Con Lơ lại trở về ám ảnh tôi. Hắn không đáng phải chết một cái chết khủng khiếp đến như vậy. Có phải chính vì cái chết của hắn đã khiến anh ta nghĩ tới chuyện đẩy tôi ra khỏi trách nhiệm của mình cho dành nợ. Tất cả những ý nghĩ ấy cứ mỗi lúc một dâng đầy lên, ứ nghẹn trong lòng tôi, đến nỗi, đã có lúc tôi tự trách mình vì sao không xả một băng đạn trước lúc chia tay để cảnh cáo anh ta. Thế là hết. Thế là chẳng bao giờ hy vọng được gặp lại, hoặc nếu có gặp thì cũng phải chờ đến khi cuộc chiến kết thúc. Cuộc chiến kết thúc, nhất định tôi sẽ tìm về với Bin, với cái làng đê chơ rang bé nhỏ và bí hiểm ấy. Tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt anh y ơn, thậm chí, tôi sẽ nhổ vào mặt anh ta, nếu thấy anh ta vẫn còn nhìn nhận tôi như cũ. Cái quyền muốn giữ tôi lúc nào, rồi lại thải tôi lúc nào tùy ý của anh ta đã qua rồi. Những ý nghĩ giận hờn của tôi cứ trồi lên trụt xuống theo nhịp bước trầm chảy, trầm chật của cái anh chàng nửa du kích, nửa giao liên mãi rồi cũng tới hồi kết thúc. Chúng tôi đi qua một cây cầu treo với những sợi dây song thưa, mỗi bước chân là một cú đung đưa, chỉ cần sơ sẩy một ly là đi một dặm ngay. Tôi đã có kinh nghiệm đi loại cầu này hồi vượt trường Sơn, tiếng đại đội trưởng hồi nhắc chúng tôi trước khi qua các đồng chí đừng sợ không nhìn xuống tốt nhất là nhìn ngang bình thường hoặc nhìn lên trời chân cứ mạnh dạn bước tay và chân phối hợp nhịp nhàng và tôi đã qua cầu cùng kia với những ý nghĩ nhớ về đại đội trời chập choạng tối mà kia vẫn cố đi nếu như mọi hôm chắc tôi đã đòi nghỉ nhưng hôm nay tôi không cảm thấy mệt cũng không cảm thấy hào hứng ngoài việc đi trên cây cầu lắt lẻo gợi tôi nhớ về đơn vị cũ tôi nhớ tới anh lân thằng hiến thằng ton thằng khang nhớ thủ trưởng hồi thủ trưởng nhuận chẳng biết giờ này họ thế nào tôi bước bập bõm theo kia vào một lối mòn chênh vênh rồi tụt xuống tút lút một khe sâu nghe lầm rầm đâu đó có tiếng người có lẽ huyện đội hay một đơn vị nào đó một bản làng nào đó và không hiểu sao tự dưng tôi cảm thấy bình tĩnh lạ thường không phải huyện đội cũng không phải một đơn vị hay bản làng nào hết tôi ngơ ngác nhận ra cái khe suối này cái vòi nước này chính là cái vòi nước mà tôi đã gột võng cho thằng con. Lờ. Và phía trong kia, ngôi nhà cũ kỹ với cây cột nhắn bóng đã làm tôi ngã bật ngửa sau khi thấy thằng con lơ ngoẹo cổ ra khỏi mép vọng. Sự thực là thế đó. Tôi bỗng giận run người khi thấy anh miết. Anh y ơn vừa nhún nhảy múa hát vừa nắm tay tôi và khia tới bên ghè rượu. Bin của tôi đã say mềm nằm dưới chân mấy cô gái cũng say mềm. Họ không biểu hiện một chút xíu ngạc nhiên hay ái ngại nào. Tôi dựng bin dậy, muốn chút hết nỗi giận hờn vào pin nhưng người cậu đã mềm nhúm mày khinh dân tộc tôi à mày không ưng ở với lũ tôi nữa à anh y ưng nắm dây khố sau lưng tôi giật mạnh nói tôi gào vào mặt anh ta tôi không khinh có anh khinh tôi thì có bằng một cánh tay rắn như thép anh y ưng quàng của tôi kéo mạnh vào ngực mình tôi ngã xuống lòng anh trong khi anh miết ấn đầy miệng tôi một miếng thịt rừng nóng rồi sau đó là cần rượu